Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 31. Nàng đã đi, rời khỏi thần đô. Lão giả sờ tròm râu của mình, nói. Các ngươi không phải người cùng một thế giới, truy cầu thiên đạo khác nhau, đạo của nàng là không thể có trói buộc. Ta tự nhiên biết rõ. Phong Phi Vân lại nói. Ta cũng không muốn trói buộc nàng. Đối với nàng mà nói, ngươi là cái lao tù lớn hơn cả thần đô, chỉ có thoát khỏi ngươi, nàng mới có thể thoát ra khỏi lao tù lớn nhất. Lão giả nói. Phong Phi Vân im lặng, nói. Ngươi nói không sai, có lẽ nàng thật rời đi, ta chỉ lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm, có nhiều người đánh tâm tư lên nàng. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, nàng đã không hề còn sắc nước hương trời, một nữ tử bình thường thì nguy hiểm giảm đi thật nhiều. Lão giả cười nói. Nghe nói lời này, Phong Phi Vân tâm thần khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ tới phụ nữ vừa đi ra khỏi cửa thành, hung hăng chừng lão giả, quát. Người lão cây gậy, vì cái gì không nói sớm. Phong Phi Vân hóa thành một cơn gió lốc, đuổi theo ra ngoài. Đại gia mày, lão tử đã nói ra rồi, chỉ là ngươi không tin. Lão giả âm thanh từ phía sau chuyện đến. Phong Phi Vân tự nhiên không có đuổi kịp nàng. Tay không mà về, sau khi quay về thì lão giả và nồi cháo lớn đã biến mất, nồi sắt lớn đều bị mang đi. Có đôi khi, một lần không gặp là không bao giờ gặp lại. Tiên đồ xa xưa, hồng trần rộng rãi, một lần bỏ qua thì không bao giờ tương kiến. Nguyên nhân trong nháy mắt, duyên diệt vĩnh viễn không gặp. Trong lòng Phong Phi Vân cũng không có thất lạc, dù sao đây là nàng lựa chọn, nàng ở lại thần đô chỉ càng buồn rầu hơn thôi. Thiên đạo vô tình. Tánh mạng muôn vẻ, nhân sinh có quá nhiều sung sướng, tự nhiên cũng sẽ có vô số tiếc nuối, hồng trần lịch kiếp, giữ vững bản tâm, vô dục vô cầu. Ầm ầm, cao thủ mặc giáp đen kịt trong đại nội, cưỡi kỳ ngưu giáp sắt từ xa xa chạy tới, dừng trước mặt Phong Phi Vân. Một lão thái giám mặc trang phục màu xanh đi ra khỏi kiệu, trong tay bưng một quyển trục màu vàng khí thế bức người, tu thành long lân, lộ ra nét uy mãnh bá đạo. Là thánh chỉ tấn đế tự tay viết. Phía trên mang theo long hoàng chi khí kinh người, rất nhiều tu sĩ đối mặt long khí này, không thể không quỳ xuống. Đông cung tổng quản mở thánh chỉ ra, kêu lên. Phụng thiên thừa vận, tấn đế chiếu viết, tuyên thần vương Phong Phi Vân lập tức vào cung tiến giám, khâm thử, thần vương đại nhân tiếp chỉ a. Phong Phi Vân chính là vương gia duy nhất đương triều, có thể giống như tam công cho dù nhìn thấy tấn đế cũng có thể không quỳ, càng không quỳ tiếp chỉ. Phong Phi Vân tiếp nhận thánh chỉ. Cười ha hả nói. Tổng quản đại nhân, tấn đế vội vã bảo ta tiến cung như vậy, là có chuyện gì? Phong Phi Vân cảm được đây không phải chuyện tầm thường, ý định tìm hiểu trước. Cái này, nô tài cũng không rõ ràng. Đông cung tổng quản cũng không muốn nói cho Phong Phi Vân tình hình thực tế, vì vậy nói lấy lệ. Như vậy a hát, vậy thì tốt, tốt, chúng ta bây giờ tiến cung. Phong Phi Vân không khách khí, trực tiếp ngồi vào trong kiệu đông cung tổng quản. Tuy Đông Cung Tổng Quản là đứng đầu Thái Giám Đông Cung, là người tâm phúc bên cạnh Tấn Đế, tu vị bản thân thâm bất khả chắc, nhưng mà không dám tranh chấp với Phong Phi Vân, dù sao Phong Phi Vân bây giờ còn là thần vương, dưới một người trên vạn người. Cho dù Đông Cung Tổng Quản không nói, Phong Phi Vân cũng đại khái đoán được vì sao, không gì ngoài hai chuyện, một là chuyện bên trong Long Mạch, hai là chính mình giết thống lĩnh Cố Thần Môn, dẫn thần vũ quân vào thành san bằng thiên kim nhất tiếu lâu. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, cho dù tấn đế có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà một hệ thái tể phủ đã cầm chuyện này ra làm văn, thậm chí còn bức Phong Phi Vân thoái vị. Trong lòng Phong Phi Vân không sợ chút nào, binh tới tướng cản, nước đến đất ngăn. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân đi vào triều đình đế cung, cũng không giống triều đình mà hắn tưởng tượng. Đây là một tòa cung điện to lớn, bên trong thiết trí 360 chỗ ngồi, vây lại thành vòng tròn. Vị trí trung ương phủ lên tấm thảm màu lông chồn đỏ, mà ở trên đó là long ỷ tấn đế, tạo hình kim ngọc, chín long chiếm giữ, cao tới 9 trượng. Dưới ghế rồng có 4 vị trí, là chỗ ngồi của tam công và thần vương, cao tới 7 trượng. Càng về sau này, quan giai càng nhỏ, chỗ ngồi cũng càng thấp. Đến tận đây Phong Phi Vân mới biết đạo quan viên của thần tấn vương triều, gặp tấn đế có thể ngồi. Không chỉ có Phong Phi Vân một người nhận được thánh chỉ. Văn võ bá quan, tam công, cửu khanh, thập bát vương hầu vì một ít hoàng tử công chúa có thực quyền đều tới, tấn đế còn không có đến, tràng diện hết sức nghiêm túc. Đây không phải cung đình thế tục,
mỗi một quan viên đều tuân theo tu vị, người tu vị cường đại sẽ nắm giữ vị trí cao. Mặc dù là một ít quan văn cũng đã phục dụng qua linh dược, trên người mang theo linh vận không tầm thường, hoặc giống như linh sư, hoặc giống như nho tiên. Trên cung điện có thể nhìn thấy trời cao, có mây trắng phiêu đãng, có mái mong kim quang lưu ly, còn có một bức cửu long đồ, chính là Tấn Đế tự tay vẽ, tỏa ra đế uy làm cho người ta khiếp sợ, khiến ai vừa vào cung điện đều sợ hãi. Tam công cửu khanh đã tới đông đủ, tinh thần vô cùng phấn chấn, già nua mà không mất say mê hấp dẫn. Đặc biệt là thái sư trong tam công, người này không mặc quan phủ, mà là mặc quẻ bào màu đỏ, thêu dệt thanh liên, treo đồng thau lò đan đi qua bên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ghé mắt, cảm giác được người này tỏa ra thần thức mênh mông, siêu việt bất cứ người nào trong triều đình. 18 thiên hầu đến 8 vị, thần vương phủ 3 vị thiên hầu có 2 người tới trước, tượng thần thiên hầu cùng sư thiên hầu, về phần đấu chiến thiên hầu không có tới, các thiên hầu khác đều mang binh ở xa thần đô. Phong Phi Vân nhìn thấy La Phù công chúa trong đám người, nàng y quan khăn quàng vai, mặc kim y quý bào, hôm nay nàng không mang khăn che mặt, dung nhan nghiêng thế không thể nghi ngờ, giống như kim kiều đứng trong nội đường. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân nhìn thấy chân dung của La Phù công chúa, nhìn cái đã nhận ra nàng, bởi vì trên người nàng có cao ngạo và linh vận của thiên nữ hoàng gia, căn bản không phải nữ tử bình thường có được, nhuệ khí bức người, càng hơn cả văn võ bá quan. Mỹ nhân thứ 3 của thần Tấn Vương Triều đúng là tên xứng với thực. Có một đám quan viên vây quanh bên cạnh nàng, đang hàn huyên với nhau, hiển nhiên là đội ngũ một hệ của La Phù công chúa. Thái tử Long Thần Nhai đi theo sau lưng Thái Tể, cũng có rất nhiều quan viên đi theo, thậm chí có thiên hầu, cửu khanh, những quan viên này đang thấp giọng bàn về cái gì đó, có âm thầm truyền âm, nhìn qua rất quen thuộc. Đương nhiên ở nơi này có rất nhiều quan viên trung lập. Giống như trong tam công có thái sư cùng thái phó, bọn họ địa vị cao thượng, rất nhiều quan viên tới gần bọn họ đều không nhịn được phải cúi đầu. Đây là khí độ của người thân ở địa vị cao, tăng thêm bản thân bọn họ tu vị thâm bất khả chắc, làm cho hạ vị giả vừa kính vừa sợ. Phong Phi Vân chỉ nhìn qua một cái mà thôi, đã hiểu rõ tình huống đại khái của quan viên trong đây, người nào thuộc về đội ngũ nào, đều nhớ rõ trong lòng. Thần vương đại nhân, hôm nay đại thế không ổn a. Tượng thần thiên hầu đứng sau lưng Phong Phi Vân, nói như thế. Phong Phi Vân hôm nay cũng ăn mặc chính thức, vương bào ra thân, đỉnh đầu thần vương miện, lộ ra khí độ bất phàm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cười nói. Không sao, không sao, đám người kia không dọa được ta đâu. Những quan viên này, ánh mắt rất nhiều người âm thầm nhìn qua Phong Phi Vân, thỉnh thoảng còn nghiêng mắt nhìn xéo, hiển nhiên hôm đầu mâu đã chỉ về phía hắn, là báo hiệu trước khi rồng bão kéo tới. Tượng thần thiên hầu cùng sư thiên đều là thiên hầu quan to hệ thần vương, lão thần vương đã sớm truyền lệnh bảo bọn họ toàn lực phụ tá Phong Phi Vân, bọn họ cảm thấy Phong Phi Vân thật sự tuổi còn rất trẻ, sợ hắn tranh giành không lại đám lão hồ ly này, bị quyền mưu hãm hại. Phong Phi Vân lại vui mừng không sợ. Chơi quyền mưu, ai sợ ai, nhớ năm đó khi leo lên vị trí tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, ta còn áp chế 7 Phượng Hoàng thiên hậu, còn sợ những người này sao? Bên ngoài có người xôn xao. Là Nguyệt công chúa đến. Trước khi chỉ có thái tử cùng La Phù công chúa 2 vị hoàng tử công chúa là có thể tham gia nghị sự trong triều đình, nhưng mà hiện tại Nguyệt công chúa cũng tiến vào, như vậy cũng đại biểu cho một ý nghĩa. Ý nghĩa sau lưng rất lớn, làm cho rất nhiều người hít sâu một hơi. Xem ra vị trí thái tử không chỉ có thái tử cùng La Phù công chúa chi tranh giành. Thiếp thân bái kiến thần vương đại nhân. Long Thương Nguyệt dáng vẻ ngàn vạn, đôi mắt dễ thương ẩn tình, nhìn Phong Phi Vân hành lễ. Thần Vương Phi nhìn qua hành vương và hành lễ. La Phù công chúa và thái tử tự nhiên phóng mắt nhìn qua, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Ngay cả thái phó vẫn nhắm mắt cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn qua bên này. Tấn Đế giá lâm. Giọng tổng quản già nua đứng trên bậc thềm ngọc hô vang lên, dắt giọng âm thanh lanh lảnh, sau đó xoay người quỳ trên mặt đất. Triều đình lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đứng nghiêm, tinh thần vô cùng phấn chấn, tất mọi người đều quỳ xuống, chỉ có Phong Phi Vân cùng Tam Công là đứng, kêu lên. Bái kiến Tấn Đế, Ngô Hoàng Vô Cương. Bái kiến Tấn Đế, Ngô Hoàng Vô Cương. Phong Phi Vân đứng thẳng, lưng không cong, đứng cùng với Thái Tể Bắc Minh mặc thủ tại vị trí trung tâm, mà hai bên theo thứ tự là Thái Phó và Thái Sư. Bắc Minh mặc thủ lườm qua Phong Phi Vân. Trong mắt mang theo vẻ thâm trầm và vui vẻ,
cũng không biết cười cái gì. Xôn xao. Lúc này đế uy khôn cùng hàng lâm, vô cùng khiếp người, cửu long trên ghế rồng lúc này tỏa sáng, giống như ngôi sao chói mắt. Đế uy giống như ngôi sao từ 9 tầng trời hàng lâm, quan viên bên dưới giống như thừa nhận hàng tỷ cân thần lực, thân thể kìm lòng không được run rẩy vài cái, chỉ có tam công có thể thong dong ứng đối, ba người này tu vị vô cùng cao thâm, đế uy ra thân, cũng có thể lạnh nhạt đứng đấy. Chỉ có Phong Phi Vân tu vị yếu nhất, rất nhiều người đều cho là hắn sẽ bị đế uy trùng kích quỳ dạp xuống đất, mà ngay cả Thái Tể Bắc Minh Mặc Thủ cũng cho là như vậy, cho nên vừa rồi mới cười quỷ dị nhìn Phong Phi Vân. Nhưng mà hắn lườm qua Phong Phi Vân thì hơi thất vọng, Phong Phi Vân khí định thần nhàn, vẫn đứng vững vàng bên cạnh hắn, còn quay người cửa cười với hắn. Bắc Minh Mặc Thủ cũng mỉm cười, trong ánh mắt biểu đạt ý tứ, giống như muốn nói. Thật sự có tài. Đều đứng dậy đi, cứ nhập tọa của mình. Tân đế thu liễm đế uy trên người, Long Hoàng chi khí thu liễm vào trong thân thể. Văn võ bá quan nhao nhao nhập tọa, 360 ghế không còn trống cái nào. Phong Phi Vân và Tam Công ngồi trước nhất, ngồi cao 7 trượng, cũng vô cùng nhất tiếp cận Long ỷ tấn đế. Thần có chuyện khải tấu. Thống lĩnh cửu môn đề đốc đứng lên, khom người. Chuẩn tấu. Giọng tấn đế uy nghiêm. Cửu môn đề đốc nói. Thống lĩnh cố thần môn Trương Trọng Lâm, chính là mãnh tướng xứng chức, nhưng mà hai ngày trước bị người ta vô cớ giết đi, vứt xác đầu đường, thỉnh tấn đế nghiêm trị hung thủ. Bị người phương nào giết? Tấn đế nói. Cửu môn đề đốc phẫn nộ nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói. Vi thần muốn giám quan vạch tội thần vương Phong Phi Vân, cố ý chém giết quan to đương triều, nhiễu loạn trị an thần đô. Lại có người đứng lên, nói. Thần cũng muốn giám quan thần vương, tùy ý điều động thần vũ quân vào thành, tạo thành cái chết cho trăm vạn tu sĩ thành nam, diện tích thành vực tổn hao to lớn, thần đã làm công tác thống kê, tu sĩ tử vong vạn người, người bị thương trên trăm vạn. Thần cũng muốn giám quan thần vương, coi rẻ hoàng quyền, gây sóng gió tại thần đô, hoàn toàn không đặt tấn đế vào mắt. Thần cũng muốn giám quan thần vương. Liên tiếp có hơn 10 quan viên đi ra, cả đám thần sức kích động tức giận. Đều muốn giám quan muốn Phong Phi Vân thoái vị, thậm chí có người còn nói hắn phạm tội khi quân, phải tru diệt. Cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, cơ hồ tất cả đầu mâu đều chỉ lên người của hắn. Bắc Minh Mặc Thủ khí định thần nhàn, lại hơi lườm qua Phong Phi Vân, muốn xem hắn thất kinh thế nào, nhưng mà làm cho hắn thất vọng là, Phong Phi Vân vẫn phong khinh vân đạm như trước, nhìn hắn gật đầu mỉm cười, giống như chuyện này căn bản không liên quan tới hắn vậy. Cười a, cười đi, như thế này, người nhất định cười không nổi đâu. Bắc Minh Mặc Thủ xem ra đối phó Phong Phi Vân loại trẻ con chưa mọc đủ lông này là chuyện quá dễ dàng. Khải tấu tấn đế, thần cũng có chuyện cần nói. Phong Phi Vân nói. Chuyện gì? Tấn đế thản nhiên nói. Phong Phi Vân khí thế hùng hồn nói. Thần muốn đánh người. Lời này vừa nói ra, cả triều xôn xao. Rất nhiều người càng trực tiếp cười ra tiếng. Đặc biệt là hơn 10 quan viên muốn định tội Phong Phi Vân, trong lòng càng cười lạnh, cười Phong Phi Vân vô tri. Phong Phi Vân, ngươi mặc dù là thần vương, nhưng mà trên triều đình ngươi không được làm càn. Cửu môn đề đốc quát lớn. Vậy sao? Phong Phi Vân cầm thần vương lệnh ra, nói. Tấn đế đời đầu tiên có nói, thần vương giám thị thiên hạ, cầm trong tay thần vương lệnh, trên có thể đánh hôn quân, dưới có thể diệt loạn thần, ta nhìn ngươi lớn lên giống loạn thần. Ta có nên đánh ngươi hay không? Ngươi! Cửu môn đề đốc nhìn thấy Phong Phi Vân cầm thần vương lệnh, trong lòng tim đập mạnh vài cái, vội vàng cúi đầu với tấn đế, nói. Thỉnh tấn đế minh giám, thần tuyệt đối trung tâm với thần tấn vương triều, chung với tấn đế, tuyệt không hai lòng. Tấn đế vẫn ngồi trên long ỷ cao cao, lạnh nhạt nhìn qua, ai cũng không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Long Thương Nguyệt đứng phía sau Phong Phi Vân. Trong tay cầm một cuốn sổ con, nói. Căn cứ nhi thần thu thập chứng cớ, Tạ Nghiêu nhậm chức cửu môn đề đốc 200 năm, trung thu lấy hối lộ 972 miếng linh thạch, các quốc gia, tất cả thành tiến hiến cống phẩm có 472 kiện, rơi vào phủ đệ tư nhân của hắn, mỗi một kiện đều là kỳ bảo giá trị liên thành, nhi thần muốn vạch tội cửu môn đề đốc Tạ Nghiêu ủng binh tự trọng, xem kỷ luật như không, coi rẻ tấn đế, ăn hối lộ vơ vét của cải, tội đáng tru diệt. Còn có chứng cớ. Tấn đế nói. Chứng cớ nằm trong tay nhi thần.
Long Thương Nguyệt cầm sổ con đưa cho Đông Cung Tổng Quản. Sắc mặt Bắc Minh Mặc Thủ không thay đổi, thản nhiên như không. Thần Tấn Vương Triều đã lập quốc hơn 6.000 năm, vương công quý tộc kiêu sa ngân giật, các đại thần trong thần đô tiền tài như nước, cơ hồ mỗi người đều đang âm thầm vơ vét của cải, cho mình tàng cống bị quân, nhưng mà tất cả mọi người ngầm hiểu với nhau, không có mang nó lên nói trong triều đình. Cho nên Long Thương Nguyệt muốn thu thập chứng cớ, cũng không phải một việc khó. Đối với vương triều phàm tục mà nói, đây có lẽ là một tội lớn, nhưng mà đối với thần Tấn Vương Triều đất rộng của nhiều, căn cơ thâm hậu mà nói không phải đại sự gì, dù sao mỗi một vị quan to trong triều đình, sau lưng có thế lực lớn chống lưng, động một cái là động toàn thân, mà ngay cả Tấn Yến Kinh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không muốn quản nhiều. Chút tội nhỏ này mà muốn giết ta, thật sự là trò trẻ con. Cửu môn đề đốc Tạ Nghiêu nghĩ thầm trong lòng. Phong Phi Vân nhìn quét qua mọi người và thái độ của Tấn Đế, biết rõ sẽ không định tội Tạ Nghiêu quá lớn, tối đa phạt một ít tài chính mà thôi, vì vậy, hắn đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người giật mình. Tốt, ngươi loạn thần tặc tử, hại nước hại dân bại hoại, bổn vương hôm nay không đánh ngươi, sao được xưng tụng là thần vương. Phong Phi Vân cầm theo thần vương lệnh, nhảy ra khỏi ghế xông về phía Tạ Nghiêu. Bắc Minh Mặc Thủ cười lạnh trong lòng, thật đúng là một lăng đầu thanh, dám ở trên triều đình lớn tiếng động lớn xôn xao, xông loạn đi loạn, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Cửu môn đề đốc chính là đội ngũ của Thái Tể, nhưng mà Thái Tể cũng không sợ hãi Phong Phi Vân dám thực đánh Tạ Nghiêu, hắn cảm thấy Phong Phi Vân không có đảm lượng đó. Phong Phi Vân, không có Tấn Đế cho phép, người dám rời ghế, đây là tội lớn khi quân. Cửu môn đề đốc căn bản không sợ Phong Phi Vân, vẫn ưỡn ngực lên. Ta đánh loạn thần tặc tử, Tấn Đế chỉ khen ngợi bổn vương, vì Giang Sơn xã tắc làm ra cống hiến. Phong Phi Vân khoát ống ay áo, cầm theo thần vương lệnh, trực tiếp vung qua. Phong Phi Vân hoàn toàn không cố kỵ gì cả. Bành! Thần vương lệnh nặng nề trực tiếp đánh vào mặt cửu mô đề đốc đánh hắn bay ra xa xa, xương gò má đều bị cắt đứt, trên mặt đầy máu tươi, từ từ đứng lên. Cửu môn đề đốc chu lên thảm thiết, kêu lớn. Ngươi dám thật đánh ta, Phong Phi Vân tiểu nhi, ngươi chết không yên lành. Tốt, rõ ràng dám nguyền rủa thần vương chết không yên lành, quả thực là tội tăng thêm một cấp. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra một tia sát ý, linh khí trên cánh tay tụ tập lại, kích phát lực lượng tần vương lệnh đánh xuống. Cửu môn đề đốc cũng ý thức được mình bị Phong Phi Vân tính toán, ở trên triều đình không được nguyền rủa thần vương, đây chính là tội lớn, nhưng mà hắn không có e ngại gì, tin tưởng Thái Tể đại nhân tất nhiên sẽ giúp hắn thoát tội danh. Nhưng mà đúng lúc này, một lực lượng kinh người áp xuống. Phong Phi Vân làm sao có thể để hắn còn sống chứ? Không hề dấu hiệu, thần vương lệnh mang theo lực lượng cường đại đánh xuống, ngay cả Thái Tể cũng không kịp ngăn cản. Bành! Cửu môn đề đốc bị Phong Phi Vân dùng thần vương lệnh trấn áp thành huyết phụ trên đất, xương cốt cũng không còn cái nào. Cả triều đình đều khiếp sợ, mỗi người không nói ra lời, Phong Phi Vân tên đần này dám ở trên triều đình đánh giết quan to, loại chuyện này chưa từng gặp nhiều trong khi khai quốc thần Tấn Vương Triều tới nay. Bắc Minh Mặc Thủ mặt trầm như sắt, năm ngón tay nắm chặt lại. Phong Phi Vân lườm lườm những người này, sau đó nghênh ngang đi đến dưới ghế rồng, khom người cúi đầu, nói. Khởi bẩm Tấn Đế, cửu môn đề đốc Tạ Nghiêu ăn hối lộ trái pháp luật, làm loạn vương triều, bổn đã chấp pháp thay, đánh chết hắn. Nghe nói như thế, những tên quan viên đứng ra vạch tội Phong Phi Vân đều cảm thấy nội tâm phát lạnh, câm như hến, trong lòng thật sự sợ tên thần vương hung hăng càn quấy này khai đao với bọn họ. Bắc Minh Mặc Thủ đứng lên, nói. Tấn Đế, theo vi thần biết Tạ Nghiêu chỉ có chút da lông bệnh ngắn, nhưng cũng tuyệt đối là lương tướng trung thành với chức trách, thần vương đại nhân đang lạm sát kẻ vô tội, huyên náo mỗi người cảm thấy bất an, nếu không nghiêm trị thần vương, chỉ sợ sẽ làm trái tim quan viên băng giá. Phong Phi Vân nói. Nói như vậy chứng cứ Nguyệt Công Chúa thu thập là giả. Là vụ oan hắn. Nguyệt Công Chúa. Bắc Minh Mặc Thủ nói. Thái Tể đại nhân vì sao che chở cho tên cửu môn đề đốc ăn hối lộ trái pháp luật, lừa trên gạt dưới, hẳn là Thái Tể đại nhân đã sớm biết những hành động này, cố ý giấu giếm Tấn Đế, bao che diệt thần tặc tử. Phong Phi Vân lại nói. Bản công tự nhiên không biết. Bắc Minh Mặc Thủ nói. Bổn vương nghe nói Tạ Nghiêu chính là môn sinh của Thái Tể đại nhân, Thái Tể đại nhân che chở hắn cũng hợp lý,
pháp lý không ngoài nhân tình nha, nhân chi thường tình chuyện bình thường của con người, nhân chi thường tình. Phong Phi Vân nói, Bắc Minh Mặc Thủ trước sau vẫn nổi danh công phu miệng lợi thật tốt, hôm nay lại bị Phong Phi Vân nói một câu chắn trở về, đến mức mặt đỏ tới mang tai. Khó trách Long Xuyên Phượng lại chọn hắn làm thần vương, kẻ này quả nhiên khó đối phó, âm hiểm xảo trá còn trên cả Long Xuyên Phượng. Phong Phi Vân ra bài không theo lẽ thường, làm cho Bắc Minh Mặc Thủ có chút trở tay không kịp. Vốn hôm nay Bắc Minh Mặc Thủ âm thầm bố trí, ý định dùng việc nhỏ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu để có hành động lớn, muốn tập thể giám quan, vạch tội, Phong Phi Vân, buộc hắn thoái vị. Nhưng mà Phong Phi Vân càng dùng hành động nhỏ hơn để làm lớn chuyện, cũng bởi vì cửu môn đề đốc tham liếm tư tài, liền đánh chết hắn, cuối cùng còn mang đầu mâu chỉ vào hắn, thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Tấn Đế lẳng lặng nhìn qua tất cả, từ từ nói. Thái phó, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Thái phó Đông Phương Hàn Lâm vẫn bộ dáng tuổi già suy yếu, thật giống như đã ngủ, thẳng tới khi điểm tên hắn, hắn mới mở to mắt, mặt từ mục tường, mặt mũi hiền lành phúc hậu cười nói. Ta cảm thấy được thần vương đại nhân ghét ác như cừu, đây là đúng, nhưng không thể oan uổng Thái tể đại nhân, Thái tể đại nhân nổi danh thanh liêm, cương trực công chính, trụ cột vương triều. Là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện bao che này. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, chuyên chọn chuyện dâu ria mà làm, đã không đắc tội thần vương, cũng không đắc tội thái tể, lộ ra vẻ đặc biệt lão luyện. Lão gia hỏa này đúng là biết giả vờ, quả thực còn lão hồ ly hơn cả Bắc Minh lão hồ ly. Phong Phi Vân nghĩ như thế. Tấn Đế trầm tư một lát, nói. Việc này như vậy thôi, ai cũng không nên nói nhiều, thần vương, thành vực Nam Thành bị hủy hoại. Nhiệm vụ trùng kiến giao cho ngươi, Thái Tể, trấn an gia đình Tạ Nghiêu là do ngươi làm. Tấn Đế, vậy ai là người đảm nhiệm cửu môn đề đốc đây? Thái Tể nói, cửu môn đề đốc nắm giữ đại quân tinh nhuệ chín cửa lớn ở thần đô, luận chiến lực còn trên cả thần vũ quân, nếu như thần đô có biến, đại quân chín cửa thành có tác dụng mấu chốt. Vốn đại quân chín cửa thành nằm trong tay Thái Tể phủ, hôm nay Tạ Nghiêu vừa chết, Thái Tể đương nhiên phải khống chế con chờ trọng yếu này rồi. Trong lòng làm sao không vội. Việc này thương nghị sau. Sắc mặt Thái Tể hơi đổi, xem trạng thái hôm nay, nội tâm của hắn không tốt, Tấn Đế cố ý để Phong Phi Vân giết Tạ Nghiêu, đây chính là suy yếu quyền lực trong tay hắn, duy trì quyền lợi cân đối của triều đình. Đây là một tín hiệu không ổn. Tấn Đế nói. Chấm còn có một chuyện khác muốn tuyên bố, thần vương, ngươi tổn hại thành vực, ảnh hưởng thu sĩ vô tội, tội này tự nhiên là không nhỏ. Hiện tại chấm cho ngươi một cơ hội chuộc tội, ngươi có tiếp hay không? Thần, rất cảm thấy vinh hạnh, nào dám không nghe. Toàn thân Phong Phi Vân nhẹ nhõm đứng dậy, Tấn Đế đã nói như thế, như vậy xem ra chuyện Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu xem như bỏ qua. Rất nhiều người đều cảm giác thất vọng đến cực điểm, lại để cho Phong Phi Vân tránh được một kiếp. Tấn Đế gật đầu nói. Đã như vậy chuyện lựa chọn phò mã cho La Phù công chúa sẽ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi có đồng ý không? Phốc! Phong Phi Vân cho rằng mình nghe lầm, nói. Cái này chỉ sợ không tốt đâu. Chấm đã tiến vào thời kỳ tu luyện mấu chốt, mà đại sự hoàng gia bực này tự nhiên nhất định phải có người đủ phân lượng trong hoàng gia chủ trì. Người này chính là ngươi, có cửu khanh phụ trợ ngươi làm việc, tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm, lựa ra anh tài kiệt xuất nhất trong thiên hạ này một người phù hợp với La Phù công chúa. Tấn Đế ngắt lời. Lời nói không thể trái nghịch. Phong Phi Vân hơi nhìn qua phía La Phù công chúa, cắn răng nói. Thế nhưng mà, làm như thế nào chọn lựa đây, cao thủ trẻ tuổi, thiên tư kiệt xuất trong thiên hạ này nhiều vô số kể. Đây là chuyện của ngươi. Tấn Đế nói. Khi nào thì bắt đầu. Phong Phi Vân có chút trở tay không kịp. Chấm đã từng nói qua, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách, tốt, bãi triều. Tấn Đế nói xong lời này. Cũng đã biến mất trên long ỷ. Khốn kiếp, cũng quá không chịu trách nhiệm, con gái của ngươi nhưng lựa chọn nam nhân là lão tử, thiên hạ nào có người cha không chịu trách nhiệm như thế. Phong Phi Vân trong lòng rất là không vui, nói. Vì sao chuyện này lại rơi xuống đầu của ta chứ? So với việc Phong Phi Vân im lặng, Long Thương Nguyệt vô cùng cao hứng, trong đôi mắt chớp động hào quang sáng ngời, nói. Thần vương, việc này chính là cơ hội tốt đả kích La Phù công chúa. Nhất định phải mượn cơ hội này làm cho nàng không thể trở mình, cho nên thời gian chọn lựa phò mã phải càng nhanh càng tốt, làm cho nàng không có thời gian làm chuẩn bị, một kích đánh đau nàng.
Ngươi đã hứng thú với chuyện này như thế, vậy ngươi đi thương lượng với chín lão đầu tử kia đi, ta không thích làm mai mối, chuyện chọn nam nhân càng không có hứng thú. Phong Phi Vân đối không có hảo cảm gì với La Phù công chúa, hiện tại thiên tài Tuấn Kiệt đã tới thần đô, luận võ chọn rể cũng tốt, đấu văn cũng được, tùy tiện nàng gả cho ai không có quan hệ gì với Phong Phi Vân, về phần Long Thương Nguyệt cùng La Phù công chúa tranh chức thái tử, Phong Phi Vân không có hứng thú quan tâm. Phong Phi Vân ý tại thiên đồ, mà không ở tranh đấu quyền mưu. Trong mắt Long Thương Nguyệt mang theo thần thái trang nhã, hàn khí bức nhân, sau đó mỉm cười đi theo Cửu Khanh thương thảo chuyện chọn phò mã. Phong Phi Vân rời khỏi đế cung, thời điểm ra khỏi đế cung thì thái phó Đông Phương Hàn Lâm đầu tóc bạc đang đứng, lão gia này đứng ở cửa hoàng thành, tuy tóc trắng xóa nhưng tinh thần phấn chấn. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, giống như cố ý chờ hắn, nhìn thấy Phong Phi Vân tùy tiện đi qua, vội vàng kêu. Thần Vương đại nhân, hôm nay trên triều đình đại triển tư thái oai phong bừng bừng, không hổ là đệ nhất anh kiệt đương đại. Thái phó đại nhân, quá khen, quá khen. Phong Phi Vân nói. Không có gì, Kính Nguyệt Nhi nhà ta không chỉ một lần tán dương trước mặt lão phu, tán dương thần vương tuổi trẻ tài cao. Thái phó nói. Đúng rồi, thần vương có rảnh thì đi Long Hồ ngồi một chút, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Kính Nguyệt Nhi, đây là thư mời, thần vương đại nhân nhớ tới đúng giờ a. Ha ha ha. Nói xong lời này thái phó cũng đã leo lên cái liễn xa hoa, có bảy đầu dị thú kéo xe bay lên không trung. Ngày 8 tháng 11, vì sao trùng hợp như vậy, nàng cũng sanh ra vào ngày hôm đó. Hai mắt Phong Phi Vân co rút lại, chăm nhìn chằm chằm vào thư mời, sau đó ưỡn ngạch rời đi. Phong Phi Vân đi ra khỏi hoàng thành, cưỡi thần vương liễn quay về thần vương phủ, trên đường đang suy tư thế cục thần đô biến hóa khó lường. Đát đát. Còn không có quay về thần vương phủ, đột nhiên liễn dừng lại, bên ngoài có giọng tướng sĩ quỳ bái, hô. Bẩm báo thần vương, thái tể đại nhân trên đường về phủ bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì, Bắc Minh Mặc Thủ bị người ta bắt đi, ia mà to gan như thế. Giọng Phong Phi Vân im bặt lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nét vui vẻ, trong óc có một bóng người xuất hiện, chính là nàng. Bắc Minh Mặc Thủ chính là phiệt chủ Bắc Minh Phiệt, nếu như hắn bị tiêu diệt. Như vậy đối với Phong Phi Vân mà nói đây quả thật là chuyện đáng giá ăn mừng. Nhưng mà thời điểm Phong Phi Vân quay về thần vương phủ thì cảm giác vui sướng không còn lại cái gì. Nữ ma đại nhân, tại sao ngươi trở về? Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, cảm giác đặc biệt xui, gặp được nữ ma đầu này luôn không có chuyện tốt. Nữ ma như U Linh đứng trước mặt Phong Phi Vân, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc nào cả, hào quang lưu động nhàn nhạt, nói. Ngươi dám gạt ta? Nào dám a hát? Trong lòng Phong Phi Vân thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ thật sự nữ ma đầu bắt Bắc Minh Mặc Thủ đi, còn không có phát hiện thanh đồng cổ thuyền trên người của hắn, cho nên trở về tìm Phong Phi Vân tính sổ. Đây chính là chuyện chắc chắn phải chết a. Nữ ma vùng ống tay áo lên, tay áo có một bóng người bay ra, bành một tiếng lăn rơi trên mặt đất. Người này ăn mặc quan bào thái tể, khí tức trên người to lớn, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Nhưng mà giờ phút này hắn nằm trên sàn nhà lạnh run, trong miệng gào thét không ngừng. Hắn là... Phong Phi Vân tiến lên điều tra một phen, phát hiện xương cốt của người này đứt đoạn không còn cái nào cả, đan điền bị đánh nát, trên mặt càng là huyết nhục mơ hồ, nhìn không thấy dài ngắn thế nào, bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Ra tay quá ác, quá cực kỳ tàn ác a hát. Hắn chính là Thái Tể Thần Tấn Vương Triều, trên người hắn căn bản là không có thanh đồng cổ thuyền. Nữ ma hàn khí bức nhân, trên bàn tay ngưng tụ ra ngàn vạn lôi đình, động sát cơ. Hắn không phải thái tể. Phong Phi Vân nói. Nữ ma thu trưởng lôi trở lại, tóc dài cuốn động, giống như ngàn vạn tia chớp lao ra ngoài, đâm vào trên người của tên kia, làm cho tên kia kêu rên thảm thiết, nàng lạnh giọng nói. Nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta cũng đã sớm nói qua rồi. Ta là đệ đệ thái tể, Bắc Minh Thương. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng nói. Khục khục, cái kia, nữ ma đại nhân, người ta không đã nói mình là đệ đệ thái tể sao, không phải thái tể, vì sao ngươi còn đánh người ta như vậy, hơn nữa. Còn đánh người ta không hoàn chỉnh. Bắc Minh Thương như khóc thét lên, nói. Ta đã sớm nói với nàng rồi, nàng chính là không nghe ta. Ta oan uổng quá. Nữ ma hừ lạnh một tiếng, tóc dài phiêu giật, lật tay đánh ra một chưởng.
trực tiếp đánh Bắc Minh Thương chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi. Huyết dịch bốc cháy dữ dội, phát ra âm, a thanh đùng đùng không dứt. Đây là huyết dịch cự phách thiêu đốt. Phong Phi Vân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nữ ma đầu này cũng quá hung ác, an ủi. Nữ ma đại nhân, người cũng đừng nản chí, lần sau nhất định sẽ bắt được thôi, sẽ không lại tính sai, nếu không ngươi trực tiếp đi Thái Tể Phủ đi. Nữ ma quay đầu lườm Phong Phi Vân, nhưng sau đó xoay người bước đi vào sâu trong Thần Vương Phủ. Phong Phi Vân quính lên, nói. Này, đi nhầm phương hướng, đi ra ngoài ở hướng này cơ. Ta muốn bế quan trong Thần Vương Phủ, người đi chuẩn bị 3.000 linh thạch cho ta. Nữ ma cũng không quay đầu lại, lộ ra khí thế thập phần bá đạo. Dựa vào cái gì a hát? Phong Phi Vân nói. Dựa vào cái gì? Bỗng nhiên nữ ma dừng bước lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Phong Phi Vân, lực lượng trùng kích như núi ập xuống thân thể Phong Phi Vân, trực tiếp đẩy lùi Phong Phi Vân 3 bước, nếu không phải thân thể của hắn vô cùng cường đại, chỉ sợ trên người xương cốt gãy mấy cây rồi. Chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi. Nữ ma nói. Phong Phi Vân đứng vững bước chân, nói. Quế công công, còn không mau an bài thì nữ hiểu chuyện, an bài một gian phòng tốt nhất cho Tiêu cô nương, nếu như hầu hạ không chu toàn, bắt các ngươi chịu tội. Một lão thái giám vội vàng từ bên ngoài chạy tới, vội vàng an bài một đống lớn thị nữ cùng thái giám, tiến đến phục thị nữ ma. Bà mẹ nó, Phong Phi Vân, nữ nhân này là ai, tại sao kiêu ngạo như thế? Tất chữ suốt cầm trái cây trong tay, vừa gặm vừa đi qua, nhìn qua bóng lưng nữ ma thì ánh mắt tỏa sáng. Nàng, chính là một bà con xa của ta, sau khi đi tới thần đô thì không có nơi nương tựa, ta thấy nàng ở thần đô một mình lại không có chỗ ở. Lại không có quen ai, quá đáng thương cho nên tạm an bài ở Thần Vương Phủ vài ngày, cô gái ở nông thôn tới không có kiến thức, đừng để ý tới nàng. Phong Phi Vân sợ tất chữ xuất không muốn sống đi đối với nữ ma ra tay, như vậy nói ra. Tất chữ xuất hai mắt mang theo vui vẻ, cười nói. Bà con xa, ta xem không phải như vậy a, có phải là ngươi tai họa cô nương nào ở bên ngoài không? Ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên nàng. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Phong Phi Vân cảnh cáo nói. Có khoa trương như vậy không đấy? Không tin, đi thử một chút đi. Phong Phi Vân nói xong lời này thì thông báo với Tổng quản Vương Phủ, sau đó trực tiếp đi vào trong gian phòng cấm chế dày đặc, lại bế quan tu luyện. Thế cục thần đô càng trở nên vi diệu, Phong Phi Vân có dự cảm, tấn đế sắp thoái vị, rất có thể chính là sau khi La Phủ công chúa lựa chọn phò mã thì tấn đế sẽ thoái vị. Như vậy cạnh tranh thái tử càng hung hiểm. Đang ở loạn thế, chỉ có không ngừng tăng cường tu vị của bản thân, mới có thể có cơ hội giữ mạng. Bước vào thiên mệnh tam trọng, cảnh giới Phong Phi Vân còn chưa có ổn định lại, 10 vạn đạo tử phủ linh khí không ngừng hỗn loạn trong nội cung, cho nên cần thời gian củng cố tu vị. Phong Phi Vân lấy linh hạch ra, nắm ở lòng bàn tay, tiếp tục hấp thu linh khí bên trong tiến hành tu luyện. Lực lượng linh khí trong linh hạch đủ trèo chống hắn tu luyện tới nửa bước cự phách, cũng chính là thiên mệnh lục trọng. Muốn từ thiên mệnh tam trọng tăng lên thiên mệnh tứ là một cái đạo khảm, cần hao phí thời gian rất dài, mặc dù là ta có được linh hạch, tu luyện nhanh hơn người thường gấp 10 lần, vẫn cần thời gian 1 năm mới được. Quá dài, trong vòng 1 năm, thần đô nhất định có biến, ta tuyệt đối đợi không được lâu như vậy. Phong Phi Vân dùng linh hạch tu luyện 2 ngày. Củng cố cảnh giới hiện tại thì dừng tu luyện, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp tăng tu vị lên. Nhìn xem ta bây giờ có thể hấp thu bao nhiêu dị thú chiến hồn vào thân thể a. Nếu có thể tu thành vạn thú chiến thể, tu vị của Phong Phi Vân tăng nhiều. Trong người Phong Phi Vân đã dung luyện 9.932 đầu dị thú chiến hồn, hôm nay đột phá thiên mệnh tam trọng, thân thể càng trở nên cường hoành, có lẽ có thể dung luyện nhiều dị thú chiến hồn vào trong cơ thể. Phong Phi Vân lấy mấy chục đầu dị thú chiến hồn bị phong ấn trong giới linh thạch ra, tùy thời có thể dung luyện vào trong người. Phong Phi Vân lấy một con dị thú chiến hồn tu vị 700 năm ra, phá vỡ phong ấn, dị thú chiến hồn lập tức lao ra ngoài, dữ tợn mà hung mãnh công kích Phong Phi Vân, bị Phong Phi Vân trấn áp dễ dàng. Dị thú chiến hồn tu vị 700 năm tương đương tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, thiên mệnh nhị trọng, hiện tại trước mặt Phong Phi Vân chúng không đủ nhìn. Hô! Rất nhanh, Phong Phi Vân đã dung luyện dị thú chiến hồn vào trong người, lực lượng thân thể lại tăng thêm một phần. 9.933 đầu dị thú chiến hồn. Thân thể còn không có bão hòa,
còn có thể tiếp tục dung luyện. Phong Phi Vân lấy dị thú chiến hồn thứ hai ra, cầm trong lòng bàn tay và toàn lực dung luyện, lại kích thích thân thể tới cực hạn. 9934 đầu dị thú chiến hồn dung luyện thành công. Phong Phi Vân liên tiếp dung luyện 32 đầu dị thú chiến hồn mới bắt đầu cảm giác cố hết sức, thân thể đã đạt tới trạng thái bảo hòa. Đến tận đây, hắn đã dung luyện 9964 đầu dị thú chiến hồn, tiến vào trong thân thể. Đây tuyệt đối không phải cực hạn của ta, lại tới. Phong Phi Vân cắn răng, lại bắt đầu lấy dị thú chiến hồn, bắt đầu cưỡng ép dung luyện vào trong người, lúc dung luyện gian nan hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn có thể gượng chống qua được. Lại như vậy, Phong Phi Vân liên tiếp dung luyện 5 đầu dị thú chiến hồn, thời điểm dung luyện dị thú chiến hồn thứ 5, dị thú chiến hồn trực tiếp nổ tung, đạt tới cực hạn thân thể, không cách nào nữa dung luyện thêm nữa. 9969 đầu dị thú chiến hồn, cách 1 vạn đầu dị thú chiến hồn, còn có 31 đầu, dùng thân thể nhân loại tu luyện vạn thú chiến hồn quá gian nan. Chẳng qua thể chất của ta hiện tại lại cường hóa một phần, cùng cảnh giới không người nào bằng ta được, dưới nửa bước cự phách đoán chừng không ai có thể chất mạnh như ta cả. Phong Phi Vân đánh giá bản thân mình. Tu vị của ta vẫn còn kém một đoạn, thiên tài cấp sử đều có át chủ bài của mình. Nếu muốn tranh đấu với bọn họ vẫn còn kém một chút nội tình. Nếu có thể có được một quả ngũ phẩm thiên tủy đan thì tốt rồi, trực tiếp có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Phong Phi Vân nghĩ đến một loại đan dược, thiên tủy đan, thuộc về ngũ phẩm đan dược, tại thần tấn vương triều nó là kỳ chân hiếm thấy, ngũ phẩm đan dược ít đến thương cảm, nhưng mà chỉ cần đạt được một viên, có thể làm cho Phong Phi Vân trực tiếp đột phá từ thiên mệnh tam trọng tăng lên thiên mệnh tứ trọng. Tài liệu và phương pháp luyện chế thiên tủy đan thì Phong Phi Vân cũng biết, nhưng mà tại thần tấn vương triều chưa hẳn có thể tìm đủ tài liệu luyện chế. Có lẽ có thể đi ngân câu phường nhìn một chút, nếu có thể đủ tập hợp đủ tài liệu thiên tủy đan, có thể tiết kiệm một năm khổ tu cho ta. Phong Phi Vân xuất quan, rời khỏi cấm thất, đây đã là ngày thứ tư. Thần vương, người ngân câu phiệt tới mời ngươi tham gia tiệc rượu sinh nhật của tứ tiểu thư tối nay. Quế Công Công cung kính cúi đầu với Phong Phi Vân. Hôm nay đã là ngày 8 tháng 11 sao. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, tính toán thời gian mới phát hiện mình bế quan đã nhiều ngày như thế, nói. Chuẩn bị xong lễ vật chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, linh thạch 2.000 viên, 100 gốc linh hoa ngàn nương, nô lệ 4.000, tỷ nữ 300, thành cổ 3 tòa. Quế Công Công nói ra. Phong Phi Vân nói. Không phải chỉ là một tiểu thư môn phiệt sao, làm gì tặng cho nàng nhiều lễ vật quý giá như thế chứ? Tứ tiểu thư Mỹ danh chuyển thiên hạ, lại có sư thừa thần linh cung, tại ngân câu phiệt địa vị rất cao, có rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài nhân cơ hội này đưa lên lễ vật quý trọng nhất, thừa cơ cầu hôn, thần vương phủ chúng ta nếu lễ vật quá mỏng sẽ mất thể diện. Quế Công Công nói, được rồi, cứ làm thế đi. Phong Phi Vân nói, tiến về ngân câu phiệt gom góp tài liệu luyện đan. Lần này đi phải xử lý xong chuyện này. Ngân câu phiệt nằm ở Long Hồ, truyền thừa mấy ngàn năm, tồn tại vô số che giấu, sinh ra đời vô số cao thủ, lưu lại rất nhiều truyền thuyết cổ xưa. Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đang định dẫn đội ngũ dâng lễ vật tiến đến Long Hồ, còn không có đi ra khỏi thần vương phủ đã đụng phải Ôn Thần. Phong Phi Vân trong lòng thở dài một tiếng, xoay người, cười nói. Nữ ma đại nhân, tại thần vương phủ ở rất tốt a. Bọn hạ nhân phục thị có chu đáo không? Nữ ma mặc bộ quần áo hoa lệ, lông mi thon dài, quỳnh tị cao ngất, cái cằm lanh lảnh, tóc dài rủ xuống đất, vòng eo nhỏ nhắn mang đai lưng ngọc, ít đi vài phần tử khí, nhiều ra vài phần cao quý. Đây là ngự tượng của thần vương phủ tự tay đan chế, hao phí 3 ngày tâm huyết. Nữ ma tự nhiên là đẹp tới mức động lòng người, nhưng trên người vẫn có cảm giác băng hàn như có như không, đừng nói đi thưởng thức mỹ cảm trên người của nàng. Bảo Phong Phi Vân nhìn nàng một cái cũng có cảm giác sợ hãi. Đổi một bộ quần áo, nhìn nữ ma bây giờ, hai mắt Phong Phi Vân tỏa sáng, vô cùng kinh diễm. Ngươi muốn đi đâu? Ánh mắt nữ ma như kim châm nhìn vào hắn. Ta đi mừng sinh nhật. Phong Phi Vân nói. Ngươi đi sinh nhật của ai? Nữ ma nói. Ngân câu phiệt, tứ tiểu thư. Phong Phi Vân nói. Hai mắt nữ ma nhíu lại. Nàng bây giờ càng lúc càng không tin Phong Phi Vân nói chuyện, rất khó phán định câu nào của hắn là thật, câu nào là giả, nói. Ngươi không được rời khỏi thần vương phủ. Vì cái gì chứ? Phong Phi Vân im lặng.
Nếu ngươi rời khỏi thần vương phủ, nhất định sẽ đi đế cung mật báo. Nữ ma rất lo lắng Phong Phi Vân, kẻ này âm hiểm xảo trá, nhiều lần bị hắn tính toán, làm cho nữ ma không thể không đề phòng hắn. Phong Phi Vân nói, ta thật sự là đi sinh nhật, nếu ngươi không tin thì đi cùng với ta. Tốt, nữ ma nói. Phong Phi Vân nói, Phong Phi Vân chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ đến nữ ma đầu này thật sự đáp ứng, xem ra lần này phiền toái rồi. Trong lòng Phong Phi Vân tuy bất đắc dĩ, nhưng mà căn bản không thể thoát khỏi tay nữ ma đầu này, chỉ có thể để cho nàng đi cùng với mình, cùng tiến tới Long Hồ Ngân Câu Phiệt. Linh thạch 2.000 viên, 100 gốc linh hoa ngàn năm, nô lệ 4.000, tỳ nữ 300 người, những lễ vật này đã sớm có hạ nhân chuẩn bị tốt, ngay cả người mang lễ vật cũng chất lên 100 xe, toàn bộ đều là dị cầm kéo xe, tu sĩ hộ tống. Mà Phong Phi Vân và nữ ma ngồi trong long liễn hoa lệ, bay trong đám mây tiến tới Long Hồ. Nữ ma tiến vào trong xe thì nhắm mắt tu luyện, tranh thủ thời gian không sót chút nào, bỏ qua Phong Phi Vân. Trên người nàng có vô số hòn ảnh, thánh linh bức người, vị trí mi tâm có vô số hào quang bắn ra ngoài, giống như ngôi sao mang theo hào quang đặc biệt, không có một tia thi tà tử khí, khiến không ai có thể phát hiện ra nàng chính là nữ ma đáng sợ. Tam thi trảm đạo xem ra là ác thi đã chiếm thân thể, thiện thi chiếm cứ linh đài, đây chính là đại thánh thi vương đạo. Nữ ma đầu này trước kia khẳng định không đơn giản, rõ ràng hiểu đại thần thông của đạo gia và thi tu nhất mạch, xem ra lai lịch không nhỏ. Phong Phi Vân nhìn qua nữ ma, đã nhìn thấu hơn phân nửa phương pháp tu luyện của nàng. Thi tà biến thứ tư có thể so sánh với chân nhân, nữ ma hiện tại có lẽ cách biến thứ tư một đoạn, bằng không nàng tại thần tấn vương triều căn bản không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, cho dù là tấn đế nàng cũng không đặt vào mắt. Long Hồ nằm hướng tây bắc thần đô. Dài đến 3.000 dặm, mặt hồ hẹp dài như rồng, sóng mặt như long lân, cho nên mới có tên gọi là Long Hồ. Đương nhiên cũng có đồn đãi, Long họ thời điểm thượng cổ có thiên long tu đạo thành công, vũ hóa phi thiên mà đi. Cái gọi là Bạch Ngọc chính là Bạch Ngọc đảo nằm ở giữa hồ nước này, Ngân Câu Phường cũng nằm trên Bạch Ngọc đảo. Đây cũng là nguyên nhân có câu thơ Long Hồ 3.000 dặm, Bạch Ngọc treo Ngân Câu. Ngân Câu Phiệt không hổ là gia tộc có tiền nhất thiên hạ. Tráng lệ và không mất tiên gia nội tình, trên Long Hồ có ngàn vạn dị thú, cũng khiến gia tộc tu tiên xem mà thấy đủ. Có rất nhiều vương công quý tộc ở thần đô xuất hiện, đại lão tiên môn trong tu tiên giới cũng không ít, cả Long Hồ đều phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước. Ai nha, thần vương đại nhân, rốt cục đến rồi, hoan nghênh người quang lâm Long Hồ. Đông Phương Nhất Dạ đón liễn xe của Phong Phi Vân, vội vàng bỏ qua khách nhân mình đan hàn huyên trong nhà chạy đi nghênh đón Phong Phi Vân. Đông Phương Nhất Dạ lúc trước tên là Đông Phương Tiếu, tác giả cứ khoái đổi tên này nọ xem như người quen cúc của Phong Phi Vân, có giao tình nhiều lần. Đây là người tinh danh, cùng Phong Phi Vân nấu rượu luận thiên hạ, làm chủ sự phòng đấu giá Ngân Câu Phường, Phong Phi cũng nhớ rõ hắn nhiều. Đông Phương chủ sự, hôm nay xem ra rất bận rộn a. Phong Phi Vân cười nói. Đông Phương Nhất Dạ dáng người mập mạp, khuôn mặt mượt mà, hai mắt mảnh và hẹp, nhãn lực hơn người. Hiện ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào nữ ma đi theo sau lưng Phong Phi Vân, cảm nhận được nữ tử này đặc thù, nói. Thần Vương Phi không có đi cùng với Thần Vương Đại Nhân sao? Nàng đang bận rộn chuyện khác, chỉ sợ là đến không được. Phong Phi Vân tự nhiên trông thấy ánh am Đông Phương Nhất Dạ, cười giới thiệu nói. Vị này chính là biểu tỷ của ta, họ Tiêu. Thì ra là Tiêu cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đông Phương Nhất Dạ cười nói. Nữ ma im lặng. Đúng lúc này phía trước có tiếng ồn xôn xao vang lên. Thần tướng trẻ tuổi nhất của thần vũ quân lệnh Đông Lai đến, tặng một phần đại lễ trên trời. Nghe nói chính là một cây tử sắc xương bồ 8.000 năm, tu sĩ thọ nguyên sắp hết ăn tử sắc nguyên bồ vào sẽ sống lâu trăm năm, chính là vật báu vô giá, thần tấn vương triều không tìm ra gốc thứ hai. Linh thảo năm càng cao, càng khó tìm kiếm, linh thảo ngàn năm có lẽ có rất nhiều, 2.000 năm giảm đi không ít. Đặc biệt linh thảo ngoài 5.000 năm dùng linh thạch cũng không mua được. Mà linh thảo 8.000 năm cơ hồ trên trăm năm khó tìm được một cây, quả thực chẳng khác gì thần thảo. Ngân Câu Phiệt có không ít bảo vật, nhưng mà linh thảo 8.000 năm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ết. Dùng linh thảo kéo dài duyên thọ cũng chỉ kéo dài được một lần, lần thứ hai không có hiệu quả, sẽ chết già, cho nên những cự phách sắp hết thọ nguyên, phần lớn đều chọn lựa dùng linh thảo quý giá kéo dài thọ nguyên.
càng chân quý càng tốt, dù sao quan hệ tới mạng của bọn họ. Có linh thảo chỉ có thể di giúp người ta kéo dài 10 năm, có diên thọ kéo dài 20 năm, ví dụ như La Phù Công tặng cho thần vương một gốc cửu huyền kim tham 5.000 năm, có thể diên thọ kéo dài 50 năm, mà tử sắc xương bồ 8.000 năm có thể kéo dài duyên thọ 100 năm, muốn tuyển chọn thì tự nhiên sẽ chỉ dùng tử sắc xương bồ mà thôi. Nghe nói ngân câu phiệt phiệt chủ thọ nguyên sắp hết, đang cần dùng tuyệt phẩm linh thảo kéo dài duyên thọ, lệnh Đông Lai xem như có ý khác, rất có thể sẽ được phiệt chủ thưởng thức. Rất nhiều người cũng biết lệnh Đông Lai đang theo đuổi ngân câu phiệt tứ tiểu thư, lần này trước tới chúc mừng, sau đó tìm cơ hội cầu hôn. Lệnh Đông Lai là nhân kiệt tuyệt đỉnh của thiên hạ, số mệnh thiên hạ vô song, có thể sánh vai với tứ tiểu thư ngân câu phiệt xem như xứng đôi, trăm năm sau sẽ nhiều ra một bá chủ thủ hộ. Lúc này có tiếng oanh động truyền tới, có người truyền tin tức thứ hai. Vừa rồi lệnh Đông Lai đưa lên hai phần lễ vật, nghe nói chính là nửa kiện tứ phẩm linh khí, chính là thượng cổ bảo vật, tuy tứ phẩm linh khí không trọn vẹn, nhưng mà uy năng chấn thế không bị tổn hại. Ông trời, tứ phẩm linh khí rõ cầm đi làm lễ vật cho tứ tiểu thư, xem ra lệnh Đông Lai lần này tới đây chắc chắn là muốn cầu hôn rồi. Phong Phi Vân và Đông Phương Nhất Dạ hàn huyên với nhau. Vừa vặn nghe được trên đảo có tiếng nghị luận truyền tới, cơ hồ mỗi người đều tại nghị luận việc này, có không ngừng hâm mộ, hiện đang tán dương lệnh Đông Lai phi phàm, cả đám không ngừng kích động. Đông Phương Nhất Dạ cười nói, lệnh thần tướng vẫn si tình với tứ tiểu thư có thừa, đã nhiều lần chới N Long Hồ, phiệt cũng hơi thỏa mãn với hắn, trong thế hệ trẻ thiên tài mới xuất hiện, chỉ sợ chỉ có hai người các ngươi là kiệt xuất nhất. Phong Phi Vân mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lệnh thần tướng là người có đại khí vận, tài tuấn đương thời, người có khí vận so sánh với hắn không tìm được kẻ thứ hai. Đông Phương Nhất Dạ cảm thán một tiếng. Oanh! Lại có tin tức oanh động truyền ra, lần này khiếp sợ cũng không nhỏ. Người thứ hai thượng sử thi thiên tài bảng Lý Tiêu Nam cũng đưa lên một cây linh thảo 8.000 năm, chính là một gốc chân mệnh hoa, có thể tăng 120 năm cho tu sĩ, luận giá chỉ còn cao hơn tử sắc xương bồ một bậc, S. Lý Tiêu Nam còn có phần lễ vật thứ hai, chính là một khỏa chân Phật xá lợi, đó là Phật tu cấp chân nhân sau khi tỏa hóa lưu lại xá lợi tử, bên trong ẩn chứa chân nhân đạo, giá trị không dưới nửa kiện tứ phẩm linh khí. Nghe nói thiên kiêu thần linh cung này cũng sinh tình với tứ tiểu thư. Rất nhiều tu sĩ đang chạy về phía Bạch Ngọc Đảo, mơ tưởng gặp dược thiên kiêu thượng sử thi thiên tài bảng trong truyền thuyết, trước khi đệ nhất xuất hiện, hắn chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ trong thần tấn vương triều. Vô số thiếu nữ hoài xuân ái mộ, vô số thiếu niên xem hắn là mục tiêu phấn đấu. Rất nhiều người đang thần tiên hóa cho Lý Tiêu Nam. Hôm nay xem ra Long Hồ sẽ rất náo nhiệt a hát. Phong Phi Vân cười nói. Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên, ai cũng có lúc tuổi trẻ khinh cuồng cả, vì nữ hài mình ưa thích mà tranh đấu đầu rơi máu chảy, cũng không oán không hối, nữ nhân nha, còn phải tranh giành, còn phải đoạt, nếu ngươi chờ nàng chủ động tìm ngươi. Như vậy đợi đến cuối cùng đã là nữ nhân của kẻ khác. Đông Phương Nhất Dạ híp mắt cười nói. Không nói nhiều, khôn nói nhiều, ở phương diện này thần vương đại nhân chính là người trong nghề, nói những chuyện này trước mặt ngươi là múa rìu qua mắt thợ. Đông Phương chủ sự, thỉnh. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo vài phần chờ mong, sau đó liền đi vào trong Bạch Ngọc Đảo. Thần vương thỉnh, tiệc rượu hôm nay chia làm yếu hội thế hệ trước, cùng yến hệ thế hệ trẻ. Không biết thần vương đại nhân muốn đi đâu? Đông Phương Nhất Dạ hỏi. Phong Phi Vân tuổi xem như thế hệ trẻ, nhưng mà thân phận địa vị cùng cấp bậc với nhân vật thế hệ trước, làm cho Đông Phương Nhất Dạ không biết an bài thế nào. Người trẻ tuổi vẫn nên tiếp xúc với người trẻ tuổi, uống rượu với một đám lão ngoan đồng họm hẹn có ý nghĩa gì chứ? Phong Phi Vân cười nói. Trong quế viên, hoa hồng trên đầu cành. Tuy là trời đông giá rét mùa, ngân câu phiệt. Bạch Ngọc Đảo vẫn trăm hoa đua nở như trước, quế hương xông vào mũi, sinh cơ giạt rào, linh xương bao phủ giống như tiên viên. Một đời tuổi trẻ tài tuấn đều ở bên ngoài, chỉ có các đại lão thế hệ trước mới có thể tiến sâu vào trong ngân câu phiệt, đó là nơi tụ hội của các đại lão thế hệ trước, một đời trẻ tuổi không có tư cách đi vào. Tô huynh, Thiên Toán huynh, không nghĩ đến các ngươi cũng bị được mời tới. Phong Phi Vân đi tới quế viên, liền gặp được Tô Quân cùng Thiên Toán thư sinh. Đi nhanh qua. Tô Quân chính là nhân trung long phượng, thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, cẩm y hoa bào, đầu tóc búi cao, quả thực tuấn lãng đến mức tận cùng, làm cho rất nhiều thiên chi kiều nữ không ngừng quay đầu nhìn lại,
đôi mắt dễ thương mang theo gợn sóng và giật mình. Phong thái mỹ nam tử không ai bằng. Thiên toán thư sinh ăn mặc nho bào áo dài, đứng sóng vai với Tô Quân, quạt lông khăn chít đầu, trên người tỏa ra hào quang trí tuệ, bạch y thư sinh, hào hoa phong nhã. Sinh nhật ngân câu phiệt tứ tiểu thư mời toàn bộ trẻ tuổi tuấn kiệt ở thần đô, chúng ta làm gì có đạo lý không đến. Tuy ánh mắt Tô Quân đuôi mù, nhưng mà hắn cười nói tư thái vẫn phấn chấn bừng bừng, làm cho rất nhiều nữ tử thiếu chút nữ té xỉu. Thiên toán thư sinh cười nói. Lão phiệt chủ muốn sớm hơn La Phù công chúa tìm được người gả tứ tiểu thư đi. Ánh mắt thiên toán thư sinh nhìn sang, nhìn thấy nữ ma đi theo sau lưng Phong Phi Vân, chợt linh hồn run lên, vội vàng rời hai mắt, trong lòng chấn động không thôi, nhưng mà tất cả không có biểu lộ ra trên mặt của hắn, hắn vẫn mỉm cười như cũ. Tuy thiên toán thư sinh chưa từng gặp qua nữ ma, nhưng mà vừa rồi lần đầu tiên gặp được nàng, cũng đã suy tính ra nữ tử này là nữ ma không nghi ngờ. Nếu không chúng ta nên lựa chọn vị trí ngồi đi, hôm nay cần phải uống một chén với mấy vị. Phong Phi Vân đề nghị nói. Đang có ý đó. Bọn họ đi ra bên ngoài Bạch Ngọc Đảo gần Long Hồ ngồi, nơi này có 7, 8 cây quốc ngàn năm, cao tới 20 trượng, phía trên có hoa đỏ lá xanh và chim thú đùa giỡn. An vị dưới cây quế, có 4 thị nữ bưng lấy rượu khánh mang qua. Nữ ma an vị bên phải Phong Phi Vân, hai mắt nhắm lại, không nói câu nào. Rượu cũng không uống, giống như một đứa đầu đất. Hôm nay tuổi trẻ tuấn tài tới đây không ít. Phong Phi Vân nhìn qua xa xa, chỉ thấy vương giả trẻ tuổi có hơn 10 người, cả đám nhuệ khí bức người, bá đạo như vương giả, rất nhiều đều là thiếu chủ tiên môn, thế lực sau lưng lớn dọa người. Ngọa Long Sinh xuất hiện, bị Phong Phi Vân gọi qua cùng uống rượu. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Vạn Tượng Tháp là Yến Tử Vũ cũng đến, người này bài danh thứ 8 trên thượng sử thi thiên tài bảng. Có giao hảo tốt với thiên toán thư sinh. Bạch Yến thương của ta bị người ta trộm. Sắc mặt Yến Tử Vũ khó chịu nổi, hai mắt như điện, tìm kiếm kẻ trộm thương khắp bốn phía. Yến đà thương chính là linh khí chiến binh của Yến Tử Vũ, tùy thời mang theo bên người, hôm nay lại bị trộm đi, tên trộm này có thủ đoạn thật là cao minh. Nhất định là tất chữ xuất tên khốn kia làm. Yến Tử Vũ sắc mặt bất thiện. Thiên toán thư sinh cười nói. Yến huynh ngồi xuống nói chuyện trước đi, muốn tìm hắn tính sổ cũng không vội trong nhất thời, việc này bao trên người ta, ta nhất định sẽ mang Yến đà thương hoàn hảo không tổn hao gì tới tìm ngươi. Có lời này của thiên toán huynh ta đã yên lòng rồi. Yến Tử Vũ nói, rượu qua 3 tuần, Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, xin lỗi nói. Các vị, ta có một chuyện nhỏ cần đi xử lý một chút, các ngươi uống trước, ta lập tức trở về. Phong Phi Vân nói xong lời này liền đi vào ngân câu phiệt, nữ ma cũng rời ghế, cùng đi với Phong Phi Vân. Lần này hắn tới ngân câu phiệt chính là tìm kiếm tài liệu luyện chế thiên tủy đan, giờ phút này tiệc rượu còn chưa bắt đầu, cũng dễ dàng xử lý chính sự. Phong Phi Vân tìm được Đông Phương Nhất Dạ, mang dược liệu thiên tủy đan liệt kê ra ghi trên giấy, tổng cộng có 18 loại dược liệu, đều là chủ dược liệu, mỗi thứ cực kỳ trân quý, trên thị trường rất khó mua được. Đương nhiên trừ dược liệu chủ dược cần ra, còn có 36 loại dược liệu phụ trợ. 36 dược liệu phụ trợ này Phong Phi Vân cũng không có liệt kê ra, những dược liệu này có thể mua được ở rất nhiều nơi, chỉ là dược liệu đại chúng. Huyền Ngọc Căn, Xúc Tùng Quả, Quy Mãng Đảm. Đông Phương Nhất Dạ kiến thức bất phàm, nhưng mà hắn chỉ biết được 7 loại, còn có 11 loại hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà những chuyện này nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng không nghĩ tới 18 loại chủ dược có thể tìm được một nửa là không tồi rồi, có thể dùng dược liệu khác thay thế, nhưng mà dược hiệu yếu đi nhiều. 18 loại dược liệu này không thứ nào không phải linh dược, tại ngân câu phường cũng rất khó gom góp, thần vương đại nhân nếu thật sự muốn mua, ngược lại có thể đi dược viên, có lẽ có thể tìm được linh dược mình cần. Đông Phương Nhất Dạ nói. Phong Phi Vân cười nói. Vậy cần Đông Phương chủ sự hỗ trợ một phen. Thần vương khách khí, xin theo ta đi. Đông Phương Nhất Dạ vô cùng khôn khéo, biết rõ Phong Phi Vân xuất ra các loại dược liệu này là muốn luyện chế kỳ dược nào đó, cho nên đã âm thầm ghi nhớ 18 loại dược liệu này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ hắn đã ghi nhớ 18 loại dược liệu này, nhưng không có đặt trong lòng, dù sao chỉ có 18 loại thuốc chủ yếu. Không có 36 loại phụ dược cũng không có khả năng luyện chế ra thiên tủy đan.
Dược viên Ngân Câu Phiệt thu liễm rất nhiều kỳ hoa, dị thảo trong Thần Tấn Vương Triều, người ngoài căn bản không thể đi tới dược viên được. Phong Phi Vân cùng nữ ma chờ bên ngoài dược viên, không bao lâu Đông Phương Nhất Dạ liền mời một lão giả đi ra, lão giả này cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, đầu của hắn như sắp chạm vào đất, trên vai khiêng cái cuốc, giống như một lão nông, da mặt nhăn nheo. Nhưng mà lão nông này có địa vị không tầm thường trong Ngân Câu Phiệt, chính là thủ hộ giả dược viên, ngay cả Đông Phương Nhất Dạ cũng phải cung kính với hắn. Nhị đại gia, đây là Thần Vương đại nhân. Đông Phương Nhất Dạ giới thiệu. Thần Miêu đại nhân. Lão nông gắt giọng hỏi. Là Thần Vương đại nhân. Đông Phương Nhất Dạ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, khom người, nói bên tai lão nhân. Thần Ma đại nhân. Lão nông quá sợ hãi. Là Thần Vương đại nhân. Đông Phương Nhất Dạ miệng như áp vào lỗ tai lão nông, dùng hết khí lực nói ra. Lão nông lúc này mới chợt hiểu, hơi áy náy và cười chất phác với Phong Phi Vân. Thực xin lỗi a hát, người già, lỗ tai không còn dùng được, thì ra là Thần Mao đại nhân giá lâm, tiểu lão nhân, thất kính, thất kính. Đông Phương Nhất Dạ cười áy náy với Phong Phi Vân. Thần Mao đại nhân thì Thần Mao đại nhân a hát, dù sao Phong Phi Vân không quan tâm xưng hô. Phong Phi Vân lấy đơn thuốc thiên tủy đan ra, đưa tới trước mặt lão nông, sợ lão giả này nghe không rõ chính mình nói chuyện, vì vậy lớn tiếng nói. Tiền bối, có thể giúp ta tìm được 18 loại linh dược này không? Đừng lớn tiếng như vậy, ta cũng không có điếc, còn nghe được. Lão nông hơi áo não nhìn qua Phong Phi Vân, hiển nhiên đang trách cứ hắn không lễ phép, giống to trước mặt người già, còn thể thống gì? Phong Phi Vân. Lão nông tiếp nhận đơn thuốc trong tay Phong Phi Vân, đôi mắt vốn lờ mờ rất nhanh đã sáng ngời lên, thả cây cuốc trên vai xuống, châm trước đứng dậy, sau nửa ngày lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói. Thần Mao đại nhân, người đang muốn luyện chế đan dược tăng tu vị, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, có lẽ còn có chút dược liệu phụ trợ a. Quả nhiên là người trong nghề. Lão nông này tuyệt đối là cao thủ thâm tàng bất lộ, không đơn giản như biểu lộ của hắn. Phong Phi Vân cười gật gật đầu. Nhị đại gia, vị Thần Vương đại nhân này là bằng hữu của Ngân Câu Phiệt, ngài cũng nên hao tâm tổn trí một chút a. Đông Phương Nhất Dạ đặc biệt cường điệu Thần Vương hai chữ cường điệu không ít, tự là muốn nhắc nhở lão nông không nếu hô sai, cái này nhiều xấu hổ a hát. Lão nông cũng không có tiếp tục hỏi thăm, dù sao đây là tư ẩn của người ta, mang đơn thuốc trả cho Phong Phi Vân nói. 18 loại phía trên này. Tiểu lão nhân cũng chỉ nghe qua 15 loại, mà Ngân Câu Phiệt chỉ có thể tìm được 8 loại, các linh dược khác chỉ thấy trên sách cổ, nghe nói qua danh tự mà thôi, còn có 3 loại linh dược, thậm chí ngay cả tên cũng chưa nghe qua. Có thể tìm được 8 loại trong đó đã vượt qua ngoài dự kiến của Lâm Minh rồi. Rất nhiều linh dược đều tương thông với nhau, là có thể dùng đừng linh dược thay thế, nhưng mà linh đan luyện chế ra không còn mạnh như thế. Có thể tìm được 8 trong 18 loại thuốc chủ yếu đã có thể luyện ra thành dược lực của thiên tủy đan. Lão nông ngẫm lại nói. Nếu như luận số lượng luyện chế linh đan, Ngân Câu Phiệt cũng không phải nơi có linh dược đầy đủ nhất, có nơi linh dược còn nhiều hơn Ngân Câu Phiệt nhiều. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, nói. Địa phương nào? Đương Triều Thái Sư, chính là đệ nhất nhân luyện đan của Thần Tấn Vương Triều, tam phẩm đại luyện đan sư. Luận luyện chế linh đan không người nào có thể so được với hắn, trong phủ hắn linh dược chân quý không ít, có lẽ có thể tìm được vài loại. Lão nông nói ra, Thái sư, Phong Phi Vân nhẹ nhàng niệm một câu, sau đó khom cười cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha, Thần Mao đại nhân khách khí, ngắt lấy linh dược cần một ít thời gian, Thần Vương đại nhân nên đi dự tiệc đi, đợi tí nữa lại tới lấy linh dược là được. Lão nông nói xong lời này cảm cái cuốc, xoay người rời đi, đi vào trong dược viên. Đông Phương Nhất Dạ lắc đầu liên tục, lại áy náy nhìn Phong Phi Vân cười cười, nói. Nhị đại gia chính là tính tình này, Thần Vương đừng nên trách, đúng rồi, chúng ta nên đi tới tiểu viện đi, tiệc đã bắt đầu rồi. Không vội, không vội, Đông Phương chủ sự, ta muốn gặp tứ tiểu thư, không biết có bất tiện hay không. Phong Phi Vân có một chuyện quan trọng cần gặp Đông Phương Kính Nguyệt. Nhìn thấy Đông Phương Nhất Dạ thần sắc khó xử, Phong Phi Vân lại nói. Ta và tứ tiểu thư là hảo hữu, ta có chuyện phi thường trọng yếu cần gặp nàng. Phong Phi Vân tự nhiên là vì chuyện Tấn Hà Thần Miếu và Lưỡng Nhân Thôn,
Đông Phương Kính Nguyệt nói nàng khi còn bé ở trong tổ phòng Ngân Câu Phiệt nhìn thấy bức họa Lưỡng Nhân Thôn, tên bức họa cũng gọi là Lưỡng Nhân Thôn, Phong Phi Vân muốn đích thân đi điều tra. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy Lưỡng Nhân Thôn, Tấn Sông Nữ Thần có liên hệ với Thủy Nguyệt Đình. Đông Phương Kính Nguyệt, thuộc về đệ tử dòng chính của Ngân Câu Phiệt, chính là thiên kiêu kiệt xuất của gia chủ nhất mạch, hôm nay là sinh nhật của nàng, là nhân vật chính của buổi tiệc, người bình thường căn bản không thể gặp nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân thân phận đặc thù, Đông Phương Nhất Giả cũng không thể cự tuyệt, cuối cùng nhất đáp ứng Phong Phi Vân, tiến đến thông báo, nếu như Đông Phương Kính Nguyệt đáp ứng, mới dám dẫn Phong Phi Vân đi gặp nàng. Nơi này rất đặc thù, từng sinh ra nhân vật khó lường. Hai mắt nữ ma tỏa ra thần hoa, nhìn qua đám mây trong hư không, giống như có thể nhìn thấu tất cả hư ảo của thế gian. Ngay cả nữ ma cũng nói là nhân vật khó lường. Như vậy nhất định không chỉ là chân nhân đơn giản như thế, Phong Phi Vân trong lòng càng thêm cẩn thận, nếu tứ đại môn phiệt là gia tộc truyền thừa cổ xưa, đều nhất định sinh ra siêu cấp đại nhân vật, gia tộc nội tình thập phần đáng sợ, căn bản không thể dùng lực lượng mặt ngoài mà cân nhắc. Sau nửa ngày, Đông Phương Nhất Dạ đi ra khỏi tòa nhà cao vạn trượng của Ngân Câu Phiệt nhìn Phong Phi Vân cười nói. Tứ tiểu thư mời thần vương đại nhân đi Lâm Lang Điện. Đa tạ Đông Phương chủ sự thông báo. Phong Phi Vân nói, thần vương đại nhân không cần cảm ơn ta, tứ tiểu thư tính tình rất lớn, muốn gặp nàng cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc trước lệnh Đông Lai cùng Lý Tiêu Nam đều đi tới bái phỏng, nhưng đều bị tứ tiểu thư cự tuyệt ngoài cửa, nhưng chỉ có thần vương đại nhân mới gặp được nàng, tứ tiểu thư và thần vương đại nhân quả là hảo hữu. Phong Phi Vân có ý định cùng Đông Phương Nhất Dạ đi tới Lâm Lang Điện, nữ ma vẫn theo sát sau lưng Phong Phi Vân, giống như giòi bọ trong xương. Người khác không có gặp qua nữ ma, nhưng mà Đông Phương Kính Nguyệt đã ở Nam Thái Phủ nhìn thấy nữ ma, nếu như bị Đông Phương bà nương chết tiệt nhận ra, rất có thể sẽ chọc ra phiền toái lớn, Phong Phi Vân cũng không muốn nữ ma cùng đi gặp Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân dừng bước lại, trầm tư chốc lát nói. Tiêu cô nương, người cũng thấy ta chạy không thoát, người cũng không cần đi theo ta, nếu không ngươi đi Quế Viên chờ ta đi. Nữ ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Ánh mắt có thể giết người đấy, sau nửa ngày mới nói. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, một giờ sau nếu ngươi còn không đi ra khỏi bên trong, ta liền giết vào bắt ngươi ra. Nữ ma đứng ở dưới cầu thang, âm thanh rét lạnh, băng hàn rét thấu xương, lọt vào trong tai Đông Phương Nhất Dạ chẳng khác gì băng cứng bao phủ tam thần, linh hồn như đông cứng, hắn càng kinh dị nhìn qua cô gái này, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Kỳ quái, cho dù là người tà ma ngoại đạo hung ác, ta cũng sẽ không có tâm thần sợ hãi chút nào, vì sao một câu nói của nàng có thể làm tâm thần của ta sợ hãi? Đông Phương Nhất Dạ cảm giác mình không cách nào hô hấp được. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí và chấn vỡ bột băng trên người, hóa thành xương khói, nghiêm mặt nói. Tính tình của biểu tỷ ta là thế, từ nhỏ đã ưa thích quản ta, tính cách bá đạo lắm. Đông Phương Nhất Dạ nhãn lực lợi hại cỡ nào, nếu cô gái này là biểu tỷ của Phong Phi Vân mới là chuyện lạ. Hắn tự nhiên không tin chuyện ma quỷ của Phong Phi Vân, nói. Nơi này gió lớn, Tiêu cô nương, nếu không đi tới đại điện trước đi. Không cần, ta đứng ngay chỗ này chờ. Nữ ma tràn ngập sát khí chừng Phong Phi Vân, đứng trước cửa lớn nguy nga của Ngân Câu Phiệt giống như cọc tiêu, trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện. Không cần quản nàng, đi thôi. Đông Phương Kính Nguyệt chính là nhân vật chính đêm nay, tự nhiên cũng phải đi ra ngoài tiếp đãi khách mời. Nhưng mà nàng giờ phút này đang ngồi trong Lâm Lang Điện, một mình một người, thần sắc đạm mạc, tay ôm tỳ bà, đang khảy những khúc nhạc thiên nhiên. Một con chim sơn ca trắng bị tiếng đàn hấp dẫn tới, đậu vào vai nàng kêu lên vui sướng, cùng đan xen với tiếng tỳ bà đan nên nhiều ra mấy phần sinh khí. Lúc Phong Phi Vân cùng Đông Phương Nhất Dạ tiến vào Lâm Lang Điện, Đông Phương Kính Nguyệt dừng lại, tiếng tỳ bà dừng đột ngột nên con chim sơn ca trắng cả kinh. Nhanh chóng lao ra ngoài cửa sổ biến mất trên bầu trời. Tốt một khúc tỳ bà vui cười, lại có thể dẫn chim bay tới, tạo nghệ âm luật của tứ tiểu rất cao. Phong Phi Vân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đông Phương Nhất Dạ đã lui xuống, trong Lâm Lang Điện Cri còn lại Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt mang tấm lụa trắng trên mặt, vẻn vẹn chỉ lộ ra ánh mắt như lưu quang, tràn ngập linh tính, nói. Chỉ tiếc tạo nghệ âm luật của ta không sánh bằng Dạ đại gia, tỳ bà khúc của ta chỉ có thể dẫn chim bay tới, một khúc của Dạ Tiêu Tương có thể dẫn tới ngàn vạn thần vũ quân.
Đông Phương Kính Nguyệt tự nhiên đang nói tới chuyện Phong Phi Vân xuất lĩnh ngàn vạn thần vũ quân đánh Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, nàng cảm thấy Phong Phi Vân vì cứu Dạ Tiêu Tương mới ra tay. Chỉ tiếc thiên âm như thế từ nay về sau biến thành có một không hai. Phong Phi Vân nghĩ đến Dạ Tiêu Tương rời đi, trong lòng cảm khái, nói. Không nói những chuyện này, lần này ta đến tìm ngươi, chính là có chuyện quan trọng. Trên ngón tay Phong Phi Vân miểu quỷ ban chỉ bắt đầu lưu động chậm rãi, từ khi Đông Phương Kính Nguyệt đạt được Bạch Ngọc Cổ Thuyền thì mỗi khi gặp nàng, miểu quỷ ban chỉ đều có cảm ứng, lần này càng trở nên mạnh mẽ, thần đồ trên ban chỉ như muốn bay đi. Vội vàng sử dụng lực lượng chân áp, khống chế lực lượng miểu quỷ ban chỉ không cho nó đi. Trên miểu quỷ ban chỉ có 7 văn tự cổ xưa, phân biệt đối ứng 7 bức thần đồ, trong đó có Long Mã Hà Đồ đã chóc ra khỏi ban chỉ, cùng tương hợp với thanh đồng cổ thuyền, trở thành thanh thủ hộ đồ của đồng cổ thuyền thủ, lơ lửng trên cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền cùng bạch ngọc cổ thuyền có lai lịch thần bí, có được lực lượng không giống tưởng tượng, cả hai chúng nó có liên hệ thần bí với nhau. Chẳng lẽ trong 6 bức thần đồ khác cũng có một thần đồ đối ứng với bạch ngọc cổ thuyền trong tay Đông Phương Kính Nguyệt? Chuyện gì? Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Ta muốn đi tổ phòng ngân câu phiệt. Phong Phi Vân nói. Không có khả năng, không phải đệ tử dòng chính ngân câu phiệt thì không thể tiến vào tổ phòng. Đông Phương Kính Nguyệt quả quyết bác bỏ thỉnh cầu của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy bức họa trên tường tổ phòng. Lưỡng nhân thôn. Đông Phương Kính Nguyệt giật mình. Đúng là lưỡng nhân thôn. Phong Phi Vân nói. Đông Phương Kính Nguyệt châm trước một lát, tiếp theo lại nói. Việc này ta không làm chủ được, ta cũng chỉ đi tổ phòng một lần khi còn bé, trong óc lờ mờ nhớ một ít, ta cũng không dám xác định trong tổ phòng có bức họa kia thật sự là lưỡng nhân thôn. Phong Phi Vân nhướng mày. Oanh! Bên ngoài có tiếng vang thật lớn truyền ra, có trên trăm đạo hào quang phóng lên trời, trận pháp trên Bạch Ngọc đảo bị chấn vỡ, lực lượng thập phần đáng sợ. Một tiếng nổ vang này là tới từ chỗ Quế Viên, nương theo đó là tiếng cười kiêu ngạo. Ha ha, cái gì thiên tài cấp sử thi, không chịu nổi một kích, đây là lực lượng cao cấp nhất của thần Tấn Vương Triều hay sao? Âm thanh truyền rất xa, mặc dù Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt đang ở sâu trong ngân câu phiệt cũng nghe được âm thanh này, hiển nhiên chính là cường giả tuyệt đỉnh ra tay. Hôm nay chính là sinh nhật tứ tiểu thư ngân câu phiệt, quần hùng tụ tập. Rất nhiều thế hệ tu sĩ già trong tu tiên giới tới chúc mừng, chẳng lẽ có người còn dám tới đây sinh sự hay sao? Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Đông Phương Kính Nguyệt hỏi vọng ra ngoài. Một thị nữ 16-17 tuổi hấp tấp chạy vào, bẩm báo nói. Bên ngoài, đến một, man nhân, công bố, muốn đả bại Tuấn Kiệt của thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân ngồi ngay ngắn và phóng thần thức ra. Muốn điều tra bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà thần thức khổng lồ của hắn chỉ ra khỏi đại điện liền bị trận pháp vô hình ngăn cản trở về. Trong ngân câu phiệt có vô số cổ trận đài, cho dù là chân nhân cũng không thể xuyên thủng bình chướng, đây là nội tình gia tộc cổ xưa, không phải gia tộc khác có thể sánh bằng. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Từ từ nói rõ ràng một chút, cái gì man nhân ở đâu? Thị nữ này trấn định xuống, nói. Man nhân này cao 3 mét, tay thô như là thùng nước, eo rộng như tường thành, làn da đen như đáy nồi, cầm trong tay thiết côn to như bát ăn cơm, công bố là hoàng tử Ngọc Kiền Vương Triều, muốn khiêu chiến tất cả anh kiệt của thần Tấn Vương Triều, vừa rồi đã có 4 vương giả trẻ tuổi bị hắn đánh bại, mỗi một người đều bị đánh bại bằng một chiêu. Phong Phi Vân nói, hôm nay có không ít thiên tài cấp sử thi tới, chỉ sợ tên gọi là hoàng tử sẽ bại trận. Thiên tài cấp sử thi cũng có người ra tay. Cũng bị hắn một chiêu đánh bại, hôn mê trên mặt đất. Thị nữ lộ ra vẻ khiếp nhược, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ, không có thấy ma man nhân khủng bố như thế. Phong Phi Vân nhướng mày, nói. Là thiên tài cấp sử thi nào? Thứ 9 hạ sử thi thiên tài bảng, Tây Việt Lan Sơn. Thị nữ nói. Phong Phi Vân cùng Tây Việt Lan Sơn đã giao thủ, biết rõ tu vị của người này cho dù là Phong Phi Vân cũng không có nắm chắc có thể một chiêu đánh bại hắn. Huống chi còn đánh ngã hắn hôn mê, chẳng lẽ hoàng tử Ngọc Kiền Vương Triều cường đại như thế? Thị nữ lại nói. Hoàng tử Ngọc Kiền Vương Triều kia dường như có quan hệ không kém với Lý Tiêu Nam Lý Công Tử, cũng là đệ tử thần Linh Cung. Chẳng lẽ là hắn đến thần đô? Đông Phương Kính Nguyệt nhíu mày một cái. Phong Phi Vân nói. Ngươi biết hắn là người phương nào sao?
Đông Phương Kính Nguyệt gật gật đầu, nói. Có thể một chiêu đánh bại nhân vật như Tây Việt Lan Sơn thì cũng chỉ có thể là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Ngọc Hiền Vương Triều, Hồng Diệp Hoàng Tử. Đúng, đúng, tên man nhân kia tự xưng chính là Hồng Diệp Hoàng Tử. Thị nữ gật đầu giống như con gà mổ thóc. Ngọc Hiền Vương Triều là láng giềng của Thần Tấn Vương Triều, cũng là một đại vương triều to lớn như Thần Tấn Vương Triều. Bởi vì Ngọc Hiền Vương Triều cùng Thần Tấn Vương Triều Cổ Cương Phủ liền nhau. Cho nên người Ngọc Hiền Vương Triều giống như man nhân Cổ Cương Phủ, sau trưởng thành, phần lớn thân cao 3 mét, có thậm chí có thể cao 4 mét. Hồng Diệp Hoàng Tử có thể trở thành đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Ngọc Hiền Vương Triều, tự nhiên không phải dòng nhân, tu vị chỉ sợ không tầm thường. Phong Phi Vân hỏi, Hồng Diệp Hoàng Tử cũng là đệ tử Thần Linh Cung, người này so sánh với Lý Tiêu Nam thì ai mạnh hơn? Đông Phương Kính Nguyệt nói. Hồng Diệp Hoàng Tử cùng Lý Tiêu Nam đều là một trong năm thần đồ của Thần Linh Cung, Hồng Diệp Hoàng Tử sư thừa là một cung chủ của Thần Linh Cung, nắm giữ tam phẩm đỉnh cấp linh khí, chiến lực ẩn ẩn còn trên cả Lý Tiêu Nam. Nhưng mà Lý Tiêu Nam người này giấu kín rất sâu, lại giao hảo với Hồng Diệp Hoàng Tử, hai người bọn họ chưa từng giao thủ qua, bọn họ rốt cuộc ai có tu vị cao hơn thì không ai biết cả. Bổn Hoàng Tử lần này tới thần đô chính là vì đánh bại thiên tài cấp sử thi của Thần Tấn Vương Triều. Lấy công chúa đẹp nhất Thần Tấn Vương Triều là La Phù công chúa quay trở về Ngọc Hiền Vương Triều làm hoàng tử phi. Bên ngoài có tiếng cười to như điên cuồng, hiển nhiên chính là giọng của Hồng Diệp Hoàng Tử. Nương theo đó là âm thanh tức giận, lại có người đi khiêu chiến Hồng Diệp Hoàng Tử. Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt ngồi trong Lâm Lang Điện, không chút sứt mẻ, không bao lâu đã có thị nữ bối rối đi vào, nói. Vương giả trẻ tuổi thứ năm ra tay, chính là Tấn Hà Long Cung Nhiếp Phong Hàn. Tấn Hà Long Cung trên bài danh các thế lực lớn của Thần Tấn Vương Triều xếp hạng trước 30, là một đại giáo tu tiên, hắn là vương giả trẻ tuổi của Tấn Hà Long Cung thì tu vị không thể kém được. Đông Phương Kính Nguyệt nói, Hồng Diệp Hoàng Tử chiến lực không tầm thường, thiên tư cực cao, nghe đồn khi hắn sinh ra đã mang theo thần lực, xương ống chân mạnh vượt xa người cùng thế hệ, tính cách bá đạo, tu luyện Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, lấy lực làm đạo, giống như man thú. 10 năm trước tự tay xét nát một vương giả trẻ tuổi, 10 năm qua đi, tu vị của hắn cường đại hơn trước, nhưng không biết cường đại tới mức nào. Như vậy chẳng phải Hồng Diệp Hoàng Tử không thể xưng bá Thần Linh Cung. Phong Phi Vân nói, Thần Linh Cung hội rất nhiều thiên kiêu của năm vương triều tới, Thần Tấn Vương Triều thượng sử thi thiên tài bảng Lý Tiêu Nam cùng Thiên Đao Cổ Thố đều học nghệ tại Thần Linh Cung, Hồng Diệp Hoàng Tử tại Thần Linh Cung đứng đầu thế hệ trẻ của Ngọc Hiền Vương Triều. Thành lập Đại Kiền Minh trong hàng đệ tử Thần Linh Cung xem như một trong những tổ chức đệ tử mạnh nhất. Thế lực tu tiên cỡ lớn, đệ tử có trên 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn, những đệ tử mầm móng này sinh tồn và tu luyện đều hình thành tổ chức hoặc là liên minh, Thần Linh Cung tự nhiên cũng là như thế. Hồng Diệp Hoàng Tử chính là minh chủ Đại Kiền Minh, rất nhiều thiên chi kiều nữ của Thần Linh Cung đều chủ động yêu thương nhớ nhúng. Năm đại thần đồ chính là năm người trẻ tuổi cao cấp nhất của Thần Linh Cung. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền vào. Nhiếp Phong Hàn thua trong tay Hồng Diệp Hoàng Tử, một chiêu ngã xuống đất, rốt cuộc không bò dậy nổi. Một vị thị nữ đi lên bẩm báo. Thiên tài của Thần Tấn Vương Triều cũng quá nhỏ yếu, đều là ma bệnh, vậy mà không có ai ngăn cản được một chiêu của bổn hoàng tử. Thể chất các ngươi như thế làm sao vừa lòng các mỹ nhân của Thần Tấn Vương Triều cơ chứ? Ha ha, chẳng lẽ thật sự không có ai đánh một trận với ta hay sao? Giọng của Hồng Diệp Hoàng vang lên như sấm sét, truyền ra từ Quế Viên, lại có thể xuyên thấu qua trận pháp trùng trùng điệp điệp, lọt vào trong Lâm Lang Điện. Ta đến chiến với ngươi. Một giọng nói hùng hậu xuất hiện, có vạn đạo bạch sắc hào quang phóng lên trời, vân hà khiếp người. Rốt cục có cường giả chính thức nhìn không quen, ra tay với Hồng Diệp Hoàng Tử. Người phương nào ra tay? Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Thị nữ thứ ba đi vào, nói. Chính là thứ 8 thượng sử thi thiên tài bảng, Yến Tử Vũ. Yến Tử Vũ chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp, bản tính ghét ác như thù, hắn ra tay cũng nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân. Yến Tử Vũ tuy xếp thứ 8 trên thượng sử thi thiên tài bảng, nhưng mà thực lực chân chính không yếu hơn đám người Tô Quân, Đông Phương Kính Thủy bao nhiêu. Yến Tử Vũ xếp hạng thứ 8, nhưng có thể đại chiến với Bắc Minh Phá Thiên 3 ngày 2 đêm không phân thắng bại. Chuyện này có thể thấy được thực lực hai người không kém nhau nhiều. Một trận chiến này liên quan tới vinh dự của Thần Tấn Vương Triều,
mà ngay cả tu sĩ thế hệ trước đang ở sâu trong Ngân Câu Phiệt cũng âm thầm chú ý tới. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Nhìn ra đại điện, có thể trông thấy hướng Quế Viên có lôi điện trùng thiên, thần mang đan vào nhau, trên bầu trời có mây đen xuất hiện che chắn ánh sáng. Yến Tử Vũ xem ra đã dùng toàn lực. Cường giả tuyệt đỉnh trong Ngân Câu Phiệt khởi động đại trận cấm chế, bao phủ địa vực này, sợ hai người đại chiến sẽ làm tổn hại Bạch Ngọc Đảo. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Trong lòng Phong Phi Vân nhìn thấy hai người giao thủ năm chiêu với nhau, trong lòng mới có chút buông lỏng một hơi, nếu như ngay cả Yến Tử Vũ cũng không thể tiếp được năm chiêu của Hồng Diệp Hoàng Tử, như vậy thiên tài tuấn kiệt cả thần tấn vương triều chỉ sợ không ai địch nổi 10 chiêu của Hồng Diệp Hoàng Tử. Như vậy cũng thật đáng sợ. Đông Phương Kính Nguyệt thần thái đạm mạc nhìn qua bên ngoài, lộ ra dáng vẻ Phong Khinh Vân đạm, nói. Phong Phi Vân, người có nghĩ sẽ đi tới thần linh cung tu tiên luyện đạo hay không, dùng thiên tư của ngươi chỉ sợ sẽ đại phóng hào quang đấy. Phong Phi Vân hơi sững sờ, chợt cười nói. Vì sao ngươi đột nhiên nói tới vấn đề này? Đông Phương Kính Nguyệt ngẩng đầu, nói. Cho dù là thần linh cung hay là thần tấn vương triều, kỳ thật cũng chỉ là thế lực tu tiên mà thôi, nhưng mà thần linh cung thế lực to lớn, vượt qua ngươi tưởng tượng, siêu thoát cả năm vương triều này. Ở trước mặt tiên môn như thần linh cung, thần tấn vương triều cũng chỉ là quốc gia phàm tục mà thôi, nếu như thần linh cung thật muốn can thiệp vào thần tấn vương triều, như vậy hoàn toàn có quyết định ai là chủ nhân của thần tấn vương triều. Nhưng mà những cung chủ thần linh cung tự nhận siêu phàm thoát tục trên phàm nhân, căn bản không muốn đi quan tâm chuyện của năm đại vương triều, cho nên mới phái thần đồ tới điều hành. Mà những tiên môn đại giáo truyền thừa cổ xưa trong thần tấn vương triều, trong mắt thần linh cung chỉ là tồn tại tam lưu, không đặt vào mắt. Cuộc chiến đế vương năm đại vương triều, người có nghe qua chưa? Phong Phi Vân gật đầu nói. Nghe nói qua một ít, mỗi 500 năm, đế vương năm đại vương triều sẽ tiến hành đại chiến, bài danh của đế vương quyết định bài danh của vương triều. Không sai. Đông Phương Kính Nguyệt lại nói. Nhưng ngươi có biết cuộc chiến đế vương sẽ diễn ra ở đâu không? Chuyện này ta không quá rõ ràng. Phong Phi Vân nhíu mày, nói. Chẳng lẽ tại thần linh cung? Đông Phương Kính Nguyệt gật gật đầu, nói. Đúng là như thế, kỳ thật cuộc chiến đế vương của năm đại vương triều vốn chính là thần linh cung chủ trì, đổi một câu mà nói, bài danh của năm đại vương triều là đo thần linh cung khống chế, kể cả tấn đế trở thành đế hoàng trong cuộc chiến. Kỳ thật đều âm thầm chịu thần linh cung khống chế. Tấn đế chính là đệ nhất nhân của thần tấn vương triều, nhân vật thần thoại, nhưng trên trình độ nhất định cũng phải nghe lệnh của thần linh cung, bởi vậy có thể thấy được thần linh cung địa vị vô thượng cỡ nào. Ta hiểu rồi, năm đại vương triều cạnh tranh với nhau, cho dù đạt được địa vị bá chủ, nhưng ở mức độ nào đó là do thần linh cung khống chế. Giống như năm ngón tay trên một bàn tay, năm đại vương triều chính là năm đầu ngón tay. Mà thần linh cung chính là bàn tay, năm căn đầu ngón tay thò ra ngoài có thể làm chuyện mình muốn làm, bồi dưỡng thế lực, nhưng mà không thể rời khỏi bàn tay, tuy bàn tay lực lượng cường đại, nhưng lại phải nhờ năm ngón tay mới có thể làm được việc, ai cũng rời khỏi không ai. Phong Phi Vân nói ra. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Đúng là như thế, thần tấn vương triều tự nhiên là thập phần cường đại, nhưng so với thần linh cung thì quá nhỏ yếu, nếu ngươi có thể trở thành đệ tử cấp thần đồ của thần linh cung. Như vậy có thể chiếm được nhiều tài nguyên tu tiên, nếu như vượt qua thần đô đạt tới thiên đồ, thậm chí có thể tiến vào thế lực tu tiên còn cao cấp hơn cả thần linh cung. Thần tấn vương triều, từ xưa xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tu vị đạt tới trình độ nhất định thì sẽ rời khỏi thần tấn vương triều, tiến vào thần linh cung, tìm kiếm con đường tu tiên rộng lớn hơn. Có thể nói, thần linh cung chính là thế lực tu tiên địa phương mạnh nhất, không vào thần linh cung thì không biết tu tiên giới to lớn hơn. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng. Thần linh cung ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Oanh! Bên ngoài chiến đấu chấm dứt. Lúc này vang lên tiếng cười như điên của Hồng Diệp Hoàng Tử, vang vọng toàn trường. Ha ha, rõ ràng có thể tiếp 32 chiêu của ta, rất không tồi, rất không tồi. Tại thần tấn vương triều ngươi xem như là thiên tài đỉnh cấp nhất, ngươi đã có tư cách để ta nhớ kỹ tên ngươi, báo danh ra đi. Yến Tử Vũ đã bại. Chỉ tiếp được 32 chiêu đã bại. Ngay cả Phong Phi Vân cảm giác kinh ngạc không hiểu, Yến Tử Vũ cường đại là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một trong những người trẻ tuổi cao cấp nhất của thần tấn vương triều. Không ngờ Hồng Diệp Hoàng Tử lại có thể cường đại tới như thế. Hừ,
thương của ta bị người ta đánh cắp, bằng không cũng không dễ dàng bại trong tay của ngươi. Yến Tử Vũ hiển nhiên là bị thương, giọng nói khí thế không đủ. Hồng Diệp hoàng tử cũng là hừ lạnh một tiếng, nói. Bổn hoàng tử thấy ngươi không sử dụng linh khí, cho nên chỉ dùng 7 thành chiến lực, nếu như ta dùng 10 thành chiến lực, ngươi chưa hẳn có thể tiếp dược 10 chiêu của ta. Phốc, Yến Tử Vũ bình sinh khó thua trận, bách chiến tất thắng, hôm nay thất bại thảm hại, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa người ngã xuống đất. Một anh kiệt sử thi ngã xuống, làm cho thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều nội tâm nhỏ máu, khuất nhục vô cùng, có cảm giác tôn nghiêm bị dẫm lên. Có 3 thiên tài trẻ tuổi cùng xông lên, nhưng lại bị Hồng Diệp hoàng tử một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi, nhào nhào bay ra ngoài, lăn dưới đất như hổ lô. Hừ, hôm nay có mặt của Lý huynh ở đây, bổn hoàng tử không muốn giết người, bằng không chỉ bằng những kẻ bất lực thần tấn vương triều các ngươi, một quyền ta cũng có thể đánh chết. Tuy Hồng Diệp hoàng tử liên tục đại chiến mấy trận, nhưng mà khí tức không yếu chút nào, huyết khí đầm đặc như thái cổ chân long. Một câu kẻ bất lực đã mắng toàn bộ thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều. Đám thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều hơn phân nửa đều tụ tập ở Bạch Ngọc Đảo, mỗi một người đều là kẻ tâm cao khí ngạo, mặt mũi không ánh sáng. Kể cả đám người Long Thần Nhai, Bắc Minh Phá Thiên sắc mặt trầm xuống, vô cùng tức giận. Hồng Diệp hoàng tử vui mừng không sợ, cất cao giọng nói. Bổn hoàng tử cùng Lý huynh chính là hảo hữu, Lý huynh muốn kết hôn với Ngân Câu Phiệt Tứ tiểu thư. Mà bổn hoàng tử liền muốn cưới La Phủ công chúa, người phương nào không phục, cứ tới đây chiến đi. Lý Tiêu Nam lại cười nói. Hồng Diệp huynh nói chuyện quá thẳng rồi, mọi người ngàn vạn đừng nóng giận. Lý Tiêu Nam nói như vậy, nhìn như đang giảng hòa cho Hồng Diệp hoàng tử, nhưng trên thực tế đang đồng ý lời của Hồng Diệp hoàng tử, chỉ cần là người có vài phần đầu óc đều có thể nghe ra lời của hắn nói. Hồng Diệp hoàng tử lạnh lùng nói. Trên đời này cường giả vi tôn. Lực lượng trí thượng, bổn hoàng tử nghe nói thần tấn vương triều quảng mời thiên tài tuấn tài lựa chọn phò mã cho La Phù công chúa, vì vậy đặc biệt tới đây, muốn xem thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều mạnh bao nhiêu, công chúa thần tấn vương triều đẹp thế nào, hôm nay vừa gặp lại thất vọng. Tuy Hồng Diệp hoàng tử cuồng ngạo, nhưng mà chiến lực không tầm thường, ngay cả Yến Tử cũng chỉ có thể giao thủ 32 chiêu với hắn, cảnh này đã trấn trụ vô số thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều. Tiếng cười vang vọng. Này, to con, với thân thể này của ngươi, nếu lấy La Phù công chúa, La Phù công chúa phải chịu tội rồi. Thân hình Hồng Diệp hoàng tử vượt qua 3 mét, thể trạng tráng kiện, cánh tay to như thùng nước, đùi có thể so với cây cột, trên ngực đầy lông lá, La Phù công chúa khuynh thành tuyệt đại so sánh với hắn nhỏ hơn quá nhiều, quả thực giống như mỹ nữ và dã thú. Nghe nói như thế, sắc mặt La Phù công chúa trầm xuống, hai mắt phát lạnh, sát khí bức người. Hồng Diệp hoàng tử cười nói. Không sao, không sao, bổn hoàng tử tu luyện hoàng kim thánh minh đạo, đã có thể khống chế thể chiều cao cùng rút ngắn thân thể, sẽ không quá thô lỗ với công chúa. Oanh! Sát cơ của La Phù công chúa lộ ra, xòe bàn tay ngưng tụ thánh pháp của hoàng tộc, đại hư không ấn. Ngàn vạn đạo hào quang ngưng tụ vào trong tay của nàng, ngưng tụ ra một phiến hư không đại đạo, trực tiếp đánh thẳng vào Hồng Diệp hoàng tử. Ánh mắt Hồng Diệp hoàng lẫm liệt, vùng côn sát tới đánh lên trời cao, nhanh chóng đánh tan đại hư không ấn, lực trùng kích của đại hư không ấn làm cho hắn lui ra phía sau một bước. La Phù công chúa tại hạ sử thi thiên tài bảng xếp hàng thứ nhất, chiến lực mơ hồ còn trên cả Yến Tử Vũ. Hồng Diệp hoàng tử khen, nói. Tu vị của công chúa mạnh hơn đám bất lực kia, bổn hoàng tử không cưới ngươi không được, ha ha. Muốn chết. La Phù công chúa tế ra hậu lệnh. Điều động lực lượng trong hậu lệnh, toàn lực công kích Hồng Diệp hoàng tử, hư không trên bầu trời không ngừng run rẩy. Rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đối mặt với lực lượng này áp xuống, không ngừng lui ra phía sau. Hồng Diệp hoàng tử không chỉ không sợ, ngược lại cười lớn một tiếng, tế ra một kiện tam phẩm linh khí đỉnh cấp ngăn cản lực lượng hậu lệnh. Sâu trong Ngân Câu Phiệt, những tu sĩ thế hệ trước tụ tập cùng với nhau, cũng đều tới đại chiến trong Quế Viên. Thần đồ thần linh cung quả nhiên không phải chuyện đùa, chiến lực thật đáng sợ, nếu như hắn phát triển thêm, chắc chắn là một đế vương. Hồng Diệp hoàng tử cũng quá kiêu ngạo, quá không đặt tu sĩ thần tấn vương triều chúng ta vào trong mắt, nên giáo huấn tiểu bối này mới được. Một nam tử trung niên mặc kim bào nói ra. Lam Thạch lão đệ, một đời trẻ tuổi tranh hùng,
cũng nên để người trẻ tuổi giải quyết. Bốn lão giả đi theo Hồng Diệp Hoàng tử chính là cao thủ của Ngọc Kiền Vương Triều, hiển nhiên là bảo hộ Hồng Diệp Hoàng tử rồi. Năm đại vương triều vốn không hợp với nhau, Ngọc Kiền Đại Đế cố ý phái bốn vị tên này đi theo Hồng Diệp Hoàng tử tới Thần Đô, còn muốn kết hôn với công chúa yêu quý của Tấn Đế, đây chính là áp chế nhuệ khí của Tấn Đế, làm chuẩn bị cho cuộc chiến đế vương không lâu sau. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn quét hết mặt mũi của tu sĩ thần tấn vương triều chúng ta, dựng lên uy phong của Ngọc Kiền Vương Triều. Đông Phương Hàn Lâm chính là phiệt chủ Ngân Câu Phiệt, càng là thái phó đương triều, lên tiếng nói. Kính Thủy, người đi ra ngoài giao thủ với Hồng Diệp Hoàng tử thử xem, thay chỗ cho La Phù công chúa nếu có sơ suất gì ở trong Ngân Câu Phiệt chúng ta, như vậy rất khó bàn giao với Tấn Đế. Vâng, ra ra. Đông Phương Kính Thủy mặc giáo da màu trắng, trên lưng hất lên tinh hồng sắc áo choàng. Trên người ma khí từng sợi, anh khí bức nhân. Đông Phương Kính Thủy chính là tu sĩ ma đạo song tu, xếp hạng thứ 3 trên thượng sử thi thiên tài bảng, vẻn vẹn chỉ sau Lý Tiêu Nam, từ nhỏ không thua một trận nào. Phong Phi Vân vẫn ngồi cùng Đông Phương Kính Nguyệt trong Lâm Lang Điện, nghe một thị nữ đi tới báo cáo tình hình chiến đấu. La Phù công chúa tâm cao khí ngạo, dã tâm bừng bừng, trong lòng ngấp nghé vị trí thái tử, làm sao có thể nguyện ý gả đi Ngọc Kiền Vương Triều cơ chứ? Huống chi Hồng Diệp Hoàng tử là man nhân, nàng càng không có khả năng khuất phục. Phong Phi Vân nói, nhiệm vụ lựa chọn phò mã của La Phù công chúa không phải Tấn Đế giao cho ngươi sao? Đông Phương Kính Nguyệt nói, thế nhưng mà ta giao việc này cho Long Thương Nguyệt xử lý, với tính cách của nàng. Nội tâm Phong Phi Vân khẽ động, tiếp theo lại nói, nếu như có thể gả La Phù công chúa đến Ngọc Kiền Vương Triều, như vậy phải xem ý của nàng rồi. Lại là tranh giành thái tử. Đối với thiên tài trẻ tuổi của thần tấn vương triều mà nói, tự nhiên đều không muốn nhìn La Phù công chúa gả cho nam nhân vương triều khác, tất cả mọi người sẽ không phục, còn cảm thấy vũ nhục. Phong Phi Vân ngược lại không có lòng trung thành với thần tấn vương triều, nhưng mà hắn hiện tại dù sao cũng là người trong hoàng tộc, đặc biệt là sau khi Tấn Đế bế quan, hắn cơ hồ chính là người có địa vị tối cao của thần tấn vương triều, nếu hắn không quan tâm tới chuyện này, như vậy nói không qua. Ta đi Quế Viên nhìn một chút. Phong Phi Vân đứng dậy, rời khỏi Lâm Lang Điện. Công chúa Điện Hạ, người dù sao tuổi còn rất trẻ, nếu ngươi tu luyện thêm 20 năm nữa, bổn hoàng tử nhất định không phải đối thủ của ngươi. Hồng Diệp hoàng tử chiến lực không phải chuyện đùa, tế ra tam phẩm linh khí, lực lượng không gì cản nổi. Bá, tuy Hồng Diệp hoàng tử thân thể khôi ngô, nhưng mà tốc độ lại nhanh tới mức dọa người, giống như một đạo thiểm điện bay qua trước mặt La Phù công chúa. Bóc khăn che mặt màu vàng của La Phù công chúa xuống, lộ ra dung mạo lung linh tuyệt thế. Da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, đôi mắt sáng ngời như sao, lông mi hết sức nhỏ giống như lá liễu, môi son hồng nhuận phơn phớt tựa như bảo thạch. Nàng quý khí bức người, cao ngạo và lãnh diễm. Có rất ít người nhìn thấy chân dung của La Phù công chúa, giờ phút này bị Hồng Diệp hoàng tử bóc khăn che mặt ra thiên tài trẻ tuổi ở đây vô cùng kinh ngạc và ngây người. Hồng Diệp hoàng tử cũng ngẩn ngơ, La Phù công chúa mỹ mạo làm cho hắn rung động, hắn nhìn thấy vô số mỹ nữ, nhưng lại không có người nào có thể so sánh với La Phù công chúa, thậm chí còn kém hơn cả đầu ngón tay của nàng. La Phù công chúa, bổn hoàng tử lấy chắc rồi. Hồng Diệp hoàng tử cười to lên. La Phù công chúa tức giận, từ trước tới nay chưa từng có ai dám bất kính bóc khăn che mặt của nàng cả. Muốn chết. La Phù công chúa gọi bát bộ long liễn ra đứng trên đỉnh long liễn, gọi tám long hồn kéo long liễn ra, trực tiếp trùng kích qua Hồng Diệp hoàng tử, muốn nghiền nát hắn. Bát bộ long liễn tốc độ cực nhanh, lực trùng kích vô cùng cường hoành, nhưng mà Hồng Diệp hoàng tử lực lượng cường đại dọa người, vậy mà không tránh không né, trực tiếp giơ bát bộ long liễn lên sau đó xoay trong không khí 9 vòng, mạnh mẽ đập xuống đất. Sắc mặt La Phù công chúa hơi đổi, muốn tiếp tục ra tay nhưng lại cảm giác được cổ của mình mát lạnh. Đã bị người ta bóp cổ. Tốc độ Hồng Diệp hoàng tử quá nhanh, lúc này đã vòng qua sau lưng nàng, chế trụ cổ của nàng, bàn tay của hắn như khóa sắt, bóp cổ của nàng kéo vào ngực của hắn. Lớn mật, dám bất kính với công chúa. Người man dợ, La Phù công chúa há để ngươi khinh nhờn, nếu ngươi dám động tới sợi tóc của nàng, cường giả hoàng tộc sẽ lấy mạng của ngươi. Những thiên tài tuấn kiệt thấy La Phù công chúa bị Hồng Diệp hoàng tử bắt lấy. Cả đám vô cùng tức giận, nhưng lại không ai dám ra tay, dù sao Hồng Diệp hoàng tử thực lực quá cường đại.
Bốn lão giả sau lưng Hồng Diệp hoàng tử cười lạnh, trong đó một lão giả cười nói. Hoàng tử điện hạ không cần để ý tới cường giả hoàng tộc, nếu như lớp giả hoàng tộc của thần tấn vương triều có can đảm ra tay với ngươi, chúng ta nhất định đánh cho chúng có đi không về. Bốn lão giả của Ngọc Kiền vương triều vô cùng tự tin, chỉ cần tấn đế không ra tay, bọn họ quét ngang tất cả cường giả hoàng tộc của thần tấn vương triều. Hồng Diệp hoàng tử cười to lên, thấp giọng nói bên tai La Phủ công chúa, nói. Công chúa điện hạ, tu vị bổn hoàng tử thế nào? La Phủ công chúa hàm răng cắn chặt, đôi mắt băng lãnh như khối băng, nếu lửa giận có thể đốt chết người, như vậy Hồng Diệp hoàng tử đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thái tử điện hạ, ngươi chính là thái tử hoàng tộc, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn muội muội của mình bị vũ nhục sao? Một thiên tài nhân kiệt nhìn sang Long Thần Nhai. Long Thần Nhai vốn là đối thủ một mất một còn với La Phủ công chúa, ước gì nhìn thấy La Phủ công chúa gả đến Ngọc Kiền vương triều. Huống hồ Hồng Diệp hoàng tử tu vị thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả Yến Tử Vũ đều bại trong tay hắn, Long Thần Nhai tu vị sàn sàn với Yến Tử Vũ, cho nên trong lòng cũng có chút kiêng kỵ Hồng Diệp hoàng tử. Ta chính là thái tử đương triều, làm sao có thể bại, tuyệt đối không thể ra tay. Long Thần Nhai vẫn ngồi trên ghế như trước, mắt trợn lên, cười nói. Hồng Diệp hoàng tử chỉ đang đùa giỡn với La Phủ công chúa mà thôi, các ngươi không nên khẩn trương. Rất nhiều người trong lòng mắng Long Thần Nhai quá uất ức, trợn mắt nói lời bịa đặt, quả thực là kẻ bất lực trong miệng Hồng Diệp hoàng tử nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Long Thần Nhai cân nhắc lợi hại, cuối cùng nhất quyết định không ra tay. Lớn mật, dã nhân ở đâu cũng bất kính với công chúa hoàng tộc, người đâu, bắt dã nhân này lại cho ta, nhốt vào Thiên Lao thần đô. Phong Phi Vân mặc kim y vân bào, đầu đội thần vương miện, mang theo trường bào lớn đi tới. Nữ ma vẫn đi sau lưng hắn, một tấc cũng không rời. Tất cả mọi người nhìn sang Phong Phi Vân, một đám thiên tài tuấn kiệt lộ ra thần sắc vui mừng, nói. Thần vương đại nhân, đến rồi, lần này có trò hay xem. Hồng Diệp hoàng tử vẫn ôm La Phủ công chúa trong tay, hoàn toàn không sợ hãi Phong Phi Vân, giọng mỉa mai cười nói. Tiểu tử, người dám nói ta là dã nhân, có biết ta là ai không? Người có biết ta là ai không? Phong Phi Vân giọng còn lớn hơn cả hắn, chấn đắc mặt đất rung rung không thôi. Hồng Diệp hoàng tử chưa từng thấy người nào hung hăng càn quấy hơn hắn, trầm giọng nói. Ta chính là hoàng tử Ngọc Kiền vương triều, ngươi tính toán là cái gì? Thì ra chỉ là một hoàng tử, không ngờ dám liều lĩnh trước mặt bổn vương, quả thực to gan lớn mật. Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, chạy tới trước mặt Hồng Diệp hoàng tử, một đám thần vũ quân vây lại. Ngươi! Dám không đặt bổn hoàng tử vào mắt. Hồng Diệp hoàng tử trừng mắt to của mình ra, lửa giận phần thiên. Ngay cả bốn lão giả sau lưng hắn ánh mắt sắc bén như chim ưng, sát khí lộ ra ngoài, bọn họ là bốn cao thủ đỉnh cấp của Ngọc Kiền vương triều, tu vị kinh thiên động địa, trong nháy mắt có thể đánh chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vui mừng không sợ, lạnh giọng quát một tiếng. Ta chính là vương gia duy nhất của thần tấn vương triều, thần vương đương triều, ngươi một hoàng tử. Trước mặt vương gia thần tấn vương triều còn dám không quỳ hành đại lễ, đây chính là tội đại bất kính, dám ở trước mặt bổn vương la hét giống to, tội thêm một bậc, người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh cho ta. Địa vị hoàng tử thân mang quý khí hoàng gia, con của đế vương, nhưng mà so sánh với địa vị thần vương thì còn kém xa. Tại thần tấn vương triều, địa vị thần vương vẻn vẹn chỉ dưới tấn đế, ngay cả hoàng tử và công chúa gặp thần vương cũng phải hành lễ. Hồng Diệp hoàng tử là người lạ, tuy là hoàng tử Ngọc Kiền vương triều nhưng đi tới thần tấn vương triều cũng cần hành lễ với thần vương. Rầm rầm, một đội thần vũ quân tổng cộng 18 người, mặc khải giáp nặng ngàn cân, tay cầm nhị chiến thương uôn ua hai, nhuệ khí bức người, cầm chiến thương chỉ vào Hồng Diệp hoàng tử. Thúc thủ chịu trói, nếu không, giết không tha. Thúc thủ chịu trói, nếu không, giết không tha. 18 vị thần vũ quân tinh nhuệ. Đồng thời hò hét, âm thanh chấn động như sấm. Tuy Hồng Diệp hoàng tử lớn lên thô kệch giống như man nhân, nhưng mà tâm tư tinh tế tỉ mỉ, hắn biết rõ không ổn. Dưới tình huống bình thường hắn giao thủ với Phong Phi Vân thì thuộc về thế hệ trẻ giao phong, tu sĩ thế hệ trước của thần tấn vương triều căn bản không thể làm cái gì vượt qua, càng không thể ra động dụng thần vũ quân, nhưng mà hiện tại Phong Phi Vân sông đã liên tiếp gán ba tội danh cho hắn là bất kính với công chúa, vô lễ thần vương. Coi rẻ hoàng tộc thần tấn vương triều.
Ba tội danh này đủ giam cầm hắn rồi. Đây cũng không phải là một đời tuổi trẻ tranh phong, mà là Phong Phi Vân dùng thân phận thần vương chấp pháp, nếu Hồng Diệp hoàng tử dám chống lệnh thì sẽ bị vô số cường giả thần tấn vương triều vây công, mặc dù đánh chết hắn thì Phong Phi Vân cũng có thể thêu dệt tội danh phản kháng bắt bớ, chết có ý nghĩa. Tuy tu vị Hồng Diệp hoàng tử cường đại, nhưng nếu ngàn vạn đại quân xông lên vẫn có thể đánh hắn thành phế vật, dù sao đây là địa bàn của thần tấn vương triều. Điểm này Hồng Diệp hoàng tử tự nhiên nghĩ đến. Nhưng nếu bị bắt đưa tới Thiên Lao thần đô, như vậy không chỉ hao tổn uy danh Ngọc Kiền vương triều, hơn nữa còn bị vô số người trong thần linh cung cười nhạo, chuyện này tuyệt đối không thể. Đây quả thực là tình thế khó xử. Hồng Diệp hoàng tử giờ phút này trong lòng đang mắng to xui xẻo, thần tấn vương triều cũng quá không đáng tin cậy, không ngờ cho một kẻ chưa tới 20 tuổi làm thần vương, nếu như thần vương thần tấn vương triều còn là Long Xuyên Phượng. Như vậy dùng thân phận địa vị của Long Xuyên Phượng sẽ trở ngại địa vị, tự nhiên sẽ không làm gì một tiểu bối, như thế Hồng Diệp hoàng tử căn bản không cần sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Phong Phi Vân thân phận địa vị cao tuyệt, lại còn là tu sĩ trẻ tuổi, thế mới khó làm. La Phù công chúa vẫn bị Hồng Diệp chế trụ trong ngực, đôi mắt phượng nhìn qua Phong Phi Vân, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ra tay giải vây cho nàng chính là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không có bao nhiêu hảo cảm với La Phù công chúa, nhưng mà hắn hiện tại chính là thần vương hoàng tộc, tự nhiên phải giữ tôn nghiêm cho hoàng tộc, bằng không thể diện của hắn cũng không xong. Nếu Phong Phi Vân không phải thần vương, mới chẳng muốn quản chuyện hư hỏng của La Phù công chúa, dù sao Hồng Diệp hoàng tử tu vị xác thực đáng sợ, tuyệt đối là một kình địch. Bằng không Phong Phi Vân ăn no không việc làm đi chọc cường địch làm cái quái gì. Ánh mắt Hồng Diệp hoàng tử đảo một vòng, cười nói. Thì ra là thần vương đại nhân của thần tấn vương triều đến, vừa rồi không có nhận ra, đương nhiên thần vương đại nhân không thể trách bổn hoàng tử, dù sao ai sẽ nghĩ tới đường đường vương gia thần tấn vương triều lại là một tiểu bối. Tuy Hồng Diệp hoàng tử biết rõ bị Phong Phi Vân chơi một chiêu, nhưng vẫn không thay đổi tính cuồng ngạo như trước. Đương nhiên hắn cuồng cũng là cuồng có lý trí, hắn nói như thế có ý nói với mọi người rằng, cũng không phải Hồng Diệp hoàng tử hắn cố ý bất kính thần vương. Mà là thần vương thần tấn vương triều tu vị quá thấp, hắn căn bản không có nhận ra. Chỉ trách tu vị Phong Phi Vân quá thấp, làm cho hắn nhìn lầm, chuyện không thể trách hắn. Đổi một câu nói đúng là, thần tấn vương triều không người a hát, không ngờ cho một tiểu bối làm thần vương. Phong Phi Vân cũng không phải thần vương hợp cách, nói cái chó gì phong phạm thần vương, hai tay ống tay áo vung lên, trực tiếp mắng to một câu. Ngoá, mẹ nó, cũng dám xem thường bản thần vương. Chói hắn lại cho ta, bản thần vương muốn đích thân tát hắn hai cái, hắn chỉ cần dám phản kháng, lập đi điều động thần vũ quân vào thành, chơi chết hắn cho ta. Hồng Diệp hoàng tử không biết tính cách của Phong Phi Vân nhưng mà Lý Tiêu Nam vô cùng rõ ràng, trước đó không lâu, Phong Phi Vân bởi vì một nữ nhân đã xuất lĩnh ngàn vạn thần vũ quân đổ diệt thiên kim nhất tiếu lâu, chấn động cả tu tiên giới thần tấn vương triều, loại chuyện không đáng tin cậy này người khác làm không được, nhưng mà Phong Phi Vân lại hoàn toàn làm được. Hồng Diệp hoàng tê, dù sao chính là Lý Tiêu Nam mời tới thần đô, nếu thật sự chọc Phong Phi Vân điều động ngàn vạn thần vũ quân vào thành, đánh giết Hồng Diệp hoàng tử, như vậy sẽ phá hỏng đại sự của Lý Tiêu Nam. Lần này hắn không thể không ra mặt giảng hòa. Lý Tiêu Nam lông màu xanh nhíu lại, tiên vận quấn thân, đứng lên đi qua, cười nói. Thần vương đại nhân, xin bất giận, chuyện này kỳ thật là hiểu lầm, vừa rồi Thái tử Điện Hạ cũng nói. Đây là Hồng Diệp hoàng tử đùa với La Phù công chúa mà thôi, thật đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, Hồng Diệp huynh, còn không thả công chúa ra, vui đùa như vậy đã đủ rồi. Lý Tiêu Nam âm thầm truyền âm cho Hồng Diệp hoàng tử, nói. Phong Phi Vân người này tính cách quái đản, to gan lớn mật, chuyện gì cũng làm được, trước tiên phải ủy khuất Hồng Diệp huynh rồi, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, đối với Hồng Diệp huynh mà nói, muốn đối phó Phong Phi Vân quả thật là chuyện dễ dàng. Tuy Lý Tiêu Nam đang âm thầm truyền âm, nhưng mà vẫn không thoát khỏi tai Phong Phi Vân, dù sao Phong Phi Vân có được 40 đạo thần thức, vượt qua người khác gấp 4 lần, muốn nghe bọn họ âm thầm truyền âm là quá dễ dàng. Hồng Diệp hoàng tử nhíu mày, chợt giãn ra, thả La Phù công ra ngoài, cười nói. Thực xin lỗi a hát, làm cho công chúa chấn kinh, việc này xác thực chính là bổn hoàng tử cùng công chúa điện hạ vui đùa mà thôi. La Phù công chúa hóa thành một đạo ảo ảnh bay ra sau lưng Phong Phi Vân, ngón tay trắng như hành tây nhẹ nhàng sờ sờ cổ,
hừ lạnh một tiếng. Tu vị của ngươi cao hơn ta một trọng, nếu như chúng ta cùng cảnh giới, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, Hồng Diệp hoàng tử, cái tên này bổn công chúa nhớ kỹ, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết cực kỳ thê thảm. La Phù công chúa tính cách cao ngạo, không chịu thua, nàng hiện tại mới 20 tuổi mà thôi, mà Hồng Diệp hoàng tử ít nhất cũng tu luyện 50 năm, nàng thua trong tay Hồng Diệp hoàng tử đương nhiên nội tâm không phục. Lý Tiêu Nam cười cười, nói. Thần Vương đại nhân, người xem đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, có phải nên cho thần Vũ quân thu hồi việc binh đao, dù sao hôm nay chính là sinh nhật của Kính Nguyệt, mọi người nên luận bàn với nhau thôi, không cần phải gây chiến đâu. Hồng Diệp hoàng tử chính là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của Ngọc Kiền Vương Triều, hơn nữa còn là thân phận hoàng tử, càng là thần đồ của thần Linh Cung, cho dù Phong Phi Vân sự giam hắn vào trong thiên lao, cũng phải nhanh chóng thả ra thôi. Dù sao việc này cũng không liên quan nửa phần quan hệ với Phong Phi Vân, không cần thiết vì nữ nhân cao ngạo tự đại như La Phù công chúa náo tới mức không thu thập được cục diện. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, nói. Thế nhưng mà bổn vương vừa rồi cũng chấn kinh, bị dọa thật không nhẹ, giờ phút này nghĩ tới mà sợ. Lý Tiêu Nam cười nói. Hồng Diệp huynh, còn không mau tặng thần vương đại nhân 1000 miếng linh thạch, an ủi thần vương đại nhân một chút. Thần vương phủ của ta lại không thiếu linh thạch, cầm linh thạch cũng không có chỗ dùng. Phong Phi Vân vừa huýt sáo vừa nói, nào có bộ dáng chấn kinh gì, rất rõ ràng đang muốn xảo trá Hồng Diệp hoàng tử một số. Lòng tham không đáy. Trong lòng Hồng Diệp hoàng tử nghĩ như vậy, nhìn qua Phong Phi Vân vài phần, lạnh trầm giọng nói. Không biết thứ gì mới có thể an ủi thần vương đại nhân đây. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, khóe miệng cười quỷ dị. Nhìn vào đồng côn thô to như bát ăn cơm trong tay Hồng Diệp hoàng tử, nói. Cây côn này không tệ, vừa vặn thần vương phủ còn thiếu một cây côn, xem như phù hợp. Nghe được Phong Phi Vân nói thế, sắc mặt Hồng Diệp hoàng tử trầm xuống, cây côn trong tay của hắn cũng không phải là phàm phẩm, chính là đồ vật do một đại luyện khí sư của Ngọc Kiền Vương Triều hao tổn tinh thần và thể xác huyết luyện mới thành, chọn dùng đều là thần tài luyện chế tứ phẩm linh khí. Nhưng mà thời điểm linh khí sắp thành hình lại phát sinh vấn đề, thế cho 108 trận pháp trong cây côn tổn hại 8 cái, từ tứ phẩm linh khí rơi xuống còn tam phẩm linh khí đỉnh phong. Tam phẩm linh khí đỉnh phong vẫn có uy lực vô song như trước, chính là vật báu vô giá. Hồng Diệp hoàng tử cười tâu tuét miệng, lạnh giọng cười cười. Cây côn này của ta chính là tam phẩm linh khí đỉnh phong Kình Thiên Côn, có khả năng tấn chức tứ phẩm linh khí, nặng đạt 9.800 vạn cân. Nếu ngươi có thể cầm Kình Thiên Côn trong tay ta, vậy nó sẽ là của thần vương đại nhân. Hồng Diệp hoàng tử vẫn cho rằng Phong Phi Vân là vương gia lòng tham không đáy, chỉ bởi vì sinh ra ở vị trí tốt, mới ngồi lên bảo tọa thần vương, căn bản xem thường hắn, càng không tin tưởng Phong Phi Vân có thể cướp lấy Kình Thiên Côn trong tay của hắn. Đừng nói cướp đi, chỉ bằng sức nặng của Kình Thiên Côn cũng không phải người bình thường có thể lấy lên được. Nói lời giữ lời. Phong Phi Vân mí mắt nhảy lên, cười nói. Bổn hoàng tử nói chuyện đều giữ lời. Hồng Diệp hoàng tử trầm giọng nói. Bá! Tốc độ của Phong Phi Vân cực nhanh, cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới 40 lần. Tốc độ của Phong Phi Vân hiện tại có thể so sánh với cự phách, cho dù Hồng Diệp hoàng tử cùng Lý Tiêu Nam trong cùng thế hệ cũng không thể bằng hắn. Hồng Diệp hoàng tử chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, Phong Phi Vân đã biến mất tại chỗ. Không tốt! Trái tim Hồng Diệp hoàng tử đập mạnh vài cái. Vội vàng vận chuyển linh khí, nhưng đã trễ rồi, trong tay trống trơn, Kình Thiên Trụ đã trượt vào trong tay Phong Phi Vân. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả thời gian vận chuyển linh khí của Hồng Diệp hoàng tử cũng không có. Kình Thiên Trụ chính là linh khí đỉnh cấp của Ngọc Kiền Vương Triều, truyền thế chi bảo, là chiến binh mạnh nhất dưới tứ phẩm linh khí, tự nhiên không thể rơi vào tay người ngoài. Lớn mật, bốn lão già của Ngọc Kiền Vương Triều động thủ trước tiên, đồng thời ra tay. Bốn người này vô cùng cường đại, mỗi một người đều là nhân vật đứng đầu Ngọc Kiền Vương Triều, có được xưng là đỉnh cấp, tự nhiên là quét ngang tu sĩ thế hệ trước. Ngọc Kiền Đại Đế phái bốn người bọn họ đi theo Hồng Diệp Hoàng tử tới Thần Tấn Vương Triều, chính là muốn áp chế nhuệ khí tu sĩ Thần Tấn Vương Triều, tự nhiên là vô cùng khẳng đít nghi với tu vị của bốn người, đều là tồn tại cao cấp nhất. Bốn người này cùng thi triển thần thông, chấn động ngân hà, trực tiếp dẫn động vạn tòa trận pháp ở Bạch Ngọc Đảo. Muốn trực tiếp giết Phong Phi Vân. Chín thành trẻ tuổi kiệt xuất ở nơi này bị lực lượng này áp quỳ xuống, lực lượng quá khổng lồ,
làm cho bọn họ căn bản không thể đứng thẳng. Phong Phi Vân lấy được Kình Thiên Côn thì bay tới sau lưng nữ ma. Nữ ma giờ phút này không tránh không né, biết rõ lại bị Phong Phi Vân lợi dụng, chỉ có thể ra tay, trong mí mắt có tinh hải chớp động, chậm rãi duỗi ngón tay như bạch ngọc ra phía trước. Bốn lão già của Ngọc Kiền Vương Triều không ngờ dám ra tay với Phong Phi Vân. Bốn người này tại Ngọc Kiền Vương Triều đều là tu sĩ thành danh thế hệ trước, tu luyện mấy trăm năm, thần thông vô số, chiến pháp chấn thế, bốn người đồng ra tay với một tiểu bối. Cái này nói rõ định gạt bỏ Phong Phi Vân. Bọn họ cũng không phải người làm việc lỗ mãng, mà là tìm đúng thời cơ ra tay tốt nhất, lúc Phong Phi Vân ra tay đi Kình Thiên Côn thì đột nhiên hạ sát thủ, cho dù đánh chết Phong Phi Vân cũng có thể tố cáo Phong Phi Vân tội danh đánh lén hoàng tử. Tu sĩ lớp già trong Ngân Câu Phiệt còn có nhiều tiên hiền hoàng tộc ở đây, nhìn thấy bốn lão già của Ngọc Kiền Vương Triều ra tay hạ sát thủ đối phó thần vương, đều lòng đầy căm phẫn, nhưng mà hiện tại muốn cứu viện đã trễ rồi. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thần vương đương triều bị người ta đánh chê? Đám người Long Thần Nhai hiện tại vô cùng vui vẻ và mỉa mai, rất thích ý nhìn thấy Phong Phi Vân chết như vậy, lợi ích của bọn họ quá lớn, trong lòng cười thầm. Phong Phi Vân thật sự quá bộc lộ tài năng, không ngờ dám chọc vào đại địch Ngọc Kiền Vương Triều này, may mắn ta thông minh không có ra tay. Xôn xao, một đạo hào quang chói mắt bay ra khỏi tay của nữ ma, từng đạo hào quang màu trắng đan vào nhau như dòng nước lũ, giống như ngàn vạn con sông ập tới. Đây là lực lượng tinh thuần thánh khiết, hoàn toàn không có chút tử khí thi tà. Càng không có nửa phần ma tính. Oanh! Bốn lão già của Ngọc Kiền Vương Triều cảm giác có một ngọn núi khổng lồ ập tới, sinh lòng sợ hãi, muốn tránh né, nhưng đã trễ, bị nữ ma một ngón tay đánh bay. Phốc, 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 phốc! Bốn người miệng phun máu tươi, linh y cẩm bào trên người tan nát, da đầu còn có huyết châu chảy dài. Âm thanh máu chảy vang lên. Bốn lão già này giống như chó chết nằm trên mặt đất xuất hiện bốn cái hố to, bọn họ phải sau nửa ngày mới có thể bò ra được. Bây giờ là bốn tên ăn mày toàn thân nhuộm máu. Oanh! Một màn này thật sự quá chấn nhiếp tâm linh người ta, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nữ ma, nữ tử quốc sắc thiên hương này một ngón tay đánh bại bốn lão già mạnh mẽ của Ngọc Kiền Vương Triều, đánh thổ huyết. Rốt cuộc là người nào mà đáng sợ như thế? Phong Phi Vân mời thần nhân này từ đâu tới? Ánh mắt Long Thần Nhai mở to thật lớn, không thể tin được nhìn cảnh trước mặt, trong miệng không ngừng nhắc tới. Không có khả năng, không có khả năng. Ngay cả Lý Tiêu Nam vừa rồi tư thế oai hùng bừng bừng, giờ phút này cũng bị chấn nhiếp. Tất cả người ở đây bao gồm cả những tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong Ngân Câu cũng không cách nào bình tĩnh được, không thể tin vào mắt của mình. Bụi mù tán đi, Phong Phi Vân đứng ra, ho khan hai tiếng, nói. Hôm nay chính là sinh nhật của tứ tiểu thư, biểu tỷ của ta không muốn giết người, cho nên tha cho bốn tên các ngươi con đường sống, bằng không bọn ngươi giờ phút này đã là người chết. Đây là lời mà Hồng Diệp Hoàng tử nói lúc trước, Phong Phi Vân giờ phút này lại trả cho bọn họ, quả thật là đánh mặt trực tiếp mà, đánh nổ rất vang dội, làm cho thiên tài tuấn kiệt của thần tấn vương triều đều thỏa mãn. Phốc! Tất chữ xuất ẩn nấp trong đám người sợ tới mức cái cằm sắp rơi xuống đất, trong miệng mắng to lửa bố mày. Không phải nói biểu tỷ của ngươi từ nông thôn tới sao, không phải nói nàng ở thần đô không nơi nương tựa nên ngươi mới thu lưu nàng, lời của Phong đại tiện nhân này không thể tin được. May mắn lão tử không có ra tay với nàng, bằng không hiện tại ngay cả bột phấn xương cốt cũng không còn thừa. Hôm nay lưu lại một ảnh hưởng sâu sắc khác vào lòng người, Phong Phi Vân có một biểu tỷ cường đại. Hoàng tử, đa tạ Kình Thiên Côn của ngươi, bổn vương vui lòng nhận lấy. Phong Phi Vân cầm Kình Thiên Côn nặng 9.800 vạn cân trong tay, giống như cầm cây khô, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, cũng thể hiện thu vị vô cùng cường đại. Hai đấm Hồng Diệp Hoàng tử nắm chặt. Sẳng giọng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hét lớn. Tốt, tốt lắm, thì ra thần vương đại nhân thâm tàng bất lộ như thế, không biết thần vương đại nhân có dám tiếp nhận bổn hoàng tử khiêu chiến hay không? Ngươi muốn khiêu chiến với ta? Phong Phi Vân nói. Không sai, thần vương đại nhân tuổi trẻ tài cao, bổn hoàng tử thật sự bội phục. Hồng Diệp hoàng tử trước tâng bốc Phong Phi Vân lên cao, tiếp theo lại nói. Không biết can đảm của thần vương đại nhân có lớn hay không, có dám chiến một trận công bình với ta. Hắn giờ phút này lại dùng phép khích tướng. Nhưng mà Phong Phi Vân căn bản không ăn quả lừa này, nói. Ngươi là thân phận gì,
có tư cách gì đấu một trận với vương gia ta? Phong Phi Vân nói lời này rõ ràng là xem thường hắn, cảm thấy thân phận địa vị của hắn quá thấp. Hồng Diệp Hoàng tử đã sớm lửa giận ngút trời, chưa từng giận dữ như thế, vốn bị Phong Phi Vân uy hiếp buông tha La Phủ công chúa, lại bị Phong Phi Vân cướp đi Kình Thiên Côn, chính mình theo bốn cao thủ đều trọng thương, hiện tại Phong Phi Vân rõ ràng còn xem thường hắn. Tu vị Hồng Diệp Hoàng tử hạng gì, thân phận địa vị hạng gì, chưa bao giờ biệt khuất như thế. Phong Phi Vân vô cùng hung hăng càn quấy, mang theo vui vẻ nhìn hướng một cái, nhìn Thần Vũ Quân khua tay nói. Thu đội, chúng ta đi. Không cho phép đi. Hồng Diệp Hoàng tử tức giận muốn nổ phổi, chợt quát một tiếng, trên người bắn ra ngàn vạn đạo điện quang, làn da màu cổ đồng biến thành màu vàng, một quyền công kích Phong Phi Vân. Đây là một kích đầy tức giận của hắn, ngưng tụ chiến pháp 10 phần. Gió mạnh phần phật, đau đớn ra người. Tuy Phong Phi Vân quay người, nhưng đang âm thầm chú ý tới hắn, trong nháy mắt hắn ra tay thì mi mắt Phong Phi Vân nhíu lại, trực tiếp nhắc tam phẩm đỉnh phong linh khí Kình Thiên Côn lên, dùng hết lực lượng toàn thân thúc dục trận pháp và lực lượng Kình Thiên Côn. Một côn đánh ra đã thúc dục uy lực tam phẩm linh khí hoàn toàn. Ầm ầm. 9969 đầu dị thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, ngưng tụ trên Kình Thiên Côn, lực lượng khổng giống như con sông từ 9 tầng trời áp xuống. Phong Phi Vân hiện đã đạt tới thiên mệnh tam trọng, đã sớm không còn là kẻ không có đủ lực lượng nữa. Đây là toàn lực ra tay, ngưng tụ uy năng tam phẩm đỉnh phong linh khí và lực lượng hơn 9.000 đầu dị thú chiến hồn. Bành! Kình Thiên Côn to lớn đánh mạnh tới, thế công Hồng Diệp Hoàng tử đang mãnh liệt bị một côn đánh lui. Khí lãng bốc lên, tiếng oanh minh như hai thần sơn chạm vào nhau. Hồng Diệp Hoàng tử phải lui lại hơn 10 bước mới đứng vững bước chân. Trên cánh tay mang theo một vết máu, chính là bị Kình Thiên Côn kích thương, cho dù tu vị của hắn vô cùng cường đại, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản một côn này. Làm sao có, khả năng? Hồng Diệp Hoàng tử không thể tin được khi biết mình bị một thiếu niên đánh bay bằng một côn. Hừ, Man Di thiếu văn minh, thật cho rằng thần tấn vương triều không người sao, một côn của bổn vương chỉ là giáo huấn nho nhỏ thôi, nếu còn dám nháo sự, trực tiếp nhốt ngươi vào thiên lao thần đô. Phong Phi Vân vung Kình Thiên Côn lên nói ra. Nhưng mà trên thực tế Phong Phi Vân đã thụ nội thương, không thể ra tay tiếp. Lực lượng của tên man dợ này quá cường đại, rõ ràng có thể lấy cánh tay ngăn cản uy năng của tam phẩm linh khí đỉnh phong, hơn nữa ta còn quán chú lực lượng hơn 9969 đầu dị thú chiến hồn mới có thể đánh lui. Tay không bác linh khí, thể chất này cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ hắn đạt tới thiên mệnh ngũ trọng? Nếu thật sự chiến tiếp, Phong Phi Vân cho dù kiềm giữ tam phẩm linh khí cũng thua không nghi ngờ. Hiện tại ở mặt ngoài Phong Phi Vân xem như chiếm thượng phong tuyệt đối, Phong Khinh Vân đạm, không dùng bao nhiêu lực lượng đánh lui Hồng Diệp Hoàng tử, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau. Phong Phi Vân không ngờ mạnh tới mức này. Tu vị bực này chỉ sợ rất ít người trên thượng sử thi thiên tài bảng có thể đánh thắng hắn được. Cường tráng quá thay, thần tấn vương triều đệ nhất thiên tài, cuối cùng vẫn cho đám người này biết lợi hại. La Phù công chúa cách Phong Phi Vân rất gần, cảm giác được huyết dịch trong người Phong Phi Vân biến hóa, biết rõ Phong Phi Vân khẳng định đã thụ nội thương, không hề nhẹ nhàng như mặt ngoài được. Hồng Diệp Hoàng tử hai tay siết chặt nắm đấm, vết máu trên cánh tay biến mất nhanh chóng, quát. Vừa rồi ta còn không có sử dụng Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, hơn nữa ngươi còn đang nắm giữ Kình Thiên Côn, căn bản là không công bình, chúng ta tái chiến. Bại tướng dưới tay, chưa đủ nói dũng. Nếu lại cố tình gây sự, bổn vương sẽ sử dụng chiến pháp tuyệt thế đánh chết ngươi. Phong Phi Vân phóng một câu ngoan thoại. Người không biết rõ nội tình còn cho rằng Phong Phi Vân thật sự quá xính cường, quá mạnh mẽ, quá to lớn cao ngạo, nhưng mà người hiểu chuyện lại biết Phong Phi Vân đang hù dọa Hồng Diệp Hoàng tử a. Phong Phi Vân hù dọa người, lừa người, gạt người, lợi dụng người, những thủ đoạn này hắn dùng rất thuận tay, rất có tâm đắc. Bổn vương tự kiềm chế thân phận. Không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta ra tay. Phong Phi Vân lúc này làm ra tư thái cao thủ tịch mịch. Bổn vương ngay cả nửa bước cự phách cũng từng dùng tay không xé nát qua, muốn giết ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, thiếu niên, lui xuống đi, cũng không nên tự lầm, hủy hoại tính mệnh. Phong Phi Vân nói thật âm vang hữu lực, lập tức chấn nhiếp Hồng Diệp Hoàng tử tại chỗ. Hồng Diệp Hoàng tử cũng không phải ngốc nghếch, thấy rõ chuyện này không thể tiếp tục. Hừ lạnh một tiếng nói.
Thần vương đại nhân, xem như ngươi lợi hại, hôm nay bổn hoàng tử nhận thua, nhưng mà thần tấn vương triều La Phủ công chúa của các ngươi, bổn hoàng tử lấy chắc rồi. Ánh mắt nhìn quét qua đám trẻ tuổi tuấn kiệt, hung hăng nói. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đài. Nói xong lời này, Hồng Diệp hoàng tử mang theo bốn lão giả bị thương nặng rời khỏi Ngân Câu Phiệt. Trong lòng Phong Phi Vân cuối cùng vẫn buông lỏng một hơi, chiến lực của Hồng Diệp hoàng tử này đúng là quá đáng sợ, nếu thật sự muốn chiến thì Phong Phi Vân không có chút phần thắng nào cả. Xem ra phải nhanh chóng tìm linh dược luyện chế thiên tủy đan thôi, mau chóng tăng tu vị lên thiên mệnh tứ trọng, một khi đạt tới thiên mệnh tứ trọng, rất có thể ta có thể dung luyện một vạn dị thú chiến hồn vào trong người, tu luyện thành vạn thú chiến thể chính thức. Tuy Hồng Diệp hoàng tử rời đi, nhưng mà tiệc rượu không có chấm dứt. Phong Phi Vân tiếp tục ngồi ven Long Hồ cùng với Thiên Toán Thư Sinh, Tô Quân, Ngọa Long Sinh đang ngồi cùng một chỗ. Sau khi Phong Phi Vân ngồi xuống, liền bắt đầu âm thầm điều tức, vừa rồi giao thủ với Hồng Diệp hoàng tử hắn bị thương nhẹ. Một hồi oanh động truyền ra, thì ra là Đông Phương Kính Thủy và Đông Phương Kính Nguyệt đi ra, đôi huynh muội này rất hấp dẫn người ta, đặc biệt là Đông Phương Kính Nguyệt mặc áo tơ trắng thon dài, tóc xanh như vẽ, thản nhiên bước đi, trên người mang theo tiên vận. Tu sĩ trẻ tuổi ở đây đều ghé mắt nhìn, cảm thán không thôi. Đây là tứ tiểu thư, quả nhiên khí chất thánh khiết, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan so sánh với nàng chỉ sợ còn kém hơn một bậc. Tứ tiểu thư năm nay cũng chỉ 19 tuổi, nhưng mà tu vị lại đặc biệt cường đại, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra cảnh giới của nàng đạt tới mức nào nữa. Tứ tiểu thư tại Thần Linh Cung tu tiên luyện đạo, thập phần ít xuất hiện, cho nên mỹ danh mới không truyền bá ra xa. Nếu thật sự so về sắc đẹp thì Nam Cung Hồng Nhan chưa hẳn có thể so sánh với nàng. Nếu có thể lấy tứ tiểu thư làm thê tử thì có vô số thiên tài tuấn kiệt bị mê đảo, chỉ cần lấy được nàng sẽ có được Ngân Câu Phiệt ủng hộ, đạt được vô số tài phú. Đông Phương Kính Nguyệt đi ra, hào quang bức người, tất cả mọi người cảm thán không thôi. Lệnh Đông Lai kích động đứng dậy, hai mang theo nét mừng rỡ, vội vàng đi tới, làm ra bộ dáng thân sĩ cúi người với Đông Phương Kính Nguyệt. Tươi cười nói. Lệnh Đông Lai, bái kiến tứ tiểu thư, chúc tứ tiểu thư phúc thọ an khang, thanh xuân vĩnh trú, mỹ mạo khuynh thiên. Lệnh Đông Lai chính là một trong số ít thiên tài tuấn kiệt xuất sắc nhất của thần tấn vương triều, số mệnh rất dày, thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành thần tướng, tay cầm trăm vạn tinh binh, vô cùng khó lường. Đông Phương Kính Nguyệt thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu, xem như hoàn lễ. Đông Phương Kính Thủy giống như môn thần đứng bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt, uy phong lẫm lẫm, nói. Hôm nay chính là sinh nhật của xá muội, nếu ai dám dương oai chỗ này thì đừng trách Đông Phương Kính Thủy ta đá văng hắn ra ngoài. Chuyện Hồng Diệp hoàng tử vừa rồi huyên thập phần không vui, Đông Phương Kính Thủy vốn ý định đi ra chiến một trận với Hồng Diệp hoàng tử, nhưng mà thời điểm này Hồng Diệp hoàng tử đã bị Phong Phi Vân bức lui. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được Hồng Diệp hoàng tử chính là Lý Tiêu Nam mời qua, Đông Phương Kính Thủy nói lời này là cho Lý Tiêu Nam nghe. Đông Phương Kính Nguyệt bước liên tục, một làn gió thơm đi tới bên Long Hồ, chính là ghế của Phong Phi Vân, Tô Quân, Thiên Toán Thư Sinh, nói. Hồng Diệp hoàng tử chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Ngọc Kiền Vương Triều, thần vương đại nhân có đánh lui hắn xem như tranh giành một hơi cho tu tiên giới thần tấn Vương Triều, tiểu nữ tử kính thần vương đại nhân một ly. Ánh má Đông Phương Kính Nguyệt đảo qua nữ tử ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, nàng nhận ra nữ ma và không nói gì. Phong Phi Vân đang điều tức dưỡng thương, không nghĩ đến Đông Phương Kính Nguyệt lại chủ động mời rượu, như vậy nàng nhất định đã nhận ra nữ ma, bưng chén rượu lên, đứng lên, cười nói. Tứ tiểu thư khách khí, Hồng Diệp hoàng tử quả thực quá không xem thiên kiêu của thần tấn vương triều chúng ta để vào mắt, bổn vương đã sớm quen nhìn hắn, đi ra giáo huấn cũng là chuyện phải làm. Lệnh Đông Lai đứng một bờ, rất không quen nhìn Phong Phi Vân, vừa rồi hắn hành lễ với Đông Phương Kính Nguyệt, Đông Phương Kính Nguyệt cung chỉ gật đầu mà thôi, nhưng mà giờ phút này Đông Phương Kính Nguyệt lại chủ động tiến lên mời rượu Phong Phi Vân. Đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy, làm cho lệnh Đông Lai trong lòng cảm giác thập phần không thoải mái, cầm theo ly rượu và nhanh chóng đi qua. Chậm đã, tại hạ cũng có một chén rượu muốn kính thần vương đại nhân. Ly rượu trong tay Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt đưa lên bờ môi lại bị lệnh Đông Lai chặn ngang một cước, chợt dừng lại. Phong Phi Vân vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười nói. Lệnh thần tướng, không ngờ cũng muốn kính rượu bổn vương. Lệnh Đông Lai đã đi tới,
đứng bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt, nói. Vừa rồi thấy thần vương đại nhân giao thủ với Hồng Diệp hoàng tử, tư thái oai hùng bức người, làm cho người ta sinh lòng hâm mộ, tại hạ giờ phút này cũng có chút ngứa tay, không biết thần vương đại nhân có nguyện ý chỉ giáo cho mấy chiêu hay không. Người khác không có nhìn ra Phong Phi Vân vừa rồi giao thủ với Hồng Diệp hoàng tử bị thương, nhưng mà lệnh Đông Lai tu luyện đạo tổ tam tắc thì chân ngôn lại phát hiện Phong Phi Vân đã thụ nội thương. Phong Phi Vân sở dĩ mạnh như vậy chỉ là dọa người mà thôi. Hổ giấy, trông thì ngon mà không dùng được. Cũng đúng bởi vì như thế lệnh Đông Lai mới dám thời điểm thế của Phong Phi Vân mạnh mẽ đứng ra hạ chiến thư với Phong Phi Vân. Nếu như có thể vào thời điểm này đánh bại Phong Phi Vân, như vậy có thể cướp thành quả chiến thắng của Phong Phi Vân trước Hồng Diệp hoàng tử, có thể nói là nắm chuẩn thời cơ nổi danh tốt nhất, trở thành nhân vật chạm vào là có thể bỏng tay. Người khác sẽ nói, Phong Phi Vân đánh lui Hồng Diệp hoàng tử thì như thế nào, còn không phải thua trong tay lệnh Đông Lai hay sao? Đến lúc đó, Kính Nguyệt nhất định sẽ lau mắt mà nhìn với ta lại thuận thế cầu hôn với Ngân Câu phiệt chủ, có thể lấy Kính Nguyệt làm vợ. Lệnh Đông Lai chỉ nghĩ tới mục đích của mình, cũng đã sướng tới mức ăn đường mật, sắc mặt vui vẻ hơn trước. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vuốt cái ly, cố ý chứa khó hiểu nói. Lệnh thần tướng đây là ý gì? Lệnh Đông Lai khí thế bức người, nói. Ta có ý tứ gì chẳng lẽ thần vương không biết, cả thần tấn vương triều đều biết thần vương bài danh thứ 3 trên hạ sử thi thiên tài bảng, mà ta lại chỉ xếp hạng thứ 4, tại hạ đã sớm muốn tranh tài một hồi với thần vương đại nhân rồi. Lệnh Đông Lai tìm lý do thích hợp 10 phần, làm cho Phong Phi Vân không cách nào cự tuyệt, một khi cự tuyệt, chính là e sợ chiến. Lệnh Đông Lai từng bước ép sát, nói. Vừa vặn thiên toán thư sinh cũng ở nơi đây, hạ sử thi thiên tài bảng chính là các hạ sao ân gia, hôm nay ta cảm thấy hạ sử thi thiên tài bảng có lẽ nên thay đổi rồi. Lệnh Đông Lai vốn là một người lòng dạ sâu đậm, rất ít bày ra cường thế như vậy, kém quá xa tác phong thường ngày của hắn. Rất nhiều người đều cảm giác khó hiểu, lệnh Đông Lai chẳng lẽ điên rồi sao, Phong Phi Vân đánh lui cả Hồng Diệp hoàng tử, hắn rõ ràng còn dám đứng ra khiêu chiến Phong Phi Vân. Chỉ có lệnh Đông Lai thập phần rõ ràng chính mình đang làm cái gì, Phong Phi Vân căn bản không phải đối thủ của Hồng Diệp hoàng tử, hắn đang bị thương, thời điểm này đánh bại Phong Phi Vân là thời cơ tốt nhất. Thiên toán thư sinh sắc mặt vui vẻ, nói. Nếu như đã tìm ra chân tướng, thập có thể đánh bại thần vương. Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh ánh mắt tại hạ vụng về, nhất định sửa chữa bài danh trên hạ sử thi thiên tài bảng. Lệnh Đông Lai trong lòng cười lạnh, nói. Thần vương đại nhân, có dám thỏa mãn nguyện vọng trong lòng tại hạ hay không, chiến một trận công bằng với ta, nếu ta bại càng tâm phục khẩu phục. Phong Phi Vân cười nói. Hôm nay là sinh nhật của tứ tiểu thư, chúng ta cần phải cho tứ tiểu thư một ít mặt mũi, không nên ồn ào quá phận, nên ngày khác chiến đấu đi. Phong Phi Vân càng nói như thế, lệnh Đông Lai liền càng khẳng định, Phong Phi Vân đã thụ thương không nhẹ, không dám chiến với hắn, vì vậy càng buộc chặt hơn, nói. Sinh nhật tứ tiểu thư là tiệc rượu, tự nhiên phải có người trợ hứng, khó có gì bằng trận chiến giữa tại hạ và thần vương đại nhân a. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười lạnh trong lòng, lệnh Đông Lai quả nhiên không đơn giản. Hiển nhiên là nhìn ra hắn giao thủ với Hồng Diệp hoàng tử bị một ít nội thương, cho nên mới vào lúc mấu chốt này đứng ra khiêu chiến ta, ỉ ôi bức bách. Hắn lại không biết thân thể Hồng Diệp hoàng tử cường đại, bất tử phượng hoàng thân của ta càng cao hơn minh, cũng không có bị tổn thương nhiều, hơn nữa thương thế này vừa rồi điều tức cũng đã khỏi hẳn. Hắn đã muốn chiến, ta tự nhiên cũng vui về phụng bồi. Phong Phi Vân vừa vặn mới đột phá lên thiên mệnh tam trọng. Muốn kiểm nghiệm sức mạnh của mình như thế nào, lệnh Đông Lai đã muốn chiến với mình một trận, Phong Phi Vân tự nhiên cũng không khách khí chút nào cả. Hiện tại chiến lực của Phong Phi Vân không bằng Hồng Diệp hoàng tử, đó là bởi vì Hồng Diệp hoàng tử đã đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, xác thực chính là thiên tài cao cấp nhất trong thế hệ trẻ, nhưng mà không có nghĩa là Phong Phi Vân yếu. 10 thiên tài cấp sử thi trên thượng sử thi thiên tài bảng đại đa số đều là thiên mệnh tam trọng, tứ trọng. Chỉ có xếp hạng thứ 2 Lý Tiêu Nam vững vàng đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, về phần bài danh đệ tam Đông Phương Kính Thủy, thứ 4 Bắc Minh Phá Thiên, đệ ngũ Tô Quân, ba người này cảnh giới cũng cực cao, còn chưa có đột phá lên thiên mệnh ngũ trọng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ba người bọn họ đã đạt tới thiên mệnh tứ trọng đỉnh phong thật lâu, nói không chừng đã có người đột phá thiên mệnh ngũ trọng, chỉ là không có công bố mà thôi,
một khi bọn họ đột phá thiên mệnh ngũ trọng sẽ cùng cấp bậc với Hồng Diệp Hoàng tử, sẽ không yếu hơn Hồng Diệp Hoàng tử đâu. Chiến lực của Phong Phi Vân hiện tại có lẽ lọt vào top 5 thiên kiêu thượng sử thi thiên tài bảng, nhưng mà còn có thực lực phân cao thấp với Long Thần Nhai, Yến Tử Vũ. Cho nên đối mặt lệnh Đông Lai khiêu chiến, Phong Phi Vân hoàn toàn không có ý kỵ chút gì cả. Phong Phi Vân cố ý ngượng nghịu, trầm tư sau nửa ngày, mới nói. Nếu lệnh huynh đã nói như thế, nếu ta không dám chiến là không cho lệnh huynh mặt mũi rồi. Nghe được Phong Phi Vân nói thế, sắc mặt lệnh Đông Lai đại hỉ, rốt cục bức Phong Phi Vân đi vào khuôn khổ, vì vậy được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Đã muốn chiến, vậy thì phải có tặng thưởng. Có ý tứ gì? Phong Phi Vân nói. Lệnh Đông Lai lời nói hùng hồn. Nếu ai thua có thể làm cho đối phương phải nghe lệnh một lần, đối phương còn phải phục tùng. Làm heo làm cẩu cũng có thể. Phong Phi Vân nói. Tự nhiên là như vậy. Phong Phi Vân trên mặt lộ ra nét ngượng nghịu, nói. Vậy không tốt lắm đâu. Lệnh Đông Lai há bỏ qua cơ hội thu thập Phong Phi Vân, bức bách nói. Chẳng lẽ thần vương đại nhân sợ thua sao? Vậy được rồi, cứ định như thế đi. Phong Phi Vân lông mày giãn ra, giống như hạ quyết định gian nan. Rất nhiều người đều kiến thức uy năng Phong Phi Vân vừa rồi một côn đánh lui Hồng Diệp Hoàng tử, biết rõ Phong Phi Vân lợi hại, lệnh Đông Lai đã dám khiêu chiến Phong Phi Vân, tự nhiên cũng nhất định có chỗ dựa. Một là hạ sử thi thiên tài bảng thứ ba, một là thứ tư, một trận chiến này đáng giá chờ mong. Trên mặt đất trồi lên một tòa trận đài, đường kính dài đến 12 trượng, chính là một cổ trận pháp. Phong Phi Vân cùng lệnh Đông Lai đứng trên trận đài, đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều là nhân tài tuấn kiệt của thế hệ tân sinh, thường thường bị người ta so sánh với nhau, cũng là người được người khác hâm mộ. Tuy Phong Phi Vân đoạt được một kiện tam phẩm đỉnh phong linh khí nơi tay, nhưng mà lệnh Đông Lai vẫn không sợ hãi chút nào, nói. Thần vương đại nhân cũng phải cẩn thận. Thiên kiêu quyết đấu, quyền cước không có mắt, nếu có sơ suất gì cũng không nên oán hận a. Tự nhiên là như thế, tự nhiên là như thế. Phong Phi Vân cười nói. Lệnh Đông Lai hai tay mở ra, bảy thanh linh khí bay ra ngoài, trong đó có 5 kiện là nhất phẩm linh khí, còn có 2 kiện chính là nhị phẩm linh khí linh tính bắn ra ngoài, linh mang phóng lên trời. 2 kiện cổ kiếm màu đen bén nhọn như dao long. 1 chiếc nhẫn màu tím. Không ngừng co duỗi bành trướng, biến hóa ngàn vạn. Một đoạn chiến thương phong cách cổ xưa mà đại khí. Một bức họa chân nhân cuộn tròn, phác họa thần hồn, vẽ bách quỷ. Một thanh cốt binh, bạch cốt tùm, tà khí lẫm liệt, phía trên ngưng tụ vạn pháp, đồ đằng thú ấn vô số kể. Một cột điện bằng sắt bát giác to như bàn tay, phía trên có gai sắt dỉ xét màu đồng xanh. 7 kiện linh khí vần quanh người lệnh Đông Lai. Bộc phát ra 7 đoàn sáng chói vầng sáng, linh mang phun trào, có 7 sắt như cầu vồng. Một ít tu sĩ nửa bước cự phách thế hệ ghìa đều không có linh khí, nhưng mà lệnh Đông Lai một người lại nắm giữ 7 kiện linh khí, bởi vậy có thể thấy số mệnh người này mạnh mẽ không thể so. Phong Phi Vân cũng không có sử dụng Kình Thiên Côn, Kình Thiên Côn tuy là tam phẩm linh khí đỉnh phong, nhưng mà dù sao Phong Phi Vân còn không có tế luyện. Dùng được cũng không thuận buồm xuôi gió, 10 tầng lực lượng chỉ phát huy chưa tới 5 tầng. Xôn xao. Một đạo bạch quang. Phong Phi Vân lấy bạch thạch cự đao ra, dài chừng 7 mét, thân đao rộng như ván cửa. Ồ! Phong Phi Vân phát hiện bạch thạch cự đao phá vỡ một lỗ hổng nhỏ, trên lỗ hổng có hào quang kim loại lưu động. Bạch thạch cự đao vật liệu bằng đá vô cùng cứng rắn, có thể so với linh khí, lúc nào bị rách ra một đường thế này. Căn bản không được phép Phong Phi Vân cẩn thận đi điều tra huyền bí của bạch thạch cự đao, lệnh Đông Lai đã dẫn đầu công kích, 7 kiện linh khí đồng thời đánh ra, linh khí chiến uy đã bị kích phát hoàn toàn, không có cùng hình thành khí linh lượn lờ trên linh khí. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, cầm theo bạch thạch cự đao, đao khí thật dài hiện ra, nghênh chiến. Bành! Thể chất Phong Phi Vân cường đại, bất tử phượng hoàng thân cường hoành triển lộ không bỏ sót, xuyên thẳng qua linh khí tranh phong với chiến linh. Ánh đao cùng hào quang linh khí đan xen vào nhau, bộc phát từng tiếng nổ mạnh mẽ. Lệnh Đông Lai lạnh lùng cười cười, Phong Phi Vân thật sự quá vô lễ, không ngờ dùng đao bác linh khí, đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi ra đi. Oanh! Lệnh Đông Lai sống chế 7 kiện linh khí đã sớm đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Hào quang 7 kiện linh khí càng tăng lên, giống như thất tinh liên châu,
luyện thành một chuỗi công kích về phía Phong Phi Vân. Long Hoàng Đao Quyết thứ tư đao, Long Hoàng Phách Thiên. Phong Phi Vân cảm giác được sát cơ trên người Lệnh Đông Lai. Trong thân thể có tiếng dị thú gào thét vang vọng, giống như có mãng hoang sinh ra trong người, lực lượng huyết dịch từ trong xương cốt cũng được kích phát ra ngoài, một đao bổ nứt một kiện linh khí. 3. Thần hoàn màu tím lúc này bay ra xa, linh quang bên trong chảy ra nhàn nhạt. Bạch thạch cự đao vì sao trở nên sắc bén như thế, rõ ràng có thể bổ nứt linh khí. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua bạch thạch cự đao, phát hiện bên trong lưỡi đao xuất hiện vết nứt càng lớn, bên trong hào quang kim loại còn mạnh hơn nữa. Một kiện linh khí tổn hại cũng không ảnh hưởng thế công của Lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân cũng nhanh chóng thu liếm tâm thần, ra tay lần nữa hung mãnh hơn lúc trước, có một con bạch long màu trắng trong cự đao bay ra ngoài, bổ nứt kiện linh khí thứ hai. 3. Lại có kiện linh khí thứ hai tổn hại. Kiện linh khí thứ hai tổn thương chính là cây cột bằng sắt bát giác. Tế luyện linh khí, sử dụng đều là tài liệu đỉnh cấp, linh khí tự nhiên càng thêm cứng rắn, cho dù bảo tồn mấy ngàn năm cũng sẽ không tổn hại. Cự phách cũng khó khăn tổn hại linh khí. Phong Phi Vân mới thiên mệnh tam trọng mà thôi, lại liên tiếp hai lần chạm phá linh khí, chẳng lẽ lực lượng của hắn mạnh tới mức này? Lệnh Đông Lai tự nhiên không tin. Tuyệt đối chính là thanh đao trong tay của Phong Phi Vân. Tu sĩ trong Quế Viên kinh ngạc, hai kiện linh khí tổn thương liên tục, cho dù Lệnh Đông Lai số mệnh lớn cũng không tổn thương nổi, dù sao linh khí không phải rau củ trắng. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân là vật gì? Chỉ là một tha thạch đao. Trên thạch đao có hai vết kim loại chớp động, bên trong lóc ra bằng đá có cái gì đó. Nếu là nhân vật cự phách, tế gia chấn thế sát binh đánh nát linh khí đó cũng không phải một chuyện kỳ quái. Nhưng mà Phong Phi Vân cầm một thanh thạch đao lại có thể làm chuyện này, tuyệt không phải chuyện đùa. Có thể nói nó sắc bén cỡ nào. Thanh thạch đao này lấy được trong vô lượng tháp. Nữ ma cũng thoát khốn từ trong vô lượng tháp ra ngoài, trong óc lờ mờ có một tia đao ảnh về thạch đao, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào thạch đao của Phong Phi Vân, lộ ra thần sắc nghi hoặc, cũng biết nó là gì. Bá, bá, lực lượng toàn thân Phong Phi Vân sôi trào lên. Long Hoàng Quan Thiên. Một đạo đao quang màu trắng chém tới, kéo một đạo hào quang dài bắn lên trời. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên. Ánh đao bay thấp xuống dưới, chém lên kiện linh khí thứ ba. Đây chính là sách cổ chân nhân, dùng quy kim huyền ti dệt thành, nó còn cứng hơn lá sắt gấp trăm lần. Phía trên có hình ảnh bách quỷ, bị một đao phá vỡ, phốc, sách cổ vỡ ra, hư ảnh bách quỷ phía trên tan thành mây khói. Kiện linh khí thứ ba xem như bị phế triệt để. Ngay cả khí linh trong sách cổ cũng bị chém giết. Lệnh Đông Lai cũng đau lòng, dù sao đây là một kiện linh khí, đặt trong tiên môn, một kiện có thể làm bảo vật trấn giáo, truyền thừa thiên cổ, nhưng mà dưới đao của Phong Phi Vân chúng lại vỡ ra như rau củ trắng. Bá! Lệnh Đông Lai còn 4 kiện linh khí và 2 kiện linh khí bị hao tổn, hắn thu lại toàn bộ. Phong Phi Vân hoành đao đứng đó, chiến ý bàng bạc, cười vang nói. Ngươi cũng tiếp một đao của ta. Thân hình Phong Phi Vân bắn lên, hai tay cầm đao, trên cánh tay có hư ảnh dị thú chiến hồn chạy quanh, hồn ảnh phóng tới lưỡi đao, một đao trắng như mặt trời chém vào đỉnh đầu Lệnh Đông Lai, Lệnh Đông Lai vội vàng đánh ra 6 kiện linh khí ngăn cản. Bành, 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 bành. Có 4 kiện linh khí trực tiếp bị Phong Phi Vân cho chém ra, vỡ thành 2 mảnh, chúng rơi xuống đất như sắt vụn. Chỉ còn lại 2 kiện nhị phẩm linh khí kiếm đen là không tổn hại, nhưng mà ảm đạm đi nhiều. Hiển nhiên cũng bị tổn thương. Qua trong giây lát, 7 kiện linh khí của Lệnh Đông Lai hao tổn 5 kiện, đây là cái giá cực lớn. Phong Phi Vân cũng không để cho hắn cơ hội thở dốc, ra tay lần nữa. Trong nháy mắt Phong Phi Vân để đao, trên thân đao như có âm thanh kim loại va chạm với nhau, hoặc như nước chảy dồn dập, căn bản không phải âm thanh phá không sinh ra. Đao thứ hai Phong Phi Vân chém xuống lực lượng càng mạnh hơn nữa. Tuy Lệnh Đông Lai kinh ngạc sự sắc bén của thạch đao, nhưng lại không kinh hoàng, hắn thu hai thanh kiếm đen vào trong tay áo, duỗi bàn tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám mây màu đen nặng nề, bao phủ không gian chung quanh. Thế giới chung quanh trở nên đen kịt. Trong đám mây đen có một phương cự thạch, giống như ngọn núi đang trôi lơ lửng. Oanh! Một đao của Phong Phi Vân không có chém lên người Lệnh Đông Lai, mà là chém thẳng vào khối đá to lớn như núi, ánh lửa sáng lạn. Ngọn núi rung mạnh. Bạch thạch cự đao phát ra âm thanh ông ông,
từng vết rạn xuất hiện trên thân đao. Cánh tay Phong Phi Vân cũng hơi run lên, đao thế một đao vừa rồi bị ngăn cản bởi ngọn núi kia. Vội vàng lui về phía sau. Mây đen trên đỉnh đầu lệnh Đông Lai, tay nắm núi đá, nói. Phong Phi Vân, ngọn núi này chính là nơi một chân nhân tọa hóa bị ta chuyển tới, chân nhân chết trong núi, đạo tắc xâm nhập vào trong núi đá, ta tốn hao khí lực rất lớn mới có thể luyện hóa núi này, hóa thành một kiện chiến bảo, ngọn núi này ngưng tụ toàn bộ đạo tắc của chân nhân, cho dù đao trong tay ngươi có thể chém nát linh khí, cũng tuyệt đối không tổn hại ngọn núi nửa phần. Chân nhân hóa đạo, đây là nơi tu sĩ tranh nhau máu chảy đầu rơi. Nhưng mà chân nhân vốn rất thưa thớt, mấy trăm năm mới có thể sinh ra một người, chân nhân hóa đạo càng cực kỳ khó tìm, giống như tìm kiếm bảo thạch trong bùn đất, chỉ có người có được đại khí vận mới tìm ra được phúc địa như thế. Lệnh Đông Lai chính là người có được đại khí vận. Số mệnh cường đại cũng là một loại bổn sự, cho nên lệnh Đông Lai bách chiến bách thắng, luôn có thể gặp được động thiên phúc địa cổ xưa, đạt được đồ vật mà người khác ước mơ tha thiết. Dùng chân nhân hóa đạo tế luyện thành chiến binh, uy lực đặc biệt cường đại, giống như dùng thi cốt chân nhân công kích Phong Phi Vân. Khó trách lệnh Đông Lai không có sợ hãi, thì ra hắn nắm giữ trọng bảo như thế. Ầm ầm, cổ trận dưới chân bị núi đá lệnh Đông Lai ném xuống làm vỡ tan, giống như thủy tinh tan nát, đạo tắc chân nhân lượn lờ, có một khí lưu màu đen từ trong núi này lao ra ngoài. Đây là dự uy kinh người, một đạo khí lưu màu đen có thể xuyên thấu núi lớn cao nhạc. Phong Phi Vân không ngừng lui về phía sau, thỉnh thoảng chém ra một đao, va chạm với núi đá này, từng bột phấn trong thạch đao rơi ra ngoài. Thạch đao trong tay Phong Phi Vân nhanh chóng bị mài nhỏ, thân đao to lớn như ván cửa nứt ra 7 vết rạn, từng đạo hào quang màu vàng bắn ra từ vết rạn, mang theo đường vân kỳ dị giống như lạc ấn cổ xưa chìm nổi trong hào quang. Lệnh Đông Lai đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong. Tô Quân tuy rằng hai mắt mù lòa, thế nhưng thần thức cùng linh giác của hắn càng cường đại hơn, nhận ra cảnh giới cao thấp của lệnh Đông Lai. Ngồi ở một bên, thiên toán thư sinh hơi gật đầu, nói. Tốc độ tu hành của thiên tài cấp sử thi rất nhanh, trong vòng một năm ngắn ngủi tu vị đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta biên soạn thiên tài sử thi bảng nhanh chóng bị đánh vỡ rồi. Tô Quân gật đầu, nói. Lệnh Đông Lai khí vận quá cường đại, Phong Phi Vân nếu không thể áp chế khí vận của hắn thì chắc chắn sẽ thất bại. Thiên toán thư sinh cũng gật đầu. Có thể tùy ý nhặt linh khí, có thể có được nơi chân nhân hóa đạo, chỉ có người đại khí vận mới gặp được mà thôi. Lệnh Đông Lai cùng Phong Phi Vân chiến một trận đã xem như tân sinh đỉnh phong quyết đấu với nhau, một người là thiên tài khí vận cực mạnh trong thần tấn vương triều, một người là thiên tài đỉnh phong, ai cũng khó có kết quả. Nhưng mà lệnh Đông Lai lúc này đang chiếm thượng phong. Oanh! Một tiếng nổ tung vang lên. Hai vị thiên tài tuấn kiệt đã nghiền nát võ đài dưới chân, biến thành mảnh vỡ quang vũ, lực lượng mênh mông cuồn cuộn bắn ra, rất nhiều tuổi trẻ tài tài đều bị đánh bay ra ngoài. Mọi người vội vã vận chuyển linh quang hộ thể, nhanh chóng lui ra xa. Phong Phi Vân cùng lệnh Đông Lai bay ra khỏi quang vũ, từng đạo chiến nhận bay lên cao, hai bóng đen của bọn họ len lỏi ra các nơi, khi thì rơi vào đỉnh quế thụ, khi thì bay xuống trên mặt đất, len lỏi giữa loạn thạch cùng cung điện. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, uyển chuyển như quỷ mị. Lệnh Đông Lai tay kéo Hắc Vân, lại có ngọn núi chìm nổi hiện ra, làm cho người ta có cảm giác như đang bị đuổi giết liên tục. Phong Phi Vân, ngươi lẽ nào không biết chạy sao? Lệnh Đông Lai ở dưới chân có gió lốc sinh ra, tốc độ cũng không chậm, thế nhưng cùng Phong Phi Vân so sánh, còn thua kém nhiều lắm. Phong Phi Vân bay lên trời cao, dừng chân lại, cánh tay chấn động, thạch đao không ngừng sinh ra âm thanh ầm ầm. Một đao đánh xuống từ trong mây bay ra, một đao quang kinh thiên động địa sinh ra, vô số long ảnh rơi xuống. Trên mặt lệnh Đông Lai cười nhạt một chút, giống như gian kế thực hiện được, không tránh không né, nghịch chiến mà lên. Hắc Vân như biến thành biển cả, vô số chân nhân đạo tắc đan sen ở trên trăm đạo điện xà chạy ở trong đó, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách như thiên kiếp phủ xuống. Ầm ầm, một đạo nhận cực hạn bay ra đó. Đụng nát hơn 10 tòa trận pháp của Ngân Câu Phiệt. Một tiếng đao minh. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ ở nơi này hiện tại tạm thời mất đi giác quan, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mãi đến 3 giây sau mới khôi phục lại. Chỉ thấy Phong Phi Vân bay lên trời cao, một đao này bổ về phía lệnh Đông Lai, lại bị đao phong ngăn cản, vô số hỏa tinh rơi xuống đất. Thạch đao trong tay Phong Phi Vân nghiền nát,
lớp đá bên ngoài rơi xuống, lớp đá này rơi ra và vỡ vụn biến thành hỏa diễm. Giờ khắc này hình ảnh như ngưng tụ lại. Khi tất cả lớp đá rơi xuống, một đoàn bạch sắc dịch thể từ bên trong chảy ra, quang mang chói mắt như sao trời. Dịch thể mặc dù đang chảy ra, thế nhưng mà nó lại không tiêu tan, vẫn hiện hình đao như trước. Trong dịch thể lại có vô số hào quang chìm nổi, bên trong có rất nhiều ấn ký cổ lão. Đây là Thiên Tủy Binh Đảm. Phong Phi Vân nhận ra dịch thể trong tay. Trong bạch thạch cự đao, dĩ nhiên hình thành nên Thiên Tủy Binh Đảm, để cho Phong Phi Vân cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thiên Tủy Binh Đảm, Phong Phi Vân đã từng nghe nói qua đó là trời sinh thần binh. Tại Phượng Hoàng yêu tộc, đã từng có Phượng Hoàng xây tổ trên dung nham chi tâm, nhặt được một tảng đá, trong tảng đá hình thành 10 giọt Thiên Tủy Binh Đảm. Binh Đảm chính là trạng thái dịch, thế nhưng so với thần binh lợi khí trạng thái cố định càng thêm sắc bén, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa hình dạng, căn cứ ý niệm mà động, khi thì hóa đao, khi thì hóa chùy, có khi ngưng tụ hóa kiếm, khi thì hóa thành thần thuẫn. Thiên Tủy Binh Đảm không có bất luận thuộc tính gì, chỉ có hai dạng thuộc tính, đó chính là sắc bén cùng dung luyện. Sắc bén cực hạn, dung luyện thiên hạ linh khí. Nếu như thạch đao trong tay Phong Phi Vân trước đây là một mộc đao, như vậy hiện tại Thiên Tủy Binh Đảm chính là thanh bảo đao trải qua thiên truy bách luyện. Sắc bén tới mức độ này quả thực chính là thiên xoa địa biệt. Thiên Tủy Binh Đảm, có thể làm binh khí, cũng có thể làm thượng phẩm tài liệu luyện chế linh khí, thậm chí có thể mang Thiên Tủy Binh Đảm tế luyện thành vô thượng chiến binh, chỉ cần không ngừng dung luyện linh khí, chiến binh vào trong binh đảm sẽ trở nên sắc bén, vô kiên bát tồi. Ngoại trừ Phong Phi Vân, còn có người thứ hai nhận ra Thiên Tủy Binh Đảm. Thiên Tủy Binh Đảm sao? Nữ ma hai tròng mắt hơi mở, yên lặng ngồi ở trên ghế, tóc đen tung bay theo gió, tư thái thập phần mê người, thế nhưng không có ai dám liếc nhìn nàng một cái. Phong Phi Vân trong lòng vui vẻ, thẳng tắp đứng giữa không trung, ống tay áo vung lên thu năm kiện linh khí tản phiến, chúng lúc này bay lên và dung nhập vào Thiên Tủy Binh Đảm. Tuy linh khí bị chém nát, thế nhưng nó vẫn có thể bị Thiên Tủy Binh Đảm dung luyện, lấy ra binh hồn, chiến ý, sắc bén tối tinh thuần, tạp chất còn lại sẽ hóa khí biến mất. Năm kiện linh khí tản phiến bị Thiên Tủy Binh Đảm dung luyện, binh đảm trở nên cường đại hơn, trình độ sắc bén cực kỳ đáng sợ. Thiên Tủy Binh Đảm căn bản không thuộc về Thiên Bảo Thần Tấn Vương Triều, thậm chí trong cổ thư không có ghi chép lại, Phong Phi Vân cư nhiên hiểu được thuộc tính dung luyện linh khí của Thiên Tủy Binh Đảm, tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Tâm trí nữ ma lúc này tan chảy như sông băng, thiện thi trong bản tôn đang suy nghĩ, phân tích biểu hiện quỷ dị của Phong Phi Vân. Lông mi thật dài của nàng rung động, trong con người giống như tinh ngọc, hiện ra thần sắc phức tạp. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở đây, rất nhiều người đều không thể lý giải được cảnh trước mặt này. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân rốt cuộc là thế nào, không ngờ có thể dung luyện linh khí, thôn phệ tinh khí linh khí, hóa thành cho mình dùng. Nghe thuật lại linh khí chia ra làm 18 phẩm, một khi siêu việt lục phẩm linh khí sẽ sinh ra thuộc tính thần kỳ, lẽ nào trong tay Phong Phi Vân chính là một kiện binh. Có người trở nên cuồng nhiệt, trong mắt mang theo hào quang tham lam, hận không thể đoạt thần binh trong tay Phong Phi Vân. Thần Tấn Vương Triều không có lục phẩm linh khí, trong tay Phong Phi Vân có một đoàn dịch thể màu trắng, hẳn là không phải là lục phẩm linh khí, hơn nữa cũng không có uy thế của lục phẩm linh khí. Thiên Toán Thư Sinh bác bỏ tin đồn, nói. Tuyệt đối không phải là lục phẩm linh khí, lục phẩm linh khí xuất thế nhất định rung động tứ phương, huống chi lấy tu vị của Phong Phi Vân mặc dù là nắm giữ lục phẩm linh khí, cũng không thể thúc giục lục phẩm linh khí. Cho dù không phải là lục phẩm linh khí, cũng nhất định là một kiện vô thượng chiến binh. Rất nhiều người ánh mắt hiện ra thần thái cuồng nhiệt, có thể dung luyện linh khí, để thăng lực lượng tự thân, loại binh khí này không có nghe nói qua, mọi người rất hiếu kỳ và tham lam. Một kiện tứ phẩm linh khí có thể giúp một siêu cấp gia tộc trường tồn, phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa, từ đó có thể thấy được tác dụng khổng lồ của linh khí. Một kiện linh khí cường đại, người người đều sẽ tranh nhau cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Lệnh Đông Lai cũng kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn tự tin không gì sánh được, nói. Cho dù ngươi nắm giữ chân thế sát binh, cũng không cách nào chém được ngọn núi hóa đạo của ta. Vậy sao? Phong Phi Vân cầm theo Thiên Tủy Binh Đảm, ngưng tụ thành một cây trường thương, quang hoa đại thịnh, dùng lực lượng toàn thân đánh ra, đánh phá hắc vân, mũi thương đúng vào núi đá. Leng keng. Tất cả lực lượng ngưng tụ vào một chỗ.
Mũi thương đánh vào trên núi đá, đâm sâu vào núi đá một tấc, nhưng vào lúc này trong núi đá xuất hiện đạo tắc tinh mịn, đây là chân nhân đạo tắc, chúng giống như một cái võng ngăn cản thiên tủy binh đảm trùng kích. Thiên tủy binh đảm tuy rằng sắc bén không gì sánh được, có thể chém nát linh khí, thế nhưng chân nhân đạo tắc có đặc tính dẻo dai cường đại, từng vòng cuốn lấy binh đảm. Phong Phi Vân vội vã rút thương lui về phía sau, thân thể lui ra sau thật nhanh. Ha ha, Phong Phi Vân, chân nhân hóa đạo không thể phá, mặc dù chiến binh của ngươi lợi hại cỡ nào, nhưng mà đối diện với lực lượng của chân nhân cũng như con nít mà thôi. Lệnh Đông Lai giơ cao núi đá, Lỗi Lạc đứng ở bên bờ Long Hồ, cười dài nói ra. Thiên tủy binh đảm sắc bén còn chưa đủ. Phong Phi Vân lấy ra nhị phẩm linh khí lôi hỏa châu, trực tiếp đem lôi hỏa châu đánh vào trong thiên tủy binh đảm. Quả cầu màu đen sôi lên như bị đun sôi, không ngừng bị hòa tan, thiết cầu từ từ nhỏ lại. Lôi hỏa châu đang không ngừng tan rã, mà lực lượng của thiên tủy binh đảm lại càng ngày càng tăng, trình độ sắc bén tăng trưởng nhanh chóng. Thình thịch, lôi hỏa châu nổ tung, tất cả dung luyện vào trong thiên tủy binh đảm, biến thành hư ảo. Thiên tủy binh đảm biến thành viên cầu màu trắng thật lớn phiêu phù trước mặt Phong Phi Vân, bộc phát ra hào quang chói mắt. Kiếm vũ. Phong Phi Vân bàn tay vung lên, thiên tủy binh đảm trực tiếp bay đi, phân liệt ra thành 1.800 đạo bạch sắc tiểu kiếm, giống như mưa sao băng phá tan hắc vụ. Leng keng. Tất cả tiểu kiếm tụ tập thành thành kiếm hà, đục lỗ lớn trên núi đá. Kiếm phong sắc bén phá tan chân nhân đạo tắc. Chân nhân đạo tắc giống như hộ thể cương khí của chân nhân, thế nhưng lại bị thiên tủy binh đảm phá vỡ. Phương thiên hỏa kích. 1.800 đạo bạch sắc tiểu kiếm tương hỗ lẫn nhau, ngưng tụ thành một thành phương thiên hỏa kích dài 9 mét, sát khí bức người, khí phách tận trời. Phong Phi Vân cầm phương thiên hỏa kích trong tay, trên làn da xuất hiện 9.000 đạo dị thú chiến hồn từ phía sau tràn ra, giống như ngàn vạn man thú xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, thôi động thân thể của hắn. Oanh! Phong Phi Vân từ trời lao xuống, tóc dài bay ngược, giống như ma tôn hạ phàm, đánh nát núi đá, đá vụn bay tứ tung. Thần binh vô địch, lực trùng kích khổng lồ, tiếp tục xuyên qua, trực chỉ lệnh Đông Lai trên mặt đất. Thiên tủy binh đảm sắc bén không thể đỡ. Ngay cả chân nhân đạo tắc đều bị đâm xuyên, nếu như đâm vào nhân thân, sẽ đánh xương cốt và huyết nhục thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ. Phong Phi Vân thực sự bị thương sao? Trong lòng lệnh Đông Lai phát lạnh, nảy sinh hoài nghi, Phong Phi Vân chiến uy thực sự khiếp người, thiên tủy binh đảm trong tay mang theo thần uy khủng khiếp. Pháp Hoàng Cà Sa. Trên làn da lệnh Đông Lai có kim sắc quang hoa hiện ra, một kiện cà sa đỏ thấm hiện ra, có một tia kim tuyến đan vào nhau, bộc phát ra hào quang lóa mắt. Ong ong. Cà sa vừa hiện, Phật âm vang lên, rung động nhân tâm. 3.000 Phật tử lao ra khỏi cà sa, ngồi xếp bằng xung quanh lệnh Đông Lai, đủ loại tư thái và bộ dáng, tụng niệm Phật âm, không ngừng làm suy yếu lực lượng thiên tủy binh đảm. Phong Phi Vân chiến ý bị tiêu giảm, binh hồn thiên tủy binh đảm cũng bị áp chế. Là, Pháp Hoàng Cà Sa, trời ạ! Y quan của Phật Đản Tầm Tiền Bối, lại bị lệnh Đông Lai đoạt được. Đây tuyệt đối là một kiện sát binh chấn thế. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong Ngân Câu Phiệt cũng sinh ra rung động, thấy lệnh Đông Lai mặc cà sa trên người, có hơn 10 cự phách thế hệ trước đứng lên. Chấn thế sát binh, đủ để gánh vác một siêu cấp môn phiệt, một đại giáo tu tiên. Tứ đại môn phiệt đều có chấn thế sát binh chống đỡ, vì vậy xưng hùng đương đại, vạn gia thần phục. Thế nhưng lệnh Đông Lai là một tiểu bối lại chiếm được một kiện chấn thế sát binh, khí vận trên người quá cường đại. Cà sa trên người lệnh Đông Lai lộ ra Phật nhận cường đại, biến thành một cái kim sắc tầm ti nhận, đan vào xung quanh hắn. Đây không chỉ đơn giản là một kiện chấn thế sát binh, bên trên còn lưu lại một tia khí tức của cường giả cái thế. Pháp Hoàng Cà Sa, chính là bảo khí của Phật Đản Tầm. Theo cổ thư ghi lại, Phật Đản Tầm chính là một trong những tu sĩ cường đại nhất xuất hiện ở địa vực này, được lưu truyền như thần thoại, sống vào 3 vạn năm trước, lúc đó thần Tấn Vương Triều còn chưa thành lập. Trên mảnh đất này tiên môn san sát, Phật đạo phồn vinh. Phật Đản Tầm chính là đệ nhất cường nhân Phật hiệu Tinh Thâm, là nhân vật linh hồn của Phật giáo lúc đó. Tại thần Tấn Vương Triều này cũng chỉ có Tấn Đế đời đầu tiên, và theo lời đồn Tử Ngọ người thành lập Vạn Tượng Tháp và một số ít người mới có thể sánh ngang với Phật Đản Tầm. Đây mới thật sự là nhân vật thần thoại, mấy ngàn năm trước, khi Phật Đản Tầm còn tại thế, Phật giáo trong khu vực này rất phồn vinh.
Phật môn san sát, cao thủ Phật giáo xuất hiện lớp lớp, thậm chí có rất nhiều thiên chi kiều nữ của thế gia tu tiên đều tự nguyên bái vào Phật môn, quy y xuất giá. Đó là thời đại của Phật tu. Chỉ tiếc sau khi Phật đản tầm thất tung, Phật môn liền cấp tốc suy bại, tao ngộ Phật môn đại kiếp, lần lượt từng tòa chùa miếu, cổ tháp, chai đường, niam đều sụp đổ, nhanh chóng bị tu sĩ thế hệ tiếp theo thay thế, hóa thành bụi bặm lịch sử, thời đại huy hoàng của Phật tu đã qua. Mà chân bảo có thể lưu lại từ thời kỳ cực thịnh của Phật môn, liền chỉ còn lại có ngự thú trai truyền thừa mấy vạn năm, bên trong điển tịch cổ xưa ngàn vạn, còn vượt qua xa bốn đại môn phiệt. Phật môn thánh kinh, đại đa đều là từ ngự thú trai truyền ra, là Phật môn Niết Bàn. Hơn 6.000 năm trước, thần Tấn Vương Triều thành lập, thiên hạ nhất thống, đại hiền Phật môn trong ngự thú trai cũng rất ít xuất thế, tràn ngập thần bí, chỉ có cực ít thiên chi kiều nữ Phật môn nhập thế tu hành, đại biểu ngự thú trai, hành tẩu thiên hạ. Lệnh Đông Lai thân mặc pháp hoàng cà sa toàn thân đầy Phật quang, lực lượng thánh khiết này quá mạnh mẽ, rung động nhân tâm. Trên pháp hoàng cà sa, còn lưu lại một ít khí tức Phật đản tầm, tuy chỉ là một ít khí tức cũng có thể ngăn cản thiên tủy binh đảm. Không hổ là hai thiên kiêu kiệt xuất nhất thời đêm này, hai người bọn họ đều có tiềm lực đột phá chân nhân trong tương lai, nếu có thể có được một trong hai người, trăm năm sau sẽ có một chân nhân tọa trấn môn phiệt. Một thái thượng trưởng lão Ngân Câu Phiệt nói như vậy, hiển nhiên có ý định nhắc nhở phiệt chủ, giữa Phong Phi Vân cùng Lệnh Đông Lai chọn ra một người làm rể, kéo vào Ngân Câu Phiệt. Phong Phi Vân đã đính hôn với Nguyệt Công Chúa, như vậy Lệnh Đông Lai chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể gả Đông Phương Kính Nguyệt cho Lệnh Đông Lai, như vậy Ngân Câu Phiệt trong tương lai sẽ trăm lợi không có một hại. Ngân Câu Phiệt chủ khẽ gật đầu, hai mắt thâm thúy, đang trầm tư. Rất nhiều nữ tu sĩ phong hoa tuyệt đại trong quế viên này, từng người tinh thần rung động, Phong Phi Vân cùng Lệnh Đông Lai đều có được lực lượng chống lại nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng. Nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng đại đa số có tuổi cao hơn bọn họ, tu luyện nhiều hơn từ 20 đến 30 năm, nhưng mà hôm nay đã bị bọn họ đuổi theo. Phong Phi Vân có thiên tủy binh đảm, Lệnh Đông Lai có pháp hoàng cà sa, đều là vô thượng linh bảo, ngay cả nhân vật cấp bậc cử phách cũng động tâm không thôi. Thế nhưng sau lưng Phong Phi Vân có Phong gia cùng hoàng tộc làm chỗ dựa, Lệnh Đông Lai phía sau chính là Bạo Thiên Hầu phủ cùng Bắc Minh Phiệt, tại thần đô này không ai dám xuất thủ với bọn họ. Pháp hoàng cà sa, đại nhật Như Lai. Lệnh Đông Lai hai tay kết Phật ấn, cà sa đỏ thấm trên người bay lên, bắn ra Phật quang vô tận về phía Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trong lòng dùng mình, cũng không đối kháng chính diện, chân đạp luân hồi tật tốc, tốc độ bạo tăng, giống như cuồng phong thổi qua. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở trên sóng nước Long Hô, ép. Lệnh Đông Lai người này khí vận quá cường đại, không chỉ có chiếm được đạo gia thánh pháp, đạo tổ tam tắc chân ngôn, còn chiếm được Phật môn chí bảo pháp hoàng cà sa, không biết hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Nếu như không chặt đứt khí vận của hắn, căn bản không có biện pháp đánh bại hắn. Phong Phi Vân tâm tư nhanh nhạy, thoáng cá đã vạch ra phương án làm việc. Ầm ầm, một đạo nhận cực hạn bay ra đó. Đụng nát hơn 10 tòa trận pháp của Ngân Câu Phiệt. Một tiếng đao minh. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ ở nơi này hiện tại tạm thời mất đi giác quan, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mãi đến 3 giây sau mới khôi phục lại. Chỉ thấy Phong Phi Vân bay lên trời cao, một đao này bổ về phía Lệnh Đông Lai, lại bị đao phong ngăn cản, vô số hỏa tinh rơi xuống đất. Thạch đao trong tay Phong Phi Vân nghiền nát, lớp đá bên ngoài rơi xuống. Lớp đá này rơi ra và vỡ vụn biến thành hỏa diễm. Giờ khắc này hình ảnh như ngưng tụ lại. Khi tất cả lớp đá rơi xuống, một đoàn bạch sắc dịch thể từ bên trong chảy ra, quang mang chói mắt như sao trời. Dịch thể mặc dù đang chảy ra, thế nhưng mà nó lại không tiêu tan, vẫn hiện hình đao như trước. Trong dịch thể lại có vô số hào quang chìm nổi, bên trong có rất nhiều ấn ký cổ lão. Đây là thiên tủy binh đảm. Phong Phi Vân nhận ra dịch thể trong tay. Trong bạch thạch cự đao, dĩ nhiên hình thành nên thiên tủy binh đảm, để cho Phong Phi Vân cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thiên tủy binh đảm, Phong Phi Vân đã từng nghe nói qua đó là trời sinh thần binh. Tại Phượng Hoàng yêu tộc, đã từng có Phượng Hoàng xây tổ trên dung nham chi tâm, nhặt được một tảng đá, trong tảng đá hình thành 10 giọt thiên tủy binh đảm. Binh đảm chính là trạng thái dịch, thế nhưng so với thần binh lợi khí trạng thái cố định càng thêm sắc bén. Hơn nữa có thể tùy ý biến hóa hình dạng, căn cứ ý niệm mà động, khi thì hóa đao, khi thì hóa chùy, có khi ngưng tụ hóa kiếm,
khi thì hóa thành thần thuẫn. Thiên tủy binh đảm không có bất luận thuộc tính gì, chỉ có hai dạng thuộc tính, đó chính là sắc bén cùng dung luyện. Sắc bén cực hạn, dung luyện thiên hạ linh khí. Nếu như thạch đao trong tay Phong Phi Vân trước đây là một mộc đao, như vậy hiện tại thiên tủy binh đảm chính là thanh bảo đao trải qua thiên truy bách luyện. Sắc bén tới mức độ này quả thực chính là thiên xoa địa biệt. Thiên tủy binh đảm, có thể làm binh khí, cũng có thể làm thượng phẩm tài liệu luyện chế linh khí, thậm chí có thể mang thiên tủy binh đảm tế luyện thành vô thượng chiến binh, chỉ cần không ngừng dung luyện linh khí, chiến binh vào trong binh đảm sẽ trở nên sắc bén, vô kiên bát tồi. Ngoại trừ Phong Phi Vân, còn có người thứ hai nhận ra thiên tủy binh đảm. Thiên tủy binh đảm sao? Nữ ma hai tròng mắt hơi mở, yên lặng ngồi ở trên ghế, tóc đen tung bay theo gió, tư thái thập phần mê người, thế nhưng không có ai dám liếc nhìn nàng một cái. Phong Phi Vân trong lòng vui vẻ, thẳng tắp đứng giữa không trung, ống tay áo vung lên thu năm kiện linh khí tản phiến, chúng lúc này bay lên và dung nhập vào thiên tủy binh đảm. Tuy linh khí bị chém nát, thế nhưng nó vẫn có thể bị thiên tủy binh đảm dung luyện, lấy ra binh hồn, chiến ý, sắc bén tối tinh thuần, tạp chất còn lại sẽ hóa khí biến mất. Năm kiện linh khí tản phiến bị thiên tủy binh đảm dung luyện, binh đảm trở nên cường đại hơn, trình độ sắc bén cực kỳ đáng sợ. Thiên tủy binh đảm căn bản không thuộc về thiên bảo thần tấn vương triều, thậm chí trong cổ thư không có ghi chép lại, Phong Phi Vân cư nhiên hiểu được thuộc tính dung luyện linh khí của thiên tủy binh đảm, tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Tâm trí nữ ma lúc này tan chảy như sông băng, thiện thi trong bản tôn đang suy nghĩ, phân tích biểu hiện quỷ dị của Phong Phi Vân. Lông mi thật dài của nàng rung động, trong con ngươi giống như tinh ngọc, hiện ra thần sắc phức tạp. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở đây, rất nhiều người đều không thể lý giải được cảnh trước mặt này. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân rốt cuộc là thế nào, không ngờ có thể dung luyện linh khí, thôn phệ tinh khí linh khí, hóa thành cho mình dùng. Nghe thuật lại linh khí chia ra làm 18 phẩm, một khi siêu việt lục phẩm linh khí sẽ sinh ra thuộc tính thần kỳ, lẽ nào trong tay Phong Phi Vân chính là một kiện binh? Có người trở nên cuồng nhiệt, trong mắt mang theo hào quang tham lam, hận không thể đoạt thần binh trong tay Phong Phi Vân. Thần tấn vương triều không có lục phẩm linh khí, trong tay Phong Phi Vân có một đoàn dịch thể màu trắng, hẳn là không phải là lục phẩm linh khí, hơn nữa cũng không có uy thế của lục phẩm linh khí. Thiên toán thư sinh bác bỏ tin đồn, nói. Tuyệt đối không phải là lục phẩm linh khí xuất thế nhất định rung động tứ phương, huống chi lấy tu vị của Phong Phi Vân mặc dù là nắm giữ lục phẩm linh khí, cũng không thể thúc giục lục phẩm linh khí. Cho dù không phải là lục phẩm linh khí, cũng nhất định là một kiện vô thượng chiến binh. Rất nhiều người ánh mắt hiện ra thần thái cuồng nhiệt, có thể dung luyện linh khí, để thăng lực lượng tự thân, loại binh khí này không có nghe nói qua. Mọi người rất hiếu kỳ và tham lam. Một kiện tứ phẩm linh khí có thể giúp một siêu cấp gia tộc trường tồn, phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa, từ đó có thể thấy được tác dụng khổng lồ của linh khí. Một kiện linh khí cường đại, người người đều sẽ tranh nhau cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Lệnh Đông Lai cũng kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn tự tin không gì sánh được, nói. Cho dù ngươi nắm giữ chân thế sát binh, cũng không cách nào chém được ngọn núi hóa đạo của ta. Vậy sao? Phong Phi Vân cầm theo thiên tủy binh đảm, ngưng tụ thành một cây trường thương, quang hoa đại thịnh, dùng lực lượng toàn thân đánh ra, đánh phá hắc vân, mũi thương đúng vào núi đá. Leng keng. Tất cả lực lượng ngưng tụ vào một chỗ. Mũi thương đánh vào trên núi đá, đâm sâu vào núi đá một tấc, nhưng vào lúc này trong núi đá xuất hiện đạo tắc tinh mịn, đây là chân nhân đạo tắc, chúng giống như một cái võng ngăn cản thiên tủy binh đảm trùng kích. Thiên tủy binh đảm tuy rằng sắc bén không gì sánh được, có thể chém nát linh khí, thế nhưng chân nhân đạo tắc có đặc tính dẻo dai cường đại, từng vòng cuốn lấy binh đảm. Phong Phi Vân vội vã rút thương lui về phía sau, thân thể lui ra sau thật nhanh. Ha ha, Phong Phi Vân, chân nhân hóa đạo không thể phá, mặc dù chiến binh của ngươi lợi hại cỡ nào, nhưng mà đối diện với lực lượng của chân nhân cũng như con nít mà thôi. Lệnh Đông Lai giơ cao núi đá. Lỗi Lạc đứng ở bên bờ Long Hồ, cười dài nói ra. Thiên tủy binh đảm sắc bén còn chưa đủ. Phong Phi Vân lấy ra nhị phẩm linh khí lôi hỏa châu, trực tiếp đem lôi hỏa châu đánh vào trong thiên tủy binh đảm. Quả cầu màu đen sôi lên như bị đun sôi, không ngừng bị hòa tan, thiết cầu từ từ nhỏ lại. Lôi hỏa châu đang không ngừng tan rã, mà lực lượng của thiên tủy binh đảm lại càng ngày càng tăng,
trình độ sắc bén tăng trưởng nhanh chóng. Thình thịch, lôi hỏa châu nổ tung, tất cả dung luyện vào trong thiên tủy binh đảm, biến thành hư ảo. Thiên tủy binh đảm biến thành viên cầu màu trắng thật lớn phiêu phù trước mặt Phong Phi Vân, bộc phát ra hào quang chói mắt. Kiếm vũ. Phong Phi Vân bàn tay vung lên, thiên tủy binh đảm trực tiếp bay đi, phân liệt ra thành 1.800 đạo bạch sắc tiểu kiếm, giống như mưa sao băng phá tan hắc vụ. Khí vận. Nghĩ tới khí vận, Phong Phi Vân nghĩ tới vũ hóa bi, hay còn gọi là thánh bi. Có được khí vận thánh bi, có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân. Đây là câu nói truyền lưu từ thượng cổ trong thần Tấn Vương triều địa vực, vì vậy vô số nhân kiệt thiên kiêu đều muốn lưu danh trên thánh bi. Phật môn tiên hiền, Phật đản tầm. Vạn tượng tháp, tử ngọ. Nữ đế, Long Khương Linh. Nạp Lan Phiệt Phiệt chủ đời thứ nhất, Nạp Lan Đại Lãng. Những cái tên vang dội cổ kim này đều từng khắc lên thánh bi, trở thành đương thời đệ nhất nhân. Lệnh Đông Lai khí vận cường đại, lẽ nào có thể so sánh với khí vận thánh bi sao? Nếu như có thể lợi dụng khí vận vũ hóa bi, ngăn cản khí vận của lệnh Đông Lai thì ta có thể đánh bại hắn. Vũ hóa bi đã bị Phong Phi Vân tế luyện thành bản mạng linh khí, huyền phù trong tử phủ trung cung, khi được thần thức Phong Phi Vân điều động, vũ hóa bi phát sinh âm thanh ong ong, hắc mang bắn ra, 18 đạo nhân ảnh từ trong hiện ra ngoài. Đây là 18 nhân kiệt lưu danh trên thánh bi, bọn họ mang một phần linh hồn hiến cho thánh bi. Trong đó có một bóng người, đó là La Phù công chúa. Ngay khi bóng người quốc sắc thiên hương hiện ra trên vũ hóa bi, trong quế viên, La Phù công chúa rõ ràng cảm ứng được linh hồn như đang xuất khiếu, thân thể mất khống chế trong thời gian ngắn, gương mặt tuyết trắng nhãn nhụi tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Vào thời khắc đó nàng cảm giác mình như biến thành nô lệ của người khác, bị người nào đó điều khiển, muốn nàng nằm xuống, nàng không thể đứng, muốn nàng sống, nàng liền sống, muốn nàng chết, nàng liền chết. Đây là cảm giác giữa chủ nhân và nô lệ, cho dù muốn nàng cởi sạch y phục, vứt bỏ tất cả tự tôn cùng cao quý, trở thành kỹ nữ dâm đãng thì nàng cũng làm. Linh hồn đã không thuộc về chính nàng. Đối với La Phù công chúa là hoàng gia thiên nữ cơ ơ ngạo, dã tâm bừng bừng, quyết tâm muốn trở thành nữ đế, loại cảm giác này quả thực thật là đáng sợ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán La Phù công chúa chảy ra. Nguy cơ đến từ chính địa phương nào? Phải sớm chặt đứt, không thì sẽ tao ngộ chuyện cực kỳ đáng sợ. La Phù công chúa cao nhã ngồi ở bên ngọc trác, có cung nữ xinh đẹp như hoa đứng sau lưng nàng, đôi mắt cao cao tại thượng như hoàng đế dò xét bốn phía, muốn tìm ra nguy cơ kia và bóp chết nó. Vũ hóa bi, Nam Thái phủ địa cực cổ trận cùng vũ hóa mộ nguyên, chắc chắn có mối liên hệ gì đó không muốn cho người ta biết, thế nhưng phải làm thế nào mới có thể kích phát ra lực lượng của chúng đây? Phong Phi Vân trầm tư trong chốc lát, sau đó hai tay mở ra, đan điền sinh ra tử sắc quang hoa, trên vạn đạo tử phủ linh khí lao ra, bao vây vũ hóa bi, trực tiếp áp lên đỉnh đầu lệnh Đông Lai. Tử phủ linh khí giống như linh xà màu tím, bao phủ toàn bộ vũ hóa bi vào bên trong. Phong Phi Vân, ngươi cho là tế ra bản mạng linh khí là có thể ngăn cản cà sa hay sao? Lệnh Đông Lai khoác cà sa, hai tay tạo thành chữ thập, 3.000 Phật tượng vây quanh thân thể, hình thành kén tầm màu vàng thật lớn. Phong Phi Vân cầm theo thiên tủy binh đảm, cười nói. Ngươi cho là khoác một kiện cà sa là có thể trở thành chân Phật, bách chiến bách thắng sao? Ta vốn bất bại. Lệnh Đông Lai chưa bao giờ bại trận, trong lòng có lòng tin cường đại, khí vận cường đại, hắn càng cuồng ngạo. Ta chuyên đánh kẻ bất bại, ta là người chung kết kẻ bất bại. Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đảm ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích màu trắng, từng đạo hàn nhận từ trong kích bắn ra ngoài, khí kình sắc bén lan tràn trên mặt đất, cắt nát các nơi. Lại có vương giả trẻ tuổi vứt chuẩn linh khí ra dò xét, muốn thử xem thiên tủy binh đảm rốt cuộc sắc bén tới trình độ nào. Cũng chỉ một đạo khí kình của thiên tủy binh đảm lan tràn tới đã chém thanh chiến kiếm kia thành hai đoạn, hóa thành sắt vụn, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả thiên tài tuấn kiệt đều nhanh chóng lui về phía sau, rất sợ bị kình khí thiên tủy binh đảm quét chúng, lấy linh khí hộ thể của bọn họ còn không cứng rắn bằng linh khí A. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân sắc bén tới mức đủ uy hiếp nửa bước cự phách. Đông Phương Kính Thủy chắc chắn như vậy, cảm thấy áp lực trong lòng, Phong Phi Vân tiến bộ thực sự quá nhanh, 5 năm trước hắn còn là tiểu tử vô danh, 5 năm sau đã gần đuổi kịp hắn. Nếu hắn không phá được khí vận của lệnh Đông Lai, liền không có khả năng đánh bại lệnh Đông Lai.
Đôi mắt dễ thương của Đông Phương Kính Nguyệt mang theo khói sương, trong lòng đang trầm tư, thời gian 5 năm hắn đã trưởng thành, đuổi theo đám thiên tài trẻ tuổi tối đỉnh cấp kia. Đại Khôn Chuẩn Ấn. Lệnh Đông Lai người mặc pháp hoàng cà sa, trong tay ngưng tụ Phật Ấn, bộc phát hào quang kim sắc chói mắt, hóa thành một cái Phật chung màu vàng, phía trên có đổ văn lão tăng nhập định, phát họa từng đạo pháp văn. Ông ông! Phật chung màu vàng lay động thật nhanh, xoay tròn xé rách từng cơn gió mạnh. Đăng! Thiên tủy binh đảm ngưng tụ hình thái phương thiên hỏa kích, đột nhiên đánh vào Phật chung màu vàng, một lực lượng khổng lồ sinh ra, gió lốc cực lớn từ phương thiên hỏa kích kích phát ra, vẫn trùng kích cánh tay Phong Phi Vân. Đại Khôn Chuẩn Ấn, đây là thánh pháp Phật môn, chỉ có thế hệ ngộ tính siêu phàm mới có thể học được, có được lực lượng khủng bố. Phong Phi Vân cầm phương thiên hỏa kích trong tay trực tiếp hóa thành dịch tích, chảy trở về, sau đó lại hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cổ thuẫn màu trắng va chạm với Đại Khôn Chuẩn Ấn, âm thanh ầm ầm vang vọng chói tai. Chuông màu vàng tan nát, thiên tủy binh đảm hóa tan lần nữa, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một chiến đao sắc bén, hai tay Phong Phi Vân cầm đao đột nhiên chém xuống. Sắc mặt Lệnh Đông Lai biến đổi, cảm nhận được thiên tủy binh đảm sắc bén, liên tiếp đánh ra chín đạo ấn quyết, mỗi một đều là tuyệt học thần thông, chém phá thế gian. Bá! Một đao kia thế không thể đỡ. Tốc độ Phong Phi Vân quá nhanh, thậm chí là không thể né tránh. Lệnh Đông Lai chỉ có thể khởi động pháp hoàng cà sa, áo cà sa phồng lên xuống, giống như thân thể bành trướng, thân thể của hắn cũng phồng lên, muốn bằng vào lực lượng pháp hoàng cà sa chống cự thiên tủy binh đảm. Bành! Trên thiên tủy binh đảm có cự đao màu trắng vọt tới, ngưng tụ thành long hình, phát ra một tiếng gào rú, trực tiếp phá tan hộ quang của pháp hoàng cà sa, thân thể Lệnh Đông Lai bành trướng trực tiếp khô quắt lại, giống như quả bóng da bị xì hơi, bị đánh bay, đụng nát vách tường một cung điện mới rơi xuống đất. Vết máu chảy dài trên mặt đất vô cùng chói mắt. Khục khục! Lệnh Đông Lai chật vật không chịu nổi bò ra từ bên trong, toàn thân đều là bụi đất, khóe miệng vẫn còn vết máu. Bị Phong Phi Vân đánh một đao kia tổn thương không nhẹ, thiết khải trên người bị đánh nát một lỗ lớn, có huyết dịch chảy ra từ chỗ đó. Nếu không phải đang mặc pháp hoàng cà sa, một đao vừa rồi đã cắt nát hắn ra. Vạn đạo tử phủ linh khí bao vây vũ hóa đài lơ lửng trên cao, Phong Phi Vân cầm theo thiên tủy binh đảm bay xuống, Phong Khinh Vân đảm, nói. Pháp hoàng cà sa chí bảo Phật môn ở trong tay của ngươi, quả thật làm nhục chủ nhân trước của nó. Ta còn chưa bại. Ngươi nói còn quá sớm. Lệnh Đông Lai cũng không chịu thua, số mệnh của hắn cường đại, làm sao bại được? Tuyệt đối không có khả năng bại. Lệnh Đông Lai sử dụng đạo tổ tam tắc chân ngôn, trên bầu trời long hồ hóa thành thái cực âm dương đồ. Bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun. Long hồ sinh sóng lớn, gợn sóng ngập trời. Đây là tuyệt học đạo môn, điều động thiên địa nguyên khí, ngưng tụ bát pháp tứ phương, tự thành thánh pháp. Không đúng A-hát. Lệnh Đông Lai số mệnh bị áp chế, hôm nay rất có thể sẽ bại. Trong mắt thiên toán thư sinh mang theo hào quang cơ trí, trên tinh thông vọng khí thuật, vọng thiên tượng, tinh tượng, dưới xem khí vận cơ duyên. Nữ ma ngồi tại chỗ giường như cảm ứng cái gì đó, đôi mắt mang theo hào quang xám tắng, mở ra một tia nhìn chằm chằm vào vạn đạo tử phủ linh khí trên cao, trong mắt sáng tối khó lường. Phong Phi Vân không sử dụng bất cứ thần thông tuyệt học gì. Hắn cầm thiên tủy binh đảm phá vạn pháp của thế gian. Oanh! Ống tay áo vung lên, thiên tủy binh đảm bay ra ngoài, hóa thành cây roi, giống như một ngôi sao bay tới va chạm thân thể Lệnh Đông Lai, đánh thái cực âm dương đồ của Lệnh Đông Lai xuất hiện một lỗ thủng, lại đánh lên người của hắn, hắn bay ra ngoài. Lúc này hắn bay quá xa, miệng không ngừng thổ huyết, thê thảm nói cong nên lời. Phong Phi Vân vẫn đứng tại chỗ, thu hồi thiên tủy binh đảm, lơ lửng trên đỉnh đầu. Từng bước một đi qua, nói. Số mệnh cường đại thì như thế nào, có được tuyệt đại bảo binh thì như thế nào, chiến lực thường thường, cùng cảnh giới ngươi chẳng phải là đối thủ của ta. Lệnh Đông Lai tự nhiên không phải chiến lực thường thường, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch, Phong Phi Vân nói như thế là đả kích chiến ý của hắn, đả kích lòng tin của hắn. Lệnh Đông Lai hai lần thất bại, đều bị Phong Phi Vân đánh cho thổ huyết, lảo đảo rơi xuống đất, không ngừng rút lui. Mỗi một bước đều là một vết máu. Hắn chưa bao giờ tao ngộ ngăn cản gì cả, lời của Phong Phi Vân chẳng khác gì sấm rền vang lên bên tai hắn, không ngừng khiến hắn run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng, ta không có khả năng bại. Tuy Lệnh Đông Lai trong miệng nói như thế,
nhưng mà ánh mắt của hắn mang theo vài phần sợ hãi. Một người từ khi ra đời chưa từng tao ngộ ngăn cản và khó khăn, cho dù cường đại hơn nữa, một khi xuất hiện ngăn cản thì tất nhiên sẽ sợ hãi, sẽ không biết làm sao, sẽ hoài nghi năng lực của mình. Phong Phi Vân cười nói, ta còn chưa sử dụng thần vương lệnh cũng đã đánh bại ngươi, ngươi còn không thừa nhận ngươi chỉ là một bại tướng dưới tay, một tên phế vật vận khí tốt hay sao? Không, ta còn không có bại. Hai mắt Lệnh Đông Lai trở nên đen kịt, có một đạo hào quang màu đen chui ra từ da của hắn, mang theo một tia vết máu, pháp hoàng cà sa đỏ tươi trên người bay lên, giống như lá cờ, không ngừng phần phật trong gió. Oanh! Một cột sáng màu máu hiện ra trên bầu trời, tiến thẳng vào trời cao, lực lượng trên người hắn không ngừng tăng lên, khí thế cũng tăng mạnh. Phong Phi Vân lập tức dừng bước lại, cảm nhận được nguy cấp. Lệnh Đông Lai rõ ràng tinh thông ma tu chi thuật, đây là ma căn phá cảnh đại pháp. Phương Kính Thủy hai mắt ngưng trọng. Lệnh Đông Lai không chỉ tinh thông thần thông đạo môn, Phật môn thánh pháp, thậm chí ngay cả tuyệt học ma môn cũng biết, người này chiếm được bảo khố mà không biết bao nhiêu người ước mơ. Cái gì là ma căn phá cảnh đại pháp? Đông Phương Kính Thủy cũng là tu ma giả, nói. Cái gọi là ma căn, chính là tu sĩ ma đạo gieo căn cơ trong cơ thể, giống như tiên căn của tu sĩ. Ma căn phá cảnh đại pháp của ma tu là một cấm kỵ, dẫn động ma tính ma căn, trùng kích cảnh giới. Lệnh Đông Lai đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong, hiện tại hắn thi triển ma căn phá cảnh đại pháp chính là ép mình vào tuyệt lộ, dùng nó chiến sinh tử với Phong Phi Vân một trận, trùng kích thiên mệnh tứ trọng. Nghe được Đông Phương Kính Thủy nói thế, có người bình luận. Xem ra Lệnh Đông Lai cũng là người có tâm trí kiên định, mặc dù có chút sơ hở tâm lý. Nhưng mà không dễ dàng đánh tan tin tưởng của hắn đâu. Lực lượng trên người Lệnh Đông Lai càng lúc càng cường đại, cột máu trên đỉnh đầu nghịch chuyển, mang theo ma tính, hai mắt cũng trở nên dữ tợn, giật pháp hoàng cà sa xuống, đánh giết qua phía Phong Phi Vân. Chiến ý trong người Phong Phi Vân không ngừng cuộn trào, nghênh chiến đối thủ, cầm thiên tủy binh đảm giết qua, diễn hóa ra vô số đao quyết, trùng kích công phạt. Lệnh Đông Lai giống như một con chiến sư, ý chí chiến đấu tăng cao. Không sợ sinh tử, xung phong liều chết ngạnh kháng thiên tủy binh đảm hóa thành chín chiến đao, đao khí cắt nát huyết nhục nhưng hắn không có cảm giác đau đớn gì, bỏ qua đao khí, nhanh chóng lao thẳng về phía Phong Phi Vân. Trên người tràn đầy máu tươi, chiến ý không ngừng sôi trào, trên người ma khí cũng càng thêm trầm trọng. Chiến! Hắn mang theo pháp hoàng cà sa, vạn đạo Phật mang bắn lên phía trước. Dùng tốc độ của Phong Phi Vân, muốn né tránh quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn không có trốn, mà là tay không nghênh, không sợ hãi chút nào. Bành, bành, bành. Trong một giây phút ngắn ngủi đã đánh ra ba trường. Lệnh Đông Lai có pháp hoàng cà sa, Phong Phi Vân cũng có miểu quỷ ban chỉ, hai thứ này chỉ là linh khí hộ thân của bọn họ. Bọn họ hiện tại dùng thực lực đơn thuần giao phong, vô thần thông thánh pháp gì đó cũng bỏ qua, chỉ dùng thân thể đánh nhau. Bọn họ giao thủ giống như kim loại va chạm, không ngừng vang vọng. Phong Phi Vân cũng biết Lệnh Đông Lai đang trùng kích thiên mệnh tứ trọng, cho nên căn bản không cho hắn cơ hội, muốn vào lúc hắn sắp sửa thành công trùng kích thiên mệnh tứ trọng, đánh bại hắn thật ác, nghiền áp trên mặt đất, làm cho hắn cả đời không thể xoay người. Trên bàn Phong Phi Vân ngưng tụ ra năm đầu long hổ chi lực, năm đạo hổ ảnh khổng lồ đánh xuống. Lệnh Đông Lai cũng đánh ra năm đầu long hổ chi lực, nghênh chiến đối thủ. Ầm ầm, đại địa chấn động, đất đá nứt vỡ. Xương ống chân của Phong Phi Vân như thần thiết, huyết nhục giống như đá hoa cương, chân đắc bàn tay Lệnh Đông Lai vỡ ra, tơ máu rậm rạp, da thịt trên cánh tay rơi xuống, ngón tay cũng xuất hiện xương trắng. Bất tử phượng hoàng thân, vạn thú chiến thể, thân thể cường đại cỡ nào, căn bản không phải Lệnh Đông Lai có thể so sánh. Lệnh Đông Lai không ngừng ho ra máu, liên tiếp lui về phía sau, Phong Phi Vân mỗi lần đánh ra một chưởng đều có thể đánh cho thân hình hắn bất ổn. Toàn thân run rẩy, giống như tao ngộ sét đánh. Cho dù có pháp hoàng cà sa bảo hộ thân thể, cũng không thể hộ thân thể của hắn chu toàn. Máu chảy ra từng giọt, nhuộm đỏ làn da và mặt đất. Một tiếng phượng hoàng gáy vang xuất hiện. Hư ảnh phượng hoàng lao ra khỏi thân thể Phong Phi Vân, bao phủ toàn thân hình khổng lồ, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, uy lâm thiên hạ, thần điều kích trời cao. Phong Phi Vân đánh ra một quyền kinh thiên động địa. Quyền mang lập lòe, một phượng hoàng khổng lồ trùng kích qua, trực tiếp đánh bay Lệnh Đông Lai, phát ra ba tiếng lộp bộp vang vọng, xương cốt đứt gãy ba cây.
Phốc, mũ trên đầu Lệnh Đông Lai nghiền nát, tóc dài màu đen bay loạn. Ma căn phá cảnh, thiên mệnh tứ trọng. Vô số huyết phụ nổ tung trên người hắn, làn da nghiền nát, huyết nhục tan vỡ, ma tính ngưng tụ thành thực chất, lực lượng rót vào trong đan điền. Đùng đùng không dứt. Vô số điện mang lượn lờ trên người, đan vào nhau, toát ra từng sợi khói đen. Trong đan điền Lệnh Đông Lai, tiên căn cùng ma căn cùng tồn tại, có hai chủng thần cơ, mở hai tòa tử phủ trung cung, cùng tồn tại và tỏa ra hào quang đen trắng. Tu sĩ trẻ tuổi ở đây nhìn thấy cảnh này, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối, không ngờ có hai tử phủ trung cung, nếu không tận mắt nhìn thấy, quả thực khiến người ta không tin nổi. Hai tòa tử phủ trong cung, đồng thời tu luyện hai chủng đạo tắc, đây mới là chuyện tuyệt đỉnh nhân kiệt mới có thể làm được, trong cùng cảnh giới bộc phát mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Là tiêu chí tu sĩ ma đạo, đương thời hiếm thấy. Không cái gì thật kỳ quái, Đông Phương Kính Thủy chính là tu sĩ ma đạo song, cũng có được hai tòa tử phủ trung cung, trong thân thể có tiên căn và ma căn. Trong đan điền Vô Hà công tử Tô Quân có tiên liên bảy màu, sinh ra bảy màu khác nhau, tử phủ trung cung hóa thành bảy vực. Chính thức thiên tài tuyệt đỉnh, tử phủ trung cung cũng khác người thường, đây cũng là nguyên nhân thể chất bọn họ cường đại. Ma căn trong thân thể Lệnh Đông Lai bộc phát màu đen kịt và quỷ dị. Máu tươi trong người không ngừng chảy vào ma căn, kích phát ma căn phá cảnh đại pháp, huyết nhục lại được rèn luyện, linh khí tăng lên như bay. Đây là dấu hiệu đột phá thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, đứng ở xa xa, không có ra tay. Giờ phút này ra tay, cho dù đánh bại đối thủ cũng không thể đả kích lòng tin của đối thủ lớn nhất, nhất định phải đợi đến lúc hắn sắp đột phá thì ra tay trấn áp hắn, loại cảm giác thất bại trong gang tấc này mới to lớn. Mới cả thấy mình thật thảm hại. Cách đả kích tàn khốc với đối thủ, không phải giết hắn, mà là làm cho hắn tuyệt vọng. Lệnh Đông Lai sắp đột phá thiên mệnh tứ trọng, vì sao Phong Phi Vân còn không ra tay, hắn chẳng lẽ không biết, một khi Lệnh Đông Lai đột phá thiên mệnh tứ trọng, chiến lực sẽ tăng vọt mấy lần. Phong Phi Vân nhãn lực cũng quá kém, khẳng định không biết Lệnh Đông Lai đang đột phá cảnh giới, thời điểm là thời cơ ra tay ngàn năm có một với hắn đấy. Rất nhiều người đang sốt ruột, cảm thấy Phong Phi Vân một khi bỏ qua thời cơ ra tay tốt nhất thì sẽ thua. Đám tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong Ngân Câu Phiệt thần thái khó hiểu, cảm thấy thất vọng với Phong Phi Vân, cảm thấy Phong Phi Vân có lẽ nên nhất cổ tác khí đánh bại Lệnh Đông Lai triệt để, không có lẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Lệnh Đông Lai sắp tới thời khắc đột phá mấu chốt, lực lượng toàn thân thu hồi vào trong đan điền, ánh mắt của hắn đầy thần thái mỉa mai. Phong Phi Vân a hát, Phong Phi Vân. Một khi ta đột phá thiên mệnh tứ trọng, chính là ngày chết của ngươi, ai cũng không thể ngăn cản được. Nhưng vào lúc này, Phong Phi Vân đột nhiên biến mất trong tầm mắt của hắn. Đã biết rõ ngươi sẽ ra tay mà, nhưng đáng tiếc, đã trễ rồi. Lệnh Đông Lai đã đến biên giới đột phá, lực lượng trong người tăng lên rất lớn, khóe miệng nhếch lên, vừa rồi giao thủ với Phong Phi Vân, hắn đã thăm dò ra thực lực Phong Phi Vân mạnh yếu thế nào, căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần có thể ngăn cản một chiêu này của hắn, có thể đột phá thiên mệnh tứ trọng, căn cứ tu vị của mình tăng lên, muốn ngăn cản một chiêu này quả thật dễ dàng. Đột nhiên Lệnh Đông Lai biến sắc, sắc mặt tái nhợt, nói. Hắn rõ ràng tế ra thần vương lệnh. Oanh! Phong Phi Vân mang theo thần vương lệnh, kích phát lực lượng của thần vương lệnh, bảy đạo hào quang bay lên cao, ép Lệnh Đông Lai quỳ rạp trên đất. Lệnh bài đánh xuống. Trực tiếp đánh tan toàn bộ lực lượng Lệnh Đông Lai đau khổ ngưng tụ được, tu vị lại quay ngược trở về thiên mệnh tam trọng. Ngay cả hai tử phủ trung cung cũng sinh ra vết rạn khắp nơi, giống như gốm sứ sắp nghiền nát. Lệnh Đông Lai nằm dạp trên mặt đất, sọ của hắn vỡ ra, thất khiếu chảy máu, nói. Ngươi rõ ràng, khiến dùng thần vương lệnh. Thần vương lệnh chính là biểu tượng thân phận của thần vương, là tôn quý mà thần thánh, giống như thần tỷ trong tay Tấn Đế. Chính là căn cơ lập quốc của thần Tấn Vương Triều, trấn quốc thần khí, dưới tình huống bình thường sẽ không thể tùy ý sử dụng tới nó. Chỉ có thời điểm thần vương chấp pháp hoặc là nguy hiểm tính mạng mới có thể sử dụng thần vương lệnh, dưới tình huống bình thường khi tỉ thí cùng quyết đấu, thần vương sẽ không sử dụng thần vương lệnh. Lệnh Đông Lai cũng không có nghĩ đến Phong Phi Vân vô sỉ như vậy, quả thực một chút mặt mũi thần vương cũng không cần, không ngờ vận dụng thần vương lệnh ra tay. Phong Phi Vân cầm theo thần vương lệnh, nói. Không nên không cam lòng như thế, ngươi có được đại khí vận, đó là một bộ phận lực lượng của ngươi, mà thần vương lệnh chính là biểu tượng thân phận của ta,
cũng là một bộ phận lực lượng của ta, nói cho cùng, ngươi không bằng ta, luận chiến lực trong cùng cảnh giới, ngươi kém ta quá xa. Phốc, Lệnh Đông Lai tiếp tục phun máu, hắn chưa từng thất bại, càng không có bị bại thảm như thế, chính yếu nhất còn bại trước mặt nữ nhân mình thích, bại trong tay người mình ghét nhất. Ngươi kiêu ngạo ở trước mặt ta nhưng không chịu nổi một kích, ngươi vĩnh viễn sẽ không bằng ta. Phong Phi Vân cố ý muốn chọc Lệnh Đông Lai tức chết, nghiêng đầu, hỏi. Đông Phương cô nương, ngươi nói ta cùng Lệnh Đông Lai, ai càng mạnh hơn nữa? Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở đàng xa, như hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt dễ thương ẩn ẩn có sương khói, ôn nhu nói. Mặc dù không sử dụng thần vương lệnh, ngươi cũng muốn mạnh hơn một bậc, đương nhiên, Lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân căn bản không để cho nàng nói tiếp, liền cười lớn một tiếng, nói. Nhìn thấy không, ngay cả Đông Phương cô cũng nói ta mạnh hơn ngươi, cho dù không sử dụng thần vương lệnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta nói ngươi còn không tin, Đông Phương cô nương nói thì ngươi sẽ tin thôi. Ta, tâm linh Lệnh Đông Lai chấn động, như là tao ngộ sét đánh, mất hết can đảm, chiến ý trên người từ từ phai mờ, trực tiếp mềm nhũn nằm trên mặt đất. Ngươi làm người quá thuận lợi, luôn không coi ai ra gì, sẽ luôn tự đắc và kiêu ngạo. Một khi tao ngộ ngăn cản thì vĩnh viễn không thể bỏ dậy. Sau khi Phong Phi Vân tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn, tâm linh rèn luyện, cho dù tao ngộ nghịch cảnh tàn khốc nhất cũng có thể lần nữa bỏ lên, cho địch nhân đã kích thống khổ nhất. Phong Phi Vân lộ ra thần sắc thất vọng, Lệnh Đông Lai bị hủy đi, tên này tại Nam Thái Phủ nhiều lần truy sát ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, ta không có lấy mạng của hắn xem như nhân từ rồi. Trước khi chúng ta tỉ thí, từng có đổ ước, người thua phải làm một chuyện mà người thắng yêu cầu. Phong Phi Vân nói. Sắc mặt Lệnh Đông Lai thê thảm, cười khổ nói. Ngươi muốn ta làm heo làm cầu. Ánh mắt Phong Phi Vân sáng lạn, lắc đầu, cười nói. Phong Phi Vân ta quang minh lỗi lạc, làm người ngay thẳng, thiên tư tuyệt diễm, nhân phẩm càng vô song, làm gì có chuyện lợi dụng lúc người ta khó khăn cơ chứ. Hôm nay bổn vương tâm tình tốt, nhìn mặt mũi Đông Phương cô nương, ta lưu cho ngươi con đường sống. Ngươi đi đi. Mặc dù Phong Phi Vân nói đường hoàng, hào hùng vô song, dường như căn bản không có khó xử Lệnh Đông Lai, nhưng mà hắn vừa nói như vậy, lại làm cho Lệnh Đông Lai càng cảm thấy bi thương, buồn bã. Đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói, lời này của Phong Phi Vân còn khó chịu hơn giết hắn, giống như bị Phong Phi Vân đạp một cước lên mặt. Đông! Lệnh Đông Lai chấn động tâm linh, hắn giống như chó chết, ngất đi. Tươi sống giận ngất đi. Lúc này một lão giả râu bạc bay tới, ôm lấy Lệnh Đông Lai và nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại bay lên trời rời khỏi Long Hồ. Thiên Kiêu và Anh Kiệt trong Quế Viên đều không còn tâm tình vui sướng uống rượu, Thiên Kiêu ưu tú như Lệnh Đông Lai cũng ngã xuống, làm cho bọn họ cảm thán núi cao còn có núi cao hơn, người dù ưu tú cỡ nào cũng sẽ có lúc thất bại. Lệnh Đông Lai cuối cùng vẫn thảm bại, đan điền tan nát, muốn ngưng tụ đan điền lần nữa thật khó khăn. Trọng yếu nhất là tin tưởng tất thắng trong lòng của hắn đã bị Phong Phi Vân đánh vỡ, nếu như không thể thoát ra khỏi bóng ma này, đời này hắn chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà cũng không thể trách Phong Phi Vân, dù sao cũng là Lệnh Đông Lai tự mình đứng ra yêu cầu thỉnh chiến với Phong Phi Vân mà. Đây chính là tự tìm, chẳng thể trách ai. Phong Phi Vân không hổ là thần vương, vẫn có vài phần khí khái và phong độ, cuối cùng cũng không có khó xử Lệnh Đông Lai, nếu là ta chắc chắn sẽ yêu cầu Pháp Hoàng Cà Sa. Đây chính là chấn thế sát binh, cho dù là bốn đại môn phiệt cũng tranh nhau đầu rơi máu chảy. Có người tiếc nuối thay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân làm sao không muốn lấy Pháp Hoàng Cà Sa của Lệnh Đông Lai cơ chứ, nhưng mà thế lực sau lưng Lệnh Đông Lai chắc chắn không cho hắn thực hiện được. Cuối cùng lão giả mang theo Lệnh Đông Lai đi có khí tức thập phần cường đại, làm cho Phong Phi Vân cảm giác tim đập nhanh. Vừa rồi Phong Phi Vân nếu ra tay cưỡng đoạt Pháp Hoàng Cà Sa, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả thế hệ trước nhảy ra, sẽ ra tay với Phong Phi Vân. Cho dù Lệnh Đông Lai có mạnh hơn nữa có được truyền thừa chí cao của đạo gia, Phật gia, ma đạo, sau lưng nhất định có rất nhiều cường giả bảo hộ hắn, nói không chừng trong đó còn có lão ngoan đồng Phật gia và đạo gia. Phong Phi Vân bởi vì cảm giác được những kích thích của đám lão ngoan đồng đang dục dịch, cho nên mới rộng lượng buông tha Lệnh Đông Lai, bằng không thì Phong Phi Vân tuyệt đối không thể lưu mạng cho Lệnh Đông Lai. Số mệnh và thiên tư của người này quá cường đại. Nếu Lệnh Đông Lai có thể hiểu được vinh nhục, có lẽ có thể phá kén hóa bướm, trở thành kinh tài tuyệt diễm, nếu như hắn không thể thoát ra khỏi bóng mờ hôm nay,
như vậy cho dù hắn có ngưng tụ đan điền lần nữa, cảnh giới cũng không tăng tiến. Phong Phi Vân nghĩ trong lòng. Đám tu sĩ thế hệ trước sâu trong ngân câu phiệt đang không ngừng nghị luận, đều đưa ra kết quả giống Phong Phi Vân. Tiệc rượu này cuối cùng tan rã trong không vui, một đời tu sĩ trẻ tuổi rời đi, đại lão thế hệ trước rời đi suốt đêm, chỉ có một chút tu sĩ già có quan hệ tốt với ngân câu phiệt vẫn ở lại làm khách. Thần vương đại nhân, phiệt chủ muốn gặp ngươi. Đông Phương Nhất Dạ thông chi Phong Phi Vân, trên mặt mang theo tươi cười đặc biệt, ánh mắt khác trước. Ngân câu phiệt phiệt chủ chính là Thái Phó Đông Phương Hàn Lâm, đây chính là lão ngoan đồng sống 800 năm, tuy nhìn như không hỏi thế sự, nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm thấy hắn còn đa mưu túc trí hơn lão hổ ly Bắc Minh Mặc Thủ. Ngân câu phiệt phiệt chủ kiến tìm ta làm gì? Tâm tình Phong Phi Vân nghi kỵ, đi vào sâu trong ngân câu phiệt. Ngân câu phiệt tĩnh mịch, hoàn toàn không kém đế cung bao nhiêu, đại khái đi nửa canh giờ, Phong Phi Vân mới đi tới linh chỉ có linh vụ tỏa ra. Nhìn thấy ngân câu phiệt chủ. Ngân câu phiệt chủ tuổi già sức yếu, ngồi bên bờ linh trì, nhìn qua bảy gốc linh hoa bên trong, hương thơm mê người, có từng giọt nước rơi từ cánh hoa xuống, lộ ra tiên linh khiếp người, vừa nhìn đã biết rõ những linh hoa này đã hơn 5.000 năm. Trừ ngân câu phiệt chủ còn có Đông Phương Kính Thủy uy phong lẫm lẫm, Đông Phương Kính Nguyệt xinh đẹp như tranh vẽ đang đứng hai bên trái phải hắn. Phiệt chủ, thần vương đại nhân đến. Đông Phương Nhất Dạ mang Phong Phi Vân đi qua, sau đó liền rút đi. Đây chính là một mật địa của ngân câu phiệt, chỉ có đệ tử dòng chính mới có thể đi qua nơi này, là nơi mấy người cường đại nhất của ngân câu phiệt ngộ đạo, lưu lại ấn ký chưa từng phai mờ. Ngâu câu phiệt chủ trên cằm râu bạc trắng lay động nhẹ nhàng, trên mắt đầy nếp nhăn, hắn tươi cười hòa ái, cười nói. Thần vương đại nhân kinh tài tuyệt diễn, một đời trẻ tuổi có 102. Tiểu lão nhân sinh thời có thể quen biết với trẻ tuổi tuấn tài đây chính là chuyện mừng rỡ trong nhân sinh. Phong Phi Vân đứng bên cạnh linh trì, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cười nói. Phiệt chủ thật sự quá đề cao vãn bối, ngàn vạn đừng có gọi ta là thần vương đại nhân, vãn bối không chịu nổi đâu, gọi một câu Phong Phi Vân là được rồi. Hừ, ngu ngốc. Đông Phương Kính Nguyệt trợn mắt liếc Phong Phi Vân, trong miệng thấp giọng mắng. Ngân câu phiệt chủ mỉm cười. Sau đó phân phó một câu, liền có người mang 8 cái ngọc hạp đưa lên, bên trong có sương mù linh vụ nổi lên, chớp động hào quang sáng ngời, mơ hồ có thể trông thấy 8 loại linh vật bên trong, linh tính rất mạnh, dẫn động gợn sóng trong không khí. Đúng là luyện chế 18 loại chủ dược của thiên tủy đan đã có 8 loại, ngâu câu phiệt không hổ là ngân câu phiệt, ngay cả linh dược khó tìm như thế cũng có 8 loại, không hổ là đại gia tộc tiên môn truyền thừa cổ xưa, nội tình thâm bất khả trắc. Phong Phi Vân ngăn cản vui sướng trong lòng, nói. Không biết phiệt chủ tính 8 loại linh dược này bao nhiêu tiền. Ngân câu phiệt chủ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vật báu vô giá, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Phong Phi Vân thoáng sững sốt. Nhưng mà thần vương đại nhân chính là bằng hữu ngân câu phiệt, mặc dù báu vật vô giá, cũng có thể đưa tặng. Ngân câu phiệt chủ đổi giọng. Thiên hạ làm gì có bữa cơm chùa. Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận đứng lên, ngàn vạn đừng nên bị lão gia hỏa đa mưu túc trí này gài bẫy, nói. Thỉnh phiệt chủ khai ra bảng giá A, cho dù bao nhiêu tiền, thần vương phủ cũng sẽ trả. Ngân câu phiệt chủ cười nói. Ra tiền thứ này bình thường bàn quá nhiều, nói chuyện thần vương đại nhân trẻ tuổi tuấn tài bàn những thứ này thì quá tục khí. Nếu không chúng ta nói qua thứ khác, nghe Kính Nguyệt Nhi nói, thần vương đại nhân muốn đi tổ phòng nhìn một chút. Phong Phi Vân lườm Đông Phương Kính Nguyệt, nói. Vãn bối có một chuyện phi thường trọng yếu cần kiểm chứng, kính xin phiệt chủ đại nhân tạo thuận lợi. Việc này quan hệ tới Thủy Nguyệt Đình, làm cho Phong Phi Vân không thể không để bụng, cho dù ngân câu phiệt chủ không đồng ý cho hắn tiến vào tổ phòng, Phong Phi Vân tương lai nhất định sẽ xông vào đó. Vượt qua Phong Phi Vân dự kiến, ngân câu phiệt chủ lại đáp ứng dễ dàng, cười nói. Nếu thần vương đã nói như thế, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không xem là cái gì, Kính Nguyệt Nhi, dẫn thần vương đi tới tổ phòng xem đi, chờ các ngươi đi rồi, chúng ta lại bàn giá cả 8 loại linh dược. Đông Phương Kính Nguyệt giọng điệu không quen Phong Phi Vân, nói. Phiệt chủ, người ngoài không thể tiến vào tổ phòng. Không sao, không sao cả, mang theo lệnh bài phiệt chủ của ta tiến vào, tự nhiên sẽ cho các ngươi đi vào. Ngân câu phiệt chủ mang theo nụ cười không thay đổi. Từ trong ống tay áo lấy ra một cái lệnh bài bạch ngọc, phía trên có tiêu chí ngân câu phiệt.
Đông Phương Kính Nguyệt tiếp nhận lệnh bài Bạch Ngọc, lườm qua Phong Phi Vân, không chút khách khí nói. Đi theo ta. Phong Phi Vân tươi cười, cũng không quan tâm, hớn hở đi theo sau. Đông Phương Kính Thủy muốn đi theo, nhưng bị Ngân Câu Phiệt chủ quát một tiếng. Ngươi đi theo làm gì? Hồi bẩm ra ra, ta cũng tò mò về tổ phòng, muốn đi xem một chút. Đông Phương Kính Thủy nói. Ngân Câu Phiệt chủ quả quyết, nói. Không hiểu chuyện, ngươi vẫn nên thu liếm lòng hiếu kỳ của mình lại, cứ để hai người bọn họ đi đi, ngươi ở đây với ta, giúp ta xem cá. Tuy Đông Phương Kính Thủy cực độ không tình nguyện, cảm giác muội muội của mình và Phong Phi Vân tiến vào tổ phòng một mình như thế, quá làm người ta lo lắng, nhưng mà Phiệt chủ lên tiếng, như vậy hắn tự nhiên có an bài. Ngân Câu Phiệt truyền thừa vô cùng cổ xưa, trong lịch sử xuất hiện cường giả cấp bậc chân nhân không ít, trong đó có một vị chiến lực vô song, xưng hùng thời đại, cho nên Bạch Ngọc Đảo mới có bố trí nhiều thủ đoạn ngay cả chân nhân cũng phải run sợ trong lòng. Có cường giả cái thế lưu lại nội tình thủ hộ gia tộc, cho dù chân nhân xông lên Bạch Ngọc Đảo cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngân Câu Phiệt tổ phòng nằm ở ngay trong cấm địa của Bạch Ngọc Đảo. Vốn tổ phòng cũng không nằm ở Bạch Ngọc Đảo, sau khi cường giả Ngân Câu Phiệt mang tổ phòng rời tới đây từ lâu rồi, đối với đệ tử Ngân Câu Phiệt nó có ý nghĩa không tầm thường, giống thái miếu của hoàng tộc vậy. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt đi tới bên ngoài tổ phòng, nơi này bố trí vô số trận pháp, xương trắng tràn ngập nơi nơi, 10 bước có bóng người ẩn hiện. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn thấy sâu trong linh sơn có xương trắng bao phủ, có thác nước chảy xuống, ở nơi đó có lực trùng kích khổng lồ, che đậy ánh mắt Phong Phi Vân, một giọng nói giả nua vang lên. Người phương nào nhìn trộm tổ phòng? Phong Phi Vân nhanh chóng thu liễm ánh mắt. Đông Phương Kính Nguyệt lấy lệnh bài Phiệt chủ ra, nói rõ nguyên do với lão giả nhìn chằm chằm Phong Phi Vân thật sâu, lúc này mới cho đi. Đông Phương Kính Nguyệt áo trắng như xương đi ở phía trước, dáng người chân thành, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp mê người, nói. Sau khi tiến vào tổ phòng, người tốt nhất thành thật một chút, miễn xúc động thứ cấm kỵ, dẫn tới tai nạn. Đông Phương Kính Nguyệt cũng không phải quen thuộc với tổ phòng, chỉ là từ nhỏ đi qua một lần. Hôm nay trí nhớ đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ tổ phòng rất hoang vu, hoàn toàn tương tự thôn xá ở quỷ thôn. Phong Phi Vân tự nhiên không phải người nhiều chuyện, vốn chính là tới đây chứng thực công việc, cũng không muốn phức tạp. Đã tiến vào phạm vi tổ phòng. Phong Phi Vân linh giác hơn người, cảm giác bùn đất trên đất đã sinh ra biến hóa, hoàn toàn khác với bùn đất chung quanh. Tổ tiên Ngân Câu Phiệt cũng không chỉ rời tổ phòng tới đây, còn rời cả mặt đất chung quanh đi theo. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn qua mặt đất, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ linh dị, giống như từng hồn phách xuyên qua không khí, cách đó không xa có phòng cổ tranh, bên trong trống rỗng, đầy lạnh lẽo, tọa lạc dưới một cánh rừng, nếu như phòng cỏ này đặt ở nơi hoang vắng thì nó chẳng khác gì quỷ ốc của người chết, thập phần kinh khủng. Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân dừng bước lại, ánh mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn, nói. Người đang nhìn cái gì? Rất hiển nhiên Đông Phương Kính Nguyệt không có nhìn thấy gian phòng cỏ tranh kia, chỉ có dùng tầm bảo thuật và Phượng Hoàng Thiên Nhẫn mới có thể nhìn thấy những thứ linh dị này. Phong Phi Vân thu hồi ánh mắt, nói. Ta đang nhìn ngươi, Đông Phương cô nương xinh đẹp như hoa, ngay cả lệnh Đông Lai và Lý Tiêu Nam là thiên kiêu tuyệt đại cũng ái mộ không thôi, có thể đồng hành với người đẹp như Đông Phương cô nương, không biết có bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ, ta tự nhiên phải nắm chắc thời gian nhìn nhiều vài lần. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn thấy trong mắt Phong Phi Vân có ánh lửa lập lòe, hiển nhiên đang thi triển thiên nhãn thần thông, sắc mặt biến đổi, vội vàng né qua, giọng lạnh lùng nói. Người đang nhìn cái gì đó? Phong Phi Vân hiểu Đông Phương Kính Nguyệt đang hiểu lầm, vội vàng thu hồi thiên nhãn thần thông, cười nói. Đông Phương cô nương không nên hiểu lầm, ta thi triển thiên nhãn thần thông mặc dù có công năng thấu thị, nhưng tuyệt đối không thể thấu thị quần áo của ngươi. Người yên tâm, chút khí tiết này Phong Phi Vân vẫn có. Phong Phi Vân có khí tiết. Lời này quá không đáng tin. Nghe nói như thế, Đông Phương Kính Nguyệt càng tức giận hơn, liên tưởng tới câu trước của Phong Phi Vân là có thể đồng hành với người đẹp như Đông Phương cô nương. Không biết có bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ, ta tự nhiên phải nắm chắc thời gian nhìn nhiều vài lần. Đông Phương Kính Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, trên người tỏa ra bạch sắc quang mang hộ thể, lạnh nhạt nói. Còn dám thi triển thiên nhãn thần thông trước mặt ta, ta móc mắt ngươi ra. Phong Phi Vân cũng biết mình nói sai rồi, càng bôi càng đen, mà trên thực tế Phong Phi Vân vừa rồi không có nhìn nàng,
trong miệng nói thầm một câu. Lão tử không có nhìn ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng lão tử cũng chưa phải chưa nhìn qua. Thời điểm ở Nam Thái Phủ, vì mút thi độc trong người Đông Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân đã nhìn nửa người trên của nàng rồi, đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Kính Nguyệt khó chịu với Phong Phi Vân. Nghe được Phong Phi Vân nhắc lại chuyện xưa, Đông Phương Kính Nguyệt mặt như xương lạnh, nhìn tư thế không chỉ muốn móc mắt Phong Phi Vân, còn muốn chặt hai tay và cắt đầu lưỡi của hắn. Khục khục, ta cái gì cũng chưa nói qua, cái gì cũng sẽ không nói. Phong Phi Vân vội vàng mặc y quan, lộ ra bộ dáng cương trực, mang theo vài phần phong phạm quân tử. Đông Phương Kính Nguyệt rất lo lắng nhìn qua Phong Phi Vân, bảo hắn đi phía trước, chính mình đi sau lưng. Trên đường đi Phong Phi Vân nhìn thấy mấy địa phương có bia văn, có nơi có đèn lồng lơ lửng, tổ phòng ngân câu phiệt thật sự quá quỷ dị, giống như nơi này đã từng chết qua rất nhiều người, tao ngộ đại kiếp nạn gì đó. Tuy những thứ linh dị này có người che giấu đi, nhưng mà Phong Phi Vân dùng tiểu diễn chi thuật suy diễn vẫn nhìn ra được. Đúng, nếu như tổ phòng không có xảy ra biến cố lớn, lão tổ ngân câu phiệt cũng không có rời tổ phòng tới Bạch Ngọc Đảo làm gì. Ngừng! Đông Phương Kính Thủy ở phía sau hô lên, đôi mắt đẹp mang theo thần sắc suy tư, nói. Trong trí nhớ của ta, bức họa kia hình như treo trên vách tường một gian tổ phòng ở phía trước. Phong Phi Vân nhìn qua phía trước, nhìn thấy một khu kiến trúc thập phần cổ xưa, tường viện thấp bé, màu sắc lờ mờ, căn bản không thể so sánh với ngân câu phiệt hiện tại. Sân nhỏ này vẫn có vài chục gian phòng, những kiến trúc này tồn tại chân thật, bên trong im lặng, đã mấy ngàn năm qua không ai ở lại, bởi vì có trận pháp thủ hộ nên mới có thể bảo tồn tới ngày nay. Tổ phòng ngân câu phiệt là nơi tổ tiên cư trú qua, bảo tồn rất nhiều di tích, ngươi cẩn thận một ít. Két! Đông Phương Kính Nguyệt cẩn thận từng chút đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong có khí thức tang thương cổ xưa ập vào mặt, nơi này chính là di tích mấy ngàn năm trước, giống như cách thời không vài ngàn năm tiếp xúc với tổ tiên ngân câu phiệt ở nơi này vậy. Phong Phi Vân đi vào cánh cửa thì cảm giác có chút kỳ dị, giống như hắn từng tới nơi này rồi, nhưng mà bị nhấn chìm sâu trong ký ức, không cách nào nhớ tới nữa. Đây hẳn là một loại ảo giác siêu thời không, xem ra tổ phòng này có cái gì đó liên hệ với ta, mới có thể khiến ta sinh ra ảo giác như thế. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt mang theo Phong Phi Vân đi vào một gian tổ phòng, bên trong có đầy khí tức tự nhiên mà chất phác, có nơi đã kéo dài mấy ngàn năm, biên giới đã bắt đầu chóc ra. Quả nhiên có một bức họa. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn chằm chằm vào cổ họa này, bờ môi nhẹ nhàng mở ra, nói thầm một tiếng. Ánh mắt Phong Phi Vân cũng nhìn qua nơi đó, nhìn cảnh tượng trong cổ họa, địa hình bên trong quả thật giống quỷ thôn như đúc, có đồng ruộng xanh mơn mởn, bờ ruộng dọc ngang qua lại, núi xanh như vẽ, lá dâu thành rừng. Nhìn thấy cảnh này làm cho người ta hồi tưởng lại tình cảnh kinh hãi trong quỷ thôn, tất cả giống như gần ngay trước mắt, khiến lòng người chấn động. Quỷ thôn đã nhấn chìm vào giữa không trung, biến mất ở bờ sông Tấn, có lẽ mấy trăm năm sau cũng không xuất hiện lần nữa. Thần miếu nữ thần sông Tấn từ khi Bạch Ngọc cổ thuyền lao ra cũng đã bị xé nát, mất đi ý nghĩa tồn tại, trở thành bụi bặm lịch sử. Trên cổ họa này dùng văn tự cổ xưa viết ba chữ lưỡng nhân thôn, chữ viết mềm mại tràn ngập đạo vận. Phong Phi Vân cẩn thận quan sát ba chữ cổ này, xác nhận không phải chữ viết của Thủy Nguyệt Đình, trong lòng buông lỏng một ơi. Tại một góc cổ họa có thần miếu thấp bé, bên trong đèn sáng lên, vẽ phác thảo giống như đúc, giống như thần miếu nữ thần sông Tấn xuất hiện trước mặt lần nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt không hẹn mà cùng ngưng trọng, giống như trong tối tăm có lực lượng đang dẫn dắt bọn họ, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Tòa thần miếu này giống y hệt tòa thần miếu nữ thần sông Tấn tại quỷ thôn, ánh mắt Phong Phi Vân ngưng trọng nhìn qua bức họa này, có một loại ảo giác giống như ngọn đèn dầu đang lập lòe. Ta thấy trên cổ họa này có gợn sóng nhộn nhạo, Phong Phi Vân, ngươi có thấy không? Đông Phương Kính Nguyệt ngừng thở, cảm thấy có áp lực. Thời điểm bước vào gian phòng này, Phong Phi Vân cũng cảm giác có chấn động kỳ dị, dường như cánh cửa không gian mở ra, làm cho tâm thần người ta chấn động. Người nào? Phong Phi Vân gọi Thiên Tủy binh đảm ra, nắm trong tay, đề phòng nhìn chung quanh. Ánh mắt của hắn nhìn qua, nhìn thấy có bóng đen hiện ra ngoài cửa. Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt cũng nhìn qua, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có vật gì nói. Nơi này là cấm địa của ngân câu phiệt,
có lão tổ tông thủ hộ nơi này, căn bản không ai có thể vào được. Phong Phi Vân buông lỏng cảnh giác, nghĩ tới những linh dị nhìn thấy trên đường đi, nói. Bên ngoài căn bản không có người tiến tới, nhưng nếu như trong đây tồn tại một ít thứ kỳ quái thì sao? Nghe Phong Phi Vân nói như vậy, sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt lạnh giá, hồi tưởng lại một ít đồn đãi cổ xưa, lập tức cảnh giác lên. Phong Phi Vân cẩn thận đi từng bước tới cửa ra vào, mở thần thức và linh giác ra, hắn dám xác định chính mình vừa rồi không có hoa má. Ngay lúc Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt vừa đi ra, một chảo màu đen đã chụp vào vai phải Phong Phi Vân. Dù đó là vật gì đi nữa, nhưng có thể xác định nó không phải bàn tay nhân loại. Phong Phi Vân đã sớm phát giác ra được, thiên tủy binh đảm trong tay chém ra một đạo bạch quang. Nhưng mà một chảo màu đen này không phải bàn tay thực chất, mà là một loại như quỷ ảnh, công kích vật lý hoàn toàn không dùng được, vai phải Phong Phi Vân bị nó chảo ra ba vết máu. Một mảng lớn huyết nhục bị xé rách, nếu không phải Phong Phi Vân sớm phát hiện không ổn, trốn tránh qua một bên, thân thể đã bị nó xé nát. Nhưng mà Đông Phương Kính Nguyệt không có nhìn ra thứ gì, chỉ nhìn thấy vai phải Phong Phi Vân bị xé rách trong không khí, máu tươi bắn ra, càng quỷ dị khó lường. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đông Phương Kính Nguyệt không có nhìn thấy thứ gì, gọi Hỏa Thiên Linh Kính ra lơ lửng trên đầu, Linh Kính bộc phát hào quang vô tận, bao phủ hai người vào trong vầng sáng. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, huyết dịch trong người bốc cháy lên, bức tà khí xâm lấn ra, máu tươi trên vai rừng chảy, sắc mặt ngưng trọng nói. Đó là quỷ tà. Quỷ tà. Sắc mặt Đông Phương Kính Nguyệt trầm xuống. Quỷ tà chính là âm giới tam tà. Âm giới tam tà chính là thi tà, quỷ tà, thần tà. Chỉ có tầm bảo sư hành tẩu ở biên giới thế giới mới biết được dương giới tam dị và âm giới tam tà. Đương nhiên những đại lão đỉnh cấp của tu tiên giới cũng nghe đồn về âm dương hai giới, đây là tin tức chỉ truyền lưu trong số ít tu sĩ mà thôi. Căn cứ theo suy đoán của Phong Phi Vân, cái gọi là âm dương hai giới hẳn là tồn tại trong không gian bọt khí trên thần tấn vương triều này, cũng chính là bí cảnh, cùng loại với dị thú hồn cảnh của vạn tượng tháp và thánh địa của hoàng tộc. Loại không gian chân thật này tồn tại trong một ít bí cảnh trong khe hở không gian, bí cảnh cũng chia đẳng cấp. Ví dụ như dị thú hồn cảnh của vạn tượng tháp dài rộng vạn dặm, kết cấu bên trong không ổn định, đều là cự thạch lơ lửng, không có hình thành đại lục, chính là bí cảnh cấp thấp. Thánh địa hoàng tộc trong không gian còn lớn hơn dị thú hồn cảnh gấp mấy chục vạn lần, hình thành năm khối đại lục khổng lồ, nhưng mà đại lục vẫn không ổn định, nếu không trải qua cải tạo, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại, hơn nữa bên trong cũng không thể đản sinh ra tính mạng và nước, thuộc về bí cảnh trung cấp. Trên bí cảnh trung cấp còn có bí cảnh cao cấp, tiểu thiên thế giới, đại thiên vị diện. Mà âm dương hai giới trong truyền thuyết của tu sĩ thần tấn vương triều có lẽ là hai bí cảnh cực lớn, nói không chừng chính là hai bí cảnh trung cấp hoặc là bí cảnh cao cấp, cũng không phải âm giới và dương giới chân chính, bằng không với kiến thức của Phong Phi Vân làm sao chưa nghe nói ca. Quỷ tà, thi tà, thần tà, những thứ này đều sinh ra trong thế giới chân thật. Chỉ có đạt tới điều kiện nhất định. Thi thể sẽ phát sinh thi biến, trở thành thi tà. Quỷ hồn sau khi thôn vệ một ít dị vật, hoặc là người chết ở thời gian đặc thù, địa phương đặc thù, hoặc là một ít người sau khi chết linh hồn sinh ra biến dị, lột xác trở thành quỷ tà có được lực công kích. Thi tà có thể không ngừng tu luyện và phát sinh thi biến, lực công kích càng lúc càng mạnh. Nữ ma chính là như thế, đạt tới thi biến thứ tư, chiến lực có thể so với chân nhân, có được trí tuệ không tầm thường. Có được bộ phận trí nhớ kiếp trước và kiếp này. Quỷ tà cũng như thế, nhưng mà phương thức tu luyện của quỷ tà không giống với thi tà, quỷ tà thông qua thôn phệ quỷ hồn rời rạc, có lẽ thôn phệ quỷ tà cùng loại sẽ tăng lực lượng lên. Quỷ tà đạt tới cảnh giới nhất định, cũng có thể nhớ tới một ít trí nhớ kiếp trước. Trừ thi tà và quỷ tà ra, còn có thần tà vô cùng thần bí. Cái gọi là thần tà chính là những tượng thần cung phụng trong miếu sơn thần, đạo quan, cổ tháp. Những tượng thần này đều là bùn đất, không có sinh mạng, không có huyết nhục, nhưng mà người ta nhiều thế hệ quỳ lạy, cầu nguyện, thắp hương trước mặt chúng, những tượng thần này đạt được nhiều hương khói và tín ngưỡng sẽ sinh ra một tia nguyên linh, cuối cùng biến thành thần tà có được linh lực. Cho nên thế giới này vốn không có thần, nhưng mà mọi người đều cho rằng thế giới này có thần, những cái gọi là thần này cũng tụ tập niệm lực và hương khói của mọi người nên ra đời chính thức.